Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 256. Diệp Thi Vũ hờ hững nhìn xem Vũ Như Sương biến mất địa phương, nàng cũng không lo lắng Vũ Như Sương lập tức thông trì Vũ Đan Thanh. Dù sao, nữ nhi hắn Vũ Cửu Thiên còn ở trong tay nàng. Nếu không phải thời gian không đợi người, Diệp Thi Vũ cũng sẽ không dùng dạng này thủ đoạn hèn hạ. Nhưng là, đây không thể nghi ngờ là bằng tiểu thương vong đại giới, cầm xuống Cửu Thiên tộc phương pháp. Hô hô, lúc này, lần lượt từng bóng người thoáng hiện, xuất hiện ở Diệp Thi Vũ cách đó không xa. Khởi bẩm phu nhân, Cửu Thiên tộc Nam vực 300 thành trì, đã đều cầm xuống. Bắc vực 320 thành đã toàn bộ khống chế. Đám người vô cùng kích động báo cáo tự thân chiến tích, những người này, đều là Diệp Thi Vũ trung thành nhất bộ hạ. Hơn nữa đại đa số đều là nữ tử, các nàng nguyên bản thuộc về Vô Trần Thiên Cung người. Về sau Diệp Thi Vũ dẫn đầu Vô Trần Thiên Cung gia nhập Vô Tận Thần Phủ, những người này cũng tận số chiếm được ưu đãi. Dù sao, chủ tử của các nàng thế nhưng là Diệp Thi Vũ, Vô Tận Thần Phủ duy nhất phu nhân. Truyền lệnh xuống, để chúng ta người mau chóng nắm vững giới này. Diệp Thi Vũ hài lòng gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía chân trời, nội tâm có chút chờ mong cùng lo lắng. Cửu Thiên tộc xem như bắt lại, nhưng là mặt khác tam giới, chưa chắc có thuận lợi như vậy. Xác thực như nàng suy nghĩ, Thiên Âm cốt giới liền xuất hiện bất ngờ. Tu La điện sát thủ phụ trách ám sát Thiên Âm cổ giới các cường giả, nhưng mà, vượt quá bọn họ dự liệu là, Thiên Âm cốt giới vẫn còn có ba cái tổ vương cảnh tọa trấn. Hơn nữa, trong đó còn có một cái Thiên Vương cảnh. Thiên Vương cảnh biết bao đáng sợ, tất cả mọi người rõ ràng. Tiêu Phàm vì đề phòng vạn nhất, còn cố ý để Kiếm Hồng Trần phụ trách ngăn giết Thiên Vương cảnh. Nhưng Thiên Phi cùng Thần Thánh quân đoàn xuất hiện, nhưng hắn kế hoạch xuất hiện bất ngờ. Tiêu Phàm không thể không khiến Kiếm Hồng Trần xuất lĩnh Vô Tận Thần Phủ đại quân thẳng hướng Cực Lạc Thiên Giới, đành phải để Thí Thần thay thế Kiếm Hồng Trần. Bàn về chân chính thực lực, Thí Thần cùng Kiếm Hồng Trần tầm đó còn là có chút chênh lệch. Dù sao, Kiếm Hồng Trần thế nhưng là Tiêu Phàm linh hồn chi thể biến thành. Hắn chiến lực cũng không yếu hơn Tiêu Phàm bao nhiêu. Trước đó Tiêu Phàm gặp nạn, Kiếm Hồng Trần xuất thủ ngăn giết ma tộc Thiên Vương cảnh cường giả liền có thể nhìn ra. Vô Tận Thần Phủ, thật là lớn gan chó, vậy mà như thế hèn hạ, mặt ngoài liên minh bốn đại thế lực, lại trong bóng tối đánh lén. Không chung, một bộ hoàng kim cốt khung lạnh như băng mở miệng. Cũng khó trách hắn như thế tức giận, Tiêu Phàm bên ngoài đáp ứng cùng bốn đại thế lực liên thủ ứng phó Cực Lạc Thiên Giới. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại thừa dịp bốn đại thế lực chống rỗng thời khắc, điều động cường giả đánh lén Thiên Âm cốt giới. Cũng may bọn họ để ý, bằng không, Thiên Âm cốt giới hơn phân nửa đã rơi vào Vô Tận Thần Phủ tay. Được làm vua thua làm giặc, phủ chủ nói, chỉ cần Thiên Âm cốt giới gia nhập Vô Tận Thần Phủ, sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương vong. Táng Hoang cầm trong tay thần thương lăng không mà đứng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vừa rồi cùng đối diện Thiên Vương cảnh giao thủ, hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Lấy hắn lực lượng một người, ứng phó Thiên Vương cảnh vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hừ, nho nhỏ chân vương cảnh, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hoàng Kim cốt khung Thiên Vương cảnh khinh thường cười một tiếng, lão hủ nhân từ, lần trước không có diệt ngươi Vô Tận Thần Phủ, các ngươi vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Các hạ nói đùa, Táng Hoang tóc dài phiêu đãng, chiến ý tăng vọt, thản nhiên nói. Ngươi sở dĩ không dám xuất thủ, chỉ là sợ mà thôi, cũng không phải chỉ có ngươi Thiên Âm cốt giới có Thiên Vương cảnh. Lúc ấy ngươi nếu xuất thủ, ngươi có lẽ không dùng chết, nhưng Bạch Cốt Âm Sơn, tất diệt. Cũng không phải Táng Hoang phát ngôn bừa bãi, hoang ma tồn tại, hiển nhiên không phải là cái gì bí mật. Bạch Cốt Âm Sơn mặc dù có hắn cái này Thiên Vương cảnh tọa chấn, nhưng là Tổ Vương cảnh lại cực kỳ thưa thớt, những cái này Tổ Vương cảnh, đều là đoạn này thời gian mới đột phá mà thôi. Có hoang ma ngăn lại hắn, những người khác lại làm sao có thể chống đối Vô Tận Thần Phủ đại quân. Từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó, bằng không, đừng trách bản vương đại khai sát giới. Hoàng Kim cốt khung Thiên Vương cảnh cường giả lạnh giọng nói, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lão già, nói nhảm làm sao nhiều như vậy, so tài xem hư thực, lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, một cái tuyệt thế sắc bén móng vuốt từ hư không bên trong giò ra, to lớn không biết bao nhiêu vạn dặm. Bộc phát ra vô lượng sát phạt chi quang, khí thế hung ác ngập trời. Hoàng Kim cốt khung Thiên Vương cảnh ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên cái kia cốt chảo,
nghịch thiên mà lên, bộc phát ra kinh thế khí tức, trấn áp thiên địa, sát phạt vạn vật. Oanh long, hai chảo hung mãnh đụng vào nhau, nhấc lên năng lượng ba động khủng bố, phía dưới thành trì run rẩy kịch liệt. Cũng may hai người đều có chỗ khống chế, bằng không mà nói, vô số trong vạn dặm sinh linh, đều phải hóa thành kiếp tro. Có bản lĩnh đánh một trận ở ngoài không gian, nơi đây không cách nào làm cho chúng ta đại triển quyền cước. Một bóng người từ hư không hiển lộ ra, lại là một cái mang theo mũ rơm thiếu niên, trừ bỏ thí thần, còn có thể là ai? Hoàng Kim Cốt Khung Thiên Vương cảnh cường giả trầm mặc nửa ngày, ngay sau đó chủ động hướng về vực ngoại tinh không bay đi. Nơi này là thiên âm cổ giới địa bàn, hắn tự nhiên không nghĩ hủy đi. Hô, thí thần cũng không chút do dự đi theo, phía dưới chỉ còn lại có Táng Hoang cùng thiên âm cốt giới mặt khác hai cái tổ vương cảnh. Mời đi, Táng Hoang làm một cái thủ hiệu mời. Hai người kia hai mắt đỏ bừng, cực kỳ không cam, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đi theo Táng Hoang bay về phía vực ngoại tinh không. Nơi đó, mới có thể để cho tổ vương cảnh chân chính đại triển quyền cước. Mấy người rời đi sau, mấy đạo thân ảnh từ hư không bên trong đi ra, người cầm đầu, thân xuyên trường bào màu vàng óng, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhưng mà, hắn cũng không có huyết nhục, hiện ra trong mắt mọi người, cũng là một bộ kim sắc bộ xương. Người này không phải người khác, chính là Kim Cốt Đế. Những năm này, Kim Cốt Đế mặc dù không có đi theo Tiêu Phàm chinh chiến tứ phương, nhưng là hắn tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Nhất là lấy được phong tiên sách khí vận gia trì, hắn đã đột phá đến nghịch thiên chi cảnh. Kim Cốt Đế lấy tay vung lên, trong tay xuất hiện một cán kim sắc cờ xí. Hắn bỗng nhiên lay động dắt, thiên địa sụp đổ, một đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt bao phủ phía dưới mênh mông thành trì. Ở sau lưng hắn, năm bóng người cũng lấy ra một lá cờ, bỗng nhiên hướng về năm cái phương hướng bay đi. Nếu để cho người nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra. Cái này năm mặt cờ xí, vậy mà cùng ngũ phương sát ma kỳ giống như đúc, bất quá chỉ là hàng nhái mà thôi. Nhưng là, hắn uy năng cũng cực kỳ khủng bố. Dù sao đây chính là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng bị Tiêu Phàm bắt sống đạo huyền thần Thiên Tề Long Tổ Quân luyện chế được, hơn nữa còn là đặc biệt vì hôm nay chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, ngũ phương sát ma kỳ dương ra, từng đạo hung quang nộ xạ mà ra, hóa thành từng đầu thần liên, phóng tới thành trì bên trong. Ngay sau đó, một trận tiếng kêu rên trong thành vang lên. Ta bản nguyên chi lực làm sao sẽ biến mất? Đây là cái gì? Thiên âm cổ giới vô số cường giả vô cùng kinh hãi. Phàm là tổ vương cảnh phía dưới, vậy mà tất cả đều không cách nào phản kháng từng đầu thần liên, trơ mắt nhìn xem bản thân thể nội lực lượng bị rút lấy. Nguyên một đám âm linh tộc tu sĩ ngã xuống, hôn mê bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, từng đầu thần liên đang hấp thụ đầy đủ lực lượng về sau, cuốn ngược mà quay về, tất cả đều chui vào Kim Cốt Đế thể nội. Kim Cốt Đế khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, thẳng bức tổ vương cảnh. Ta nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng, Kim Cốt Đế vô cùng kiên định nói, hắn giang hai cánh tay, khí tức trên thân lần thứ hai tăng vọt. Hiển nhiên, hắn đây là chuẩn bị trùng kích tổ vương cảnh. Đệ nhất thánh giới. Đã từng ma tộc 19 giới đứng đầu, cùng cửu thiên thập địa dung hợp về sau, đệ nhất thánh giới biểu hiện cực kỳ cường thế, nhất cử cầm xuống giới này. Đệ nhất thánh giới chi chủ, cũng là một vị dã tâm bừng bừng hùng chủ. Lúc trước ma tộc 19 giới bị chư ma tổ địa áp có chút không thở nổi, đệ nhất thánh giới là số ít 2-3 giới dám can đảm cùng chư ma tổ địa nói chuyện ngang hàng thế lực. Tiên ma giới dung hợp về sau, đệ nhất thánh giới trực tiếp thoát ly chư ma tổ địa khống chế, độc thành một cái thế lực, khống chế một giới. Bất quá, bàn về nội tình, đệ nhất thánh giới cùng chư ma tổ địa so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Theo vô tận thần phủ thu thập tin tức biết được, đệ nhất thánh giới đệ nhất cường giả, Thái Ương, trước kia cũng vẻn vẹn chỉ là chân vương cảnh mà thôi. Điều động vạn linh chi lực, mới có thể có được thiên vương cảnh chiến lực. Chỉ là, so với thái nhất thánh giới Thái Hoang, vẫn là phải mạnh hơn. Về phần hắn bây giờ là cái gì tu vi, không người nào biết, bất quá Tiêu Phàm suy đoán, hơn phân nửa đã đột phá đến thiên vương cảnh. Đương nhiên, thái nhất thánh giới người mạnh nhất, cũng không phải là Thái Hoang, mà là Huyền Hoàng Ma Tổ. Đáng tiếc Huyền Hoàng Ma Tổ bị tiên cảnh chi môn mang đi, không biết tung tích. Nếu không, lấy Huyền Hoàng Ma Tổ thực lực, một khi khôi phục đỉnh phong chiến lực, những năm này vô tận thần phủ tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy.
So với Huyền Hoàng Ma Tổ mà nói, thế lực khác tổ vương cảnh xem như thông minh. Tiên cảnh chi môn xuất hiện trước đó, bọn họ nén giận, chính là vì tránh né tiên cảnh chi môn trói buộc. Tiên cảnh chi môn xuất hiện sau, bọn họ liền như măng mọc sau mưa đồng dạng xông ra. Lần này sáu đại thế lực xuất chinh Cực Lạc thiên giới, đệ nhất thánh giới chính là hắn tự mình xuất quân, lưu lại hắn nhi tử Thái Hoàng tọa trấn. Đệ nhất phía trên tòa thánh thành, hai đạo bóng người xa xa giằng co, một người trong đó, chính là Thái Hoàng. Những năm này, Thái Hoàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, dĩ nhiên đột phá tổ vương cảnh. Bất quá, đối diện Tà Vũ thực lực cũng không yếu, chính là chân vương cảnh. Hảo một cái vô tận thần phủ, ta Thái Hoàng tự xưng là nhãn lực bất phàm, lại là xem thường Tiêu Phàm. Thái Hoàng híp hai mắt, ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc hơi hơi phức tạp. Hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ mấy lần, biết rõ Tiêu Phàm không đơn giản. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm bây giờ đạt tới độ cao, đã để hắn đều không thể không ngưỡng vọng. Thái Hoàng, Tiêu Phàm nói cho ta, ngươi là một nhân tài, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Tà Vũ cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía Thái Hoàng ánh mắt có chút thưởng thức. Hiển nhiên, Tiêu Phàm sớm đã đem Thái Hoàng một ít sự tích đã nói với hắn. Kẻ này tuyệt đối là một cái hùng tài đại lược người, đã từng chỉ là thánh tổ cảnh, liền dám can đảm mưu đồ chư ma tổ địa. Đáng tiếc, những năm này thế cục phát triển quá nhanh. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ chư ma tổ địa cũng sẽ có một chỗ của hắn. Nói như vậy, ta còn phải cảm kích hắn để mắt ta. Thái Hoàng cười lạnh. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm túy ông chi ý bất tại tử. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Cực Lạc thiên giới, mà là bốn đại thế lực. Ngươi có thể lưu lại, đánh với ta một trận, nhưng là, y nguyên không cải biến được thế cục, đệ nhất thánh giới, là ta vô tận thần phủ vật trong bàn tay. Tà Vũ thản nhiên nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, bất quá, ngươi nếu lưu lại nơi này, phụ thân ngươi bên kia coi như quả bất địch chúng. Ngươi uy hiếp ta, Thái Hoàng rút kiếm, quanh thân sát khí bành trướng, thiên địa biến sắc. Chưa nói tới uy hiếp, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Tà Vũ vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Đánh nhau chính diện, hắn không sợ. Nhưng hắn cảm thấy, trận chiến này hoàn toàn có thể tránh khỏi, tự nhiên không tất yếu lãng phí thời gian dài. Nếu như đổi lại là ta, hẳn là cân nhắc đệ nhất thánh giới tiếp xuống nên như thế nào. Tà Vũ lại nói, Cực Lạc thiên giới hủy diệt, ngũ giới chi địa, không chỉ các ngươi bốn đại thế lực muốn, chư ma tổ địa cũng muốn. Các ngươi đối thủ, không phải là ta vô tận thần phủ. Hừ, cùng lắm thì chúng ta từ Cực Lạc thiên giới rút quân, nếu như bốn đại thế lực cùng chư ma tổ địa biết được mục đích của các ngươi, tất nhiên sẽ liên thủ giết đến tận vô tận thần sơn. Thái Hoàng cười lạnh nói. Rút quân, Tà Vũ khinh thường cười một tiếng, ngươi thử xem bọn hắn có thể hay không rút quân. Thái Hoàng nhíu mày, hắn đã thử qua liên hệ phụ thân hắn Thái Ương, đáng tiếc căn bản không có bất luận cái gì hồi phục. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, Tà Vũ nhếch miệng cười một tiếng, không chỉ cái này đã sớm bị phong cấm, Cực Lạc thiên phong cũng là như thế, phụ thân ngươi là tổ vương cảnh, chiến đấu tất nhiên là ở vực ngoại tinh không. Trong thời gian ngắn, ngươi căn bản là không có cách truyền tin với hắn, cho dù truyền đến, hắn nghĩ muốn rút quân, cũng căn bản không còn kịp rồi. Đương nhiên, coi như bọn họ kịp thời rút quân, cũng thay đổi không được chiến cuộc. Hơn nữa còn phải bốc lên mất đi Cực Lạc thiên giới cương thổ phong hiểm. Tí tí, đây chính là ngũ giới chi địa A, làm sao có thể khỏe chư ma tổ địa đây? Thái Hoàng nghe vậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Như Tà Vũ nói tới, bốn đại thế lực coi như kịp thời rút quân, bốn đại thế lực địa bàn, đoán chừng sớm đã rơi vào vô tận thần phủ tay. Đến lúc đó, bốn đại thế lực chẳng những sẽ vứt bỏ tứ giới chi địa, hơn nữa liền Cực Lạc thiên giới cương thổ cũng sẽ mất đi. Mà vô tận thần phủ nếu như lại tranh đoạt Cực Lạc thiên giới địa bàn, tất nhiên chưa từng có cường đại. Lấy Tiêu Phàm thực lực, điều khiển cửu giới cương thổ vạn linh chi lực, toàn bộ tiên ma giới cũng tuyệt đối không người là đối thủ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vô tận thần phủ kế hoạch vậy mà như thế hoàn mỹ, sớm đã tính tới tất cả. Hiện tại, bốn đại thế lực rút quân đã là không thể nào. Bởi vì hắn trước đó nhận được tin tức, Cực Lạc thiên giới lực lượng chưa từng có yếu kém. Sắp bị diệt tới nơi, ai cũng không cải biến được. Xem ra ngươi đã hiểu rõ. Nhìn thấy Thái Hoàng thần sắc, Tà Vũ tự tin cười nói, Tiêu Phàm nói, Cực Lạc thiên giới địa bàn,
ta vô tận thần phủ sẽ không nhúng tay. Về phần các ngươi cùng chư ma tổ địa ai có thể lấy được cái kia ngũ giới chi địa, cái kia liền xem các ngươi bản lãnh. Bất quá, nghĩ đến lấy các ngươi bốn đại thực lực liên minh, toàn lực ứng phó, tất nhiên có thể bước lui chư ma tổ địa, để bọn hắn cái gì đều vớt không đến. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc đầu các ngươi bốn đại thế lực đều nhanh muốn bị Cực Lạc Thiên Giới hủy diệt, mà bây giờ, các ngươi chẳng những báo thù, diệt Cực Lạc Thiên Giới. Hơn nữa còn chiếm được ngũ giới chi địa. Cái này chẳng lẽ không được sao? Nhưng chúng ta vứt bỏ tứ giới chi địa. Thái Hoàng nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi. Kia không phải cũng vẫn là kiếm nhiều một giới sao? Tà Vũ cười nói, dùng tứ giới chi địa, đổi ngũ giới chi địa, dạng này mua bán, chẳng lẽ còn không có lợi lắm? Thái Hoàng cười lạnh không thôi, tứ giới chi địa đổi ngũ giới chi địa, xác thực không tính là chuyện xấu. Thế nhưng là, bọn họ bốn đại thế lực lại như thế nào đến phân cái kia nhiều hơn một giới? Đến lúc đó, bốn đại thế lực tầm đó tất nhiên sinh ra ngăn cách, về sau nghĩ phải đồng tâm hiệp lực, sợ là có chút khó khăn. Để cho Thái Hoàng tức giận là, Tiêu Phàm chủ động bỏ qua Cực Lạc Thiên Giới cương thổ, tặng cho chư ma tổ địa. Hắn xác thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bởi vì hắn cướp được tứ giới cũng không phải là Cực Lạc Thiên Giới tứ giới. Ngược lại là bọn họ bốn đại thế lực trở thành bội bạc người, về sau tất nhiên cùng chư ma tổ địa không chết không thôi. Nói cho Tiêu Phàm, bút chướng này, ta nhớ kỹ. Thái Hoàng cắn răng nghiến lợi phun ra một câu, cuối cùng vẫn không cùng Tà Vũ chiến đấu, quay người rời đi. Tà Vũ nhìn qua Thái Hoàng rời đi phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Phàm ra hỏa này, thật đem lòng người nắm giữ gắt gao, hắn làm sao sẽ biết, ta nói xong những lời này, Thái Hoàng sẽ không đánh mà lui đây. Bất quá, cũng không thể nhường hắn dễ dàng như thế đến Cực Lạc Thiên Giới. Tà Vũ tự nhiên không biết, Tiêu Phàm cùng Thái Hoàng mặc dù chỉ là giao thủ hai lần, nhưng là, hắn lại biết rõ Thái Hoàng là một hạng người gì. Một cái liền chư ma tổ địa đều dám can đảm tính toán người, tuyệt đối là một cái nhân vật kiêu hùng. Mắt thấy bốn đại thế lực tứ giới chi địa không cách nào bảo trụ, hắn chỉ có thể quyết đoán từ bỏ, mưu đoạt Cực Lạc Thiên Giới ngũ giới chi địa. Chiến cuộc thời khắc đang thay đổi, nếu như cùng Tà Vũ giao chiến. Ai biết Cực Lạc Thiên Giới chiến cuộc sẽ phát triển như thế nào? Vạn nhất vô tận thần phủ tới một rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp cùng chư ma tổ địa liên thủ, diệt bọn họ bốn đại thế lực quân chủ lực, bọn họ cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Thái Hoàng biết bao khôn khéo, tự nhiên đem tất cả tính rõ rõ ràng ràng. Thái Hoàng rời đi, những người khác lại không trở lực, Tà Vũ đám người rất nhanh liền bắt lại đệ nhất thánh giới. Thái Sơ thánh giới. Lấy Tiêu Lâm Trần cầm đầu vô tận thần phủ đại quân, rất nhanh liền đoạt được Thái Sơ Thánh Thành. Trấn thủ Thái Sơ Thánh Thành người, cũng là Tiêu Phàm một người quen cũ Thái La. Thái La lần trước bị Tiêu Phàm bắt sống, mặc dù bị Thái Hoàng dùng tin tức đổi đi, nhưng hắn sớm đã ở tại trên thân đã hạ chủng ma chi thuật. Thái La mặc dù đã đột phá tổ vương cảnh, nhưng chỉ cần hắn thực lực không cao hơn Tiêu Phàm, liền không cách nào xóa đi đạo kia ấn ký. Tiêu Phàm dám can đảm đối bốn đại thế lực động thủ, tự nhiên tính toán tường tận tất cả. Một cái bị hắn động tay chân người, lại tại sao có thể là Tiêu Lâm Trần đối thủ đây? Thái La nhưng không có Thái Hoàng may mắn như vậy, lại một lần nữa bị bắt sống. Lần trước là bị Tiêu Phàm, mà lần này, cũng là bị Tiêu Phàm nhi tử Tiêu Lâm Trần bắt sống. Không thể không nói, Thái La mệnh thật đúng là không phải bình thường khổ. Đến đây. Bốn đại thế lực cơ hồ toàn bộ rơi vào vô tận thần phủ khống chế. Chỉ có Thiên Âm cốt giới còn đang miễn cưỡng phản kháng, nhưng là không cải biến được chiến cuộc. Khống chế cục diện Diệp Thi Vũ, Tà Vũ cùng Tiêu Lâm Trần ba người, cùng nhau đuổi tới Thiên Âm cốt giới, cùng Thí Thần cùng Táng Hoang liên thủ, giết cái kia Thiên Vương cảnh liên tục bại lui. Cuối cùng không thể không phẫn nộ rút đi, trước khi đi còn để lại một câu ngoan thoại. Bất quá! Diệp Thi Vũ bọn họ căn bản sẽ không quan tâm. Bọn họ tất nhiên chuẩn bị đối bốn đại thế lực động thủ, liền đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bốn đại thế lực lửa giận. Chỉ là tạm thời mà nói, bọn họ muốn đối vô tận thần phủ động thủ, cũng căn bản không dứt ra được. Trừ phi bọn họ chủ động từ bỏ Cực Lạc Thiên Giới ngũ giới chi địa, bằng không tất nhiên sẽ cùng chư ma tổ địa tranh cái sinh tử. Đang lúc vô tận thần phủ thu phục bốn đại thế lực thời khắc, Vô Tận Thần Sơn cũng xuất hiện một chút biến cố. Tiêu Phàm mặc dù là đề phòng vạn nhất, để hoang ma trấn thủ Vô Tận Thần Sơn. Chỉ là không nghĩ tới, chư ma tổ địa thật là có lá gan này,
xuất lĩnh đại quân giết tới Vô Tận Thần Sơn phía dưới. Đoán chừng chư ma tổ địa cho rằng, Vô Tận Thần phủ quân chủ lực giết vào Cực Lạc thiên giới, đại bản doanh lực lượng phòng thủ tất nhiên đại giảm. Mà cái này, chính là đánh lén Vô Tận Thần phủ cơ hội tốt nhất. Lĩnh quân giết vào Vô Tận Thần phủ không phải người khác, chính là chư ma tổ địa tứ đại thiên vương một trong Thái Tôn Vương, hơn nữa chiến ma thiên cũng ở trong đó. Lần trước chiến ma thiên đại biểu chư ma tổ địa đến đây cùng bốn đại thế lực đại biểu Phượng Tê đồng đàm phán, trên thực tế, hắn mục đích không chỉ là đàm phán mà thôi. Chủ yếu hơn chính là biết rõ ràng Vô Tận Thần phủ lực lượng phòng thủ, chờ đợi hôm nay động thủ. Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao. Hoàng ma đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem đối diện Thái Tôn Vương cùng chiến ma thiên. Hai cái này thiên vương cảnh, thế lực xa không phải thiên võ vương cùng thiên chiến vương loại kia vừa mới đột phá thiên vương cảnh có thể so sánh. Cho dù là hoang ma, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Hoang ma, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Vô Tận Thần phủ xong đời, Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, giao ra Vô Tận Thần Sơn, bản vương đáp ứng, chư ma tổ địa tôn ngươi làm đệ ngũ vương. Thái Tôn Vương mở miệng, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Tiêu Phàm bị thiên nhân tộc mấy trăm tổ vương cảnh truy sát, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Hơn nữa, Vô Tận Thần phủ tổ vương cảnh cường giả, cơ hồ tất cả đều sát nhập vào Cực Lạc thiên giới. Bây giờ Vô Tận Thần phủ, tuyệt đối không thể nào là bọn hắn đối thủ. Tiêu Phàm quả nhiên suy đoán không sai, ma tộc liền thích làm như thế trộm gà bắt chó sự tình. Hoang ma thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, người cảm thấy, các ngươi thắng chắc sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Thái Tôn Vương híp híp hai mắt, thần niệm quét mắt tứ phương. Hắn nội tâm vẫn còn có chút kiêng kỵ, dù sao, Thái Tuế cái chết, quá mức kỳ quặc. Thái Tôn Vương cũng không cho rằng, Tiêu Phàm một thân một mình có được giết chết Thái Tuế thực lực, tất nhiên là Vô Tận Thần phủ ẩn núp cao thủ cách làm. Cũng là bởi vì như thế, lần này đánh lén Vô Tận Thần phủ, hắn cố ý mang đến chiến ma thiên. Hai cái thiên vương cảnh, ứng phó lực lượng yếu Vô Tận Thần phủ, nghĩ đến là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể hỏi một chút Sơ Diệu Vương, ta Vô Tận Thần phủ tổ vương cảnh, có thể toàn bộ sát nhập vào Cực Lạc thiên giới. Hoang ma cười lạnh, thần thái tự nhiên. Nhưng là, hắn nội tâm lại là hết sức sốt ruột. Thái Tôn Vương cùng chiến ma thiên hai cái này thiên vương cảnh, một mình hắn cũng không nhất định ngăn được. Hơn nữa, chư ma tổ địa tới đây, không chỉ có hai người bọn họ thiên vương cảnh, còn có mười mấy tổ vương cảnh. Cũng khó trách Thái Tôn Vương tự tin như vậy, dạng này thực lực, xác thực đủ để quét ngang hư nhược Vô Tận Thần phủ. Hoang ma hiện tại chỉ hy vọng, bốn đại thế lực bên kia chiến đấu, có thể mau chóng kết thúc. Chỉ cần bốn đại thế lực bị cầm xuống, Diệp Thi Vũ đám người nhận được tin tức, tất nhiên sẽ trước tiên chạy về. Đến lúc đó, ai giết ai coi như không nhất định. Nghe được hoang ma mà nói, Thái Tôn Vương lông mày nhíu lại, trầm mặc không nói. Hiển nhiên, hắn ở lấy bí pháp câu thông Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương. Nhưng mà, Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương bên kia, thật lâu không có hồi âm. Không cần nghĩ cũng biết, Cực Lạc thiên giới khẳng định xuất hiện biến cố. Bọn họ làm sao biết, Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương cùng thiên nhân tộc thiên tinh, sớm đã sát nhập vào sâu trong vũ trụ, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng thu đến tin tức của hắn. Về phần Cực Lạc thiên giới, thì là bị Vô Tận Thần phủ bố trí hạ phong cấm đại trận, tin tức căn bản không có khả năng truyền vào đi. Thái Tôn Vương, chiến ma thiên, muốn động thủ liền sớm chút, đừng lãng phí thời gian. Hoang ma cười lạnh một tiếng, trên người dĩ nhiên phồng lên lấy mạnh mẽ khí tức, tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Hoang ma, ngươi đừng mơ tưởng lừa gạt bản vương. Quá Tôn quát khẽ một tiếng, sát khí mãnh liệt cuộn trào ra, lại chậm chạp không chịu xuất thủ. Ngươi còn không đáng cho ta lừa gạt. Hoang ma khinh thường nhìn xem Thái Tôn Vương, ngươi có hay không nghĩ tới, Sơ Diệu Vương, Thánh Cổ Vương, còn có ngươi, đều rời đi chư ma tổ địa. Bây giờ chư ma tổ địa, chỉ còn lại có Long Tiêu Vương, Tí Tí. Hoang ma không có nói tiếp, nhưng châm ngòi ý tứ cực kỳ rõ ràng. Hừ, ngươi nghĩ châm ngòi chúng ta, đáng tiếc, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Thái Tôn Vương hiển nhiên căn bản không lo lắng Long Tiêu Vương động cái kia tiểu tâm tư. Chỉ cần Long Tiêu Vương dám can đảm làm như thế, ba người bọn họ hợp lực, đủ để cho Long Tiêu Vương uống một bình. Bọn họ thậm chí ước gì Long Tiêu Vương động thủ,
đến lúc đó bọn họ vừa vặn có lấy cớ để chư ma tổ địa thiếu một cái chủ nhân. Vậy còn chờ gì, động thủ a? Hoang ma gầm thét, nhưng trong lòng có chút chột dạ, hắn nha, sao còn chưa quay về? Ta một người có thể chịu không được a? Bây giờ vô tận thần phủ chỉ còn lại có hắn một cái thiên vương cảnh tọa chấn, ở đâu là chư ma tổ địa đối thủ? Những người khác vẫn chưa trở lại, một khi động thủ thật, vô tận thần phủ coi như kết thúc. Hôm nay, mặc cho ngươi lại làm sao hoa ngôn xảo ngữ, vô tận thần phủ cũng tất diệt. Thái Tôn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chấn động, hướng phía trước phóng ra bước chân, chuẩn bị ra lệnh một tiếng. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ vô tận thần sơn phía trên truyền đến, Thái Tôn Vương bước chân mạnh mẽ đứng ở hư không. Ai cho ngươi gan chó, đến ta vô tận thần phủ diễu võ dương oai. Theo thanh âm này vang lên, lần lượt từng bóng người từ vô tận thần điện bên trong đi ra, thuần một sắc tổ vương cảnh, hơn nữa còn là chân vương cảnh. Lấy Diệp Thi Vũ cầm đầu, mỗi người đều khuôn mặt lạnh lẽo, sát khí nở rộ, lạnh như băng hướng về chư ma tổ địa. Dường như chỉ cần chư ma tổ địa tu sĩ dám can đảm lại tiến lên trước một bước, bọn họ liền muốn đại khai sát giới. Thái Tôn Vương con người hơi hơi co rụt lại, ánh mắt không khỏi liếc qua Chiến Thiên Ma. Chiến Thiên Ma cũng là kinh ngạc hết sức, ngày đó hắn hỏi dò không ít tình báo, hơn nữa còn từ Tiêu Phàm trong miệng đạt được một chút tin tức. Tiến công Cực Lạc Thiên Giới, Tiêu Phàm sẽ mang đại bộ phận tổ vương cảnh xuất kích. Chỉ cần Cực Lạc Thiên Giới chiến đấu khai hỏa, bọn họ liền vây công vô tận thần phủ. Thái Tôn Vương lời thề son sắt cam đoan, nhất định nhất cử cầm xuống vô tận thần phủ. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, vô tận thần phủ còn có nhiều như vậy tổ vương cảnh lưu thủ, hơn nữa từng cái đều là chân vương cảnh. Trong lúc nhất thời, Thái Tôn Vương có chút do dự. Về số người, bọn họ cũng không chiếm quá lớn ưu thế, mặc dù thiên vương cảnh nhiều hơn một cái, chân vương cảnh không phân cao thấp, nhưng vương cảnh cũng chỉ có vô tận thần phủ một nửa mà thôi. Vô tận thần phủ một phương, Diệp Thi Vũ, Táng Hoang, Thí Thần, Tà Vũ, Tiêu Lâm Trần, Long Vũ, không người nào là chân vương cảnh. Về phần phổ thông vương cảnh, nửa năm này thời gian đột phá nhiều lắm. Thập Điện Diêm La, Tiểu Kim những cái này từ vừa mới bắt đầu theo lấy Tiêu Phàm người. Từng cái đều đạt đến tổ vương cảnh. Từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó. Diệp Thi Vũ đứng ở một đám tổ vương phía trước nhất, băng diễm tuyệt trần, sát khí lạnh lẽo. Thái Tôn Vương nét mặt đầy vẻ giận dữ, lại cũng không dám có chút phát tác. Chỉ là hắn nội tâm nghĩ không hiểu, vô tận thần phủ tổ vương cảnh, làm sao có thể có nhiều như vậy. Hơn nữa, bọn họ không nên đều tiến về Cực Lạc Thiên Giới chiến trường sao, tại sao lại ở chỗ này đây? Tất cả mọi người nghe lệnh, đang lúc Thái Tôn Vương do dự thời khắc, Diệp Thi Vũ đã chậm rãi giơ lên ngọc thủ, chuẩn bị ra lệnh một tiếng, cùng chư ma tổ địa người sống mái với nhau. Thái Tôn Vương giật nảy mình, nơi này chính là vô tận thần phủ sân nhà. Bọn họ những người này căn bản lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, một khi động thủ, tử thương càng nhiều nhất định là bọn họ một phương. Đợi diệt Cực Lạc Thiên Giới, có các ngươi tốt nhìn. Thái Tôn Vương hất lên áo bào. Lưu lại một câu ngoan thoại, mang theo chư ma tổ địa người rời đi. Hắn âm thầm phát thệ, chỉ cần cầm xuống Cực Lạc Thiên Giới ngũ giới chi địa, nhất định cái thứ nhất diệt vô tận thần phủ. Thái Tôn Vương mang theo chư ma tổ địa cường giả rời đi, biến mất cuối trời. Các ngươi trở về xem như thời điểm, thành công không? Hoang ma vuốt một cái mồ hôi lạnh, lại một mặt tò mò nhìn Diệp Thi Vũ đám người. Tiêu Phàm kế hoạch, hắn vốn định tự mình tham dự. Nhưng Tiêu Phàm lại làm cho hắn tọa trấn vô tận thần phủ, bỏ qua không ít thứ. Thành công, Diệp Thi Vũ cười cười, giống như một đóa tan ra băng hoa, thần sắc trở nên nhu hòa, sư huynh khổ cực. Không khổ cực, chính là áp lực có chút lớn. Hoàng ma khoát khoát tay, tự giễu cười nói, lần sau hay là không muốn để cho ta lưu thủ, việc này không phải ta có thể làm. Đám người nghe vậy, cười ha ha lên. Nửa ngày. Diệp Thi Vũ lại nói, chỉ là không biết phu quân như thế nào. Nghe đến lời này, tất cả mọi người nụ cười biến mất, tất cả đều cau mày, trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ tự nhiên cũng biết 500 thiên nhân tộc tổ vương cảnh truy sát Tiêu Phàm sự tình, Tiêu Phàm lấy lực lượng một người, lại tại sao có thể là 500 tổ vương cảnh đối thủ. Đổi lại là bọn họ, đoán chừng từ một khắc kia trở đi, kết quả đã định trước. Nhưng là đối với Tiêu Phàm, đám người vẫn như cũ ôm một tia hy vọng. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm.
Hoàng Ma ngược lại không lo lắng Tiêu Phàm an nguy, tiểu tử này đào mệnh thủ đoạn cũng không phải mắt phải. Tiêu Phàm thế nhưng là cái 10 phần tai họa, khẳng định không chết được. Đám người gật gật đầu, ai cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm xảy ra bất trắc. Bốn đại thế lực địa bàn, đã đại thể khống chế, tiếp đó, liền giao cho Quân Nhược Hoan. Diệp Thi Vũ lại nhìn về phía bên người cách đó không xa Quân Nhược Hoan nói. Phu nhân yên tâm, ta được đến tin tức của các ngươi, liền phái người đi đến, không bao lâu, liền có thể triệt để khống chế tứ giới chi địa. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Diệp Thi Vũ khẽ vuốt cằm, bây giờ lo lắng nhất, chính là Tiêu Phàm. Mặc cho ai bị 500 tổ vương cảnh truy sát, cũng không có quả ngon để ăn. Bất quá, Tiêu Phàm nâng 500 tổ vương cảnh không thấy bóng dáng, ai cũng không biết chiến cuộc làm sao. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định là, Tiêu Phàm tất nhiên còn sống. Sâu trong vũ trụ, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người liên thủ, mặc dù vẫn như cũ không phải Thiên Phi đối thủ, nhưng là, hai người cũng không có nửa điểm bại lui. Thiên Phi sớm đã không dám xem thường hai người, thậm chí đem hai người trở thành tâm phúc đại địch. Bọn họ còn chỉ là chân vương cảnh mà thôi, nếu như trở thành thiên vương cảnh, tiên vương cảnh, còn đến mức nào? Oanh, tiếng vang ầm ầm, giống như khai thiên ích địa thanh âm, từng mảnh tinh vực bị ba người đánh nát, triệt để hóa thành hỗn độn. Thiên nhân tộc, có vẻ như cũng chỉ đến như thế, liền hai chúng ta chân vương cảnh đều giết không chết. Tiêu Phàm tiếp tục thiêu động thiên phi thần kinh. Mặc dù hai người kiên trì rất vất vả, nhưng là, hắn biết rõ, tuyệt đối không thể để thiên phi rời đi. Một khi thiên phi biết được cực lạc thiên giới tình huống, ném ra thần thánh quân đoàn, hắn kế hoạch thì sẽ thất bại. Tiêu Phàm mưu đồ tất cả, thời điểm then chốt, há có thể lùi bước. Tiểu tử, người thật sự cho rằng bản vương không làm gì được ngươi. Thiên phi nghiến răng nghiến lợi, quanh thân khí thế bộc phát, tiên tri lực kích thiên, quả thực muốn quét sạch chư thiên vạn giới. Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người cau mày, chẳng lẽ thiên phi muốn nghẹn đại chiêu? Nhưng mà, tiếp xuống thiên phi việc cần phải làm, lại là so đại chiêu còn muốn cho hai người sợ hãi. Chỉ thấy thiên phi lấy tay vung lên, một đầu to lớn bạch sắc thông đạo xuất hiện ở hư không. Tiêu Phàm hai người tự nhiên liếc thấy liền nhìn ra, đây là truyền tống thông đạo. Thiên phi muốn từ thiên giới mời cường viện, ngăn lại nàng, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông tới. Thiên phi cười lạnh không thôi, nàng dĩ nhiên giết không chết Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người. Liền hai cái chân vương đều giết không chết, đối với nàng mà nói là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình, hoàn toàn không nghĩ khiến người khác biết rõ. Nhưng là, việc đã đến nước này, nàng đã không cố được nhiều như vậy. Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người đồng thời trừ ra một đạo kiếm mang, đáng sợ vô biên, đủ để chặt đứt tinh vực, hủy đi vô số tinh thần thế giới. Bang, nhưng mà, hai người công kích, đều bị Thiên Phi ngăn lại. Các ngươi chết chắc, Thiên Phi nhe răng cười không thôi. Nói xong, chỉ thấy một cỗ khí thức bàng bạc từ truyền tống thông đạo bên trong quét sạch mà ra, truyền tống thông đạo dường như có chút bất ổn, bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Tiêu Phàm hai người điên cuồng công kích, nhưng Thiên Phi lại gắt gao che chở truyền tống thông đạo, nụ cười trên mặt càng ngày càng băng lãnh. Lâu huynh, còn chịu nổi sao? Tiêu Phàm sắc mặt băng hàn, lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Miễn cưỡng cũng không có vấn đề. Lâu Ngạo Thiên thở sâu, toàn thân kiếm quang tàn phá bừa bãi, bộc phát ra ánh sáng vô lượng mang, tiên đạo chi khí xen lẫn. Một mình đối chiến tiên vương cảnh, hắn cơ hồ chỉ có phòng thủ phần, nếu như tới một cái nữa tiên vương cảnh, hai người tất nhiên sẽ càng thêm thụ động. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một bộ dáng vẻ mong đợi. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không chịu thua, việc này hoàn toàn cùng Lâu Ngạo Thiên không quan hệ, có thể Lâu Ngạo Thiên đều liều mạng như vậy, hắn lại có thể không toàn lực ứng phó. Vậy thì chờ hắn giáng lâm a. Tiêu Phàm trực tiếp buông tha công kích. Lấy thiên phi thực lực, muốn giết chết hai người rất khó, nhưng là, hai người muốn hủy đi truyền tống thông đạo, cũng không dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, một cỗ chí cường mà quen thuộc khí tức từ truyền tống thông đạo mãnh liệt cuộn trào ra, trong khi xuất hiện ở nơi đây về sau, truyền tống thông đạo trực tiếp nổ tung, căn bản chịu không được hắn uy áp. Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên cau mày, người tới quá cường đại, đáng sợ đến vô biên. Thiên Phi, chuyện gì triệu ta? Một đạo sang sảng thanh âm vang lên, đó là một cái tuấn mỹ nam tử. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc,
sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh lên, tiểu tử, lại là ngươi. Thánh thiên sứ, Tiêu Phàm thở sâu. Hắn mặc dù đã đoán được mấy phần, nhưng chân chính nhìn thấy thánh thiên sứ, vẫn còn có chút chấn kinh. Hắn đã hai lần đối mặt thánh thiên sứ, mỗi lần đều không địch lại. Nếu không phải lão nhân coi mộ xuất thủ, bản thân có lẽ sớm đã chết ở thánh thiên sứ trong tay. Bất quá, bây giờ đã không phải nửa năm trước đó. Bây giờ hắn cũng khoảng cách thiên vương cảnh chỉ có cách xa một bước, đáng tiếc, địa ngục đạo luân hồi ấn cùng nhân đạo luân hồi ấn đều đã sử dụng. Nhân đạo luân hồi ấn càng là thi triển hai lần, tác dụng phụ so sánh lớn, hắn không dám tiếp tục thôi động. Hơn nữa cho dù lần nữa thôi động, hắn kiên trì thời gian cũng không dài. Bằng không, Tiêu Phàm hoàn toàn không sợ. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm có loại rất lớn áp lực. Lâu huynh, hướng tiên ma giới tới gần, Tiêu Phàm bí mật truyền âm. Nơi đây khoảng cách tiên ma giới quá xa, hắn không cách nào điều động vạn linh chi lực, dù cho mượn nhờ lục đạo luân hồi ấn. Có thể có được vạn linh chi lực cũng có hạn. Hơn nữa, bây giờ là thời khắc mấu chốt, hắn cũng không dám tùy tiện mượn hoang ma bọn họ lực lượng. Tốt, Lâu Ngạo Thiên thở sâu, cũng làm tốt liều mạng chuẩn bị. Danh con, đi chết đi. Thánh thiên sứ nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả phẫn nộ cùng sát ý trong nháy mắt bạo phát ra. Hắn nằm mộng cũng muốn giết Tiêu Phàm, bằng không cũng sẽ không tìm Thiên Phi tìm kiếm trợ giúp. Có lão nhân coi mộ ở. Hắn nghĩ giết Tiêu Phàm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là bây giờ, lão nhân coi mộ không ở, hắn giết Tiêu Phàm, quả thực như chơi đùa, chí ít hắn thấy là như thế. Oanh long, theo thánh thiên sứ bộc phát, thiên địa truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là đại dương bao la vỡ đê, giống như là vũ trụ vỡ nát, tiên chi lực cuồn cuộn vô tận. Hô, Tiêu Phàm căn bản không có chính diện giao phong ý tứ, xoay người bỏ chạy. Lâu Ngạo Thiên cũng cất bước hướng về một phương hướng khác kích xạ đi. Thiên Phi, không cần phải để ý đến người này, cùng ta liên thủ giết tiểu tạp chủng này lại nói. Thánh Thiên Sứ khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm. Trong mắt của hắn, cũng chỉ có Tiêu Phàm, Lâu Ngạo Thiên sinh tử, hắn không thèm quan tâm. Thiên Phi trầm ngâm mấy tức, cuối cùng gật đầu một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Lâu Ngạo Thiên mức độ nguy hiểm hoàn toàn không thua Tiêu Phàm. Bình thường mà nói, cũng cần phải thừa cơ tiêu diệt hắn. Nhưng là, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên biến thái, nàng thấu hiểu rất rõ. Một đối một, thật vẫn chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên. Ngược lại là hai người liên thủ, diệt đi Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên một người nào đó, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Tiêu Phàm, cái này có thể không trách ta. Vừa mới chạy ra mấy chục vạn dặm Lâu Ngạo Thiên, cũng không nhìn thấy Thiên Phi cùng Thánh Thiên Sứ đuổi theo. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn ngược lại là muốn thay Tiêu Phàm dẫn đi một cái, có thể hai người đều nhận định Tiêu Phàm, nhưng hắn cũng không có cách nào. Bất quá, Lâu Ngạo Thiên vẫn là đuổi theo đi lên. Một phương hướng khác, Tiêu Phàm điên cuồng chạy trốn, lấy hắn tốc độ, Thánh Thiên Sứ trong thời gian ngắn chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Chỉ cần tới gần tiên ma giới, hắn liền có thể điều động vạn linh chi lực. Hắn tự tin, chỉ cần điều động ngũ giới lực lượng, tất nhiên có thể cùng Thánh Thiên Sứ đánh nhau chính diện. Chỉ là, khi hắn quay đầu nhìn thấy hai đạo bóng người điên cuồng đuổi giết mà tới lúc, có loại hộc máu xúc động. Nha, vì sao đều truy sát ta? Tiêu Phàm khóc không ra nước mắt. Cho dù là điều động vạn linh chi lực, ứng phó một cái tiên vương cảnh, đã là hắn mức cực hạn. Nhưng bây giờ lại đến hai cái. Các ngươi mắt mù à, nơi đó không phải còn có một cái sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều sử ra. Không có cách nào, đối mặt hai cái tiên vương cảnh, nên sợ thời điểm, còn phải sợ. Nếu như đột phá thiên vương cảnh, hắn cũng liền không sợ hãi. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chỉ là đứa bé, không, còn chỉ là chân vương cảnh a. Tiêu Phàm giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn chỉ hy vọng, cực lạc thiên giới chiến đấu đã trần ai lạc địa. Thánh thiên sứ không cách nào giáng lâm tiên ma giới, bản thân chỉ cần đến tiên ma giới, cũng chỉ cần đối mặt Thiên Phi một người. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta căn bản là không có cách đến tiên ma giới. Tiêu Phàm dư quang nhìn tới, lại là nhìn thấy hai đạo bóng người càng ngày càng gần. Hơn nữa, thánh thiên sứ còn không phải trực tiếp đuổi theo, mà là từ một đầu khác bọc đánh. Sau lưng hắn 16 dương cánh động,
tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Thiên Phi tốc độ hơi có không bằng, nhưng so sánh với hắn, cũng không chậm bao nhiêu. Quay đầu hướng một phương hướng khác chạy. Không được, tốc độ tuyệt đối không thể giảm. Nếu không, đi bản nguyên thế giới tránh một chút, đây cũng là một biện pháp tốt. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm có thể không dám vào bản nguyên thế giới. Dù sao, tiến vào bản nguyên thế giới, trở ra, nhưng chính là thời không cuối cùng. Phản hồi tiên ma giới, là cần thời gian phải rất lâu. Chỉ có thể thiêu đốt tiên chi lực, Tiêu Phàm âm thầm cắn răng. Oanh, bỗng nhiên, Tiêu Phàm quanh thân bốc cháy lên đen kim sắc hỏa diễm, trực tiếp biến thành tu la chi thể, sau lưng một đôi cốt xí dương ra, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gần gấp một. Quả nhiên có cánh tốc độ càng nhanh, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tiên chi lực tiêu hao, cực kỳ khủng bố. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng rất khó tiếp nhận dạng này tiêu hao. Nhưng là Tiêu Phàm thế nhưng là bật hách, tiên linh có thể liên tục không ngừng bổ sung bản nguyên phân thân tiên chi lực. Bản nguyên phân thân phụng dưỡng bản thân, tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng hoàn toàn có thể hao tổn lên. Thiêu đốt tiên chi lực, Thánh Thiên Sứ nhìn thấy một màn này, lập tức cười lạnh. Tiêu Phàm làm như thế, hiển nhiên là đã nhanh đến mức cực hạn. Mặc dù trong thời gian ngắn tốc độ so với hắn nhanh hơn không ít, nhưng là, chỉ cần hắn tiên chi lực hao hết, tất nhiên có thể đuổi kịp hắn. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm tiên chi lực có thể liên tục không ngừng bổ sung, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Rất nhanh, Thánh Thiên Sứ phát hiện có chút không đúng, dòng dã đi qua hơn một canh giờ, Tiêu Phàm càng ngày càng xa, có thể tiên chi lực lại dường như vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là lại để cho tiểu tử kia chạy trốn. Muốn chạy, chạy trốn được sao? Thánh Thiên Sứ khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Phàm quá mức yêu nghiệt, mỗi một lần nhìn thấy hắn, hắn đều tăng lên cực lớn. Hắn có loại dự cảm xấu, lần này nếu như bỏ qua, lần tiếp theo muốn giết tiểu tử này, sẽ càng khó khăn. Tiểu cứu, chờ một chút, liền khi Thánh Thiên Sứ chuẩn bị bộc phát thời khắc, Thiên Phi đột nhiên gọi hắn lại, hơn nữa đã ngừng lại thân hình. Không thể bỏ qua hắn. Thánh Thiên Sứ bị Thiên Phi gọi lại, mắt thấy Tiêu Phàm càng ngày càng xa, thần sắc cực kỳ không cam. Ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thiên Phi híp hai mắt, dung nhan tuyệt thế phủ đầy xương lạnh, sát khí bành trướng, nhưng là, kẻ này quá mức quỷ dị, tiên chi lực dường như hao tổn không hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Muốn giết hắn, rất khó, chúng ta chưa hẳn đuổi theo kịp. Nhưng là, đuổi không kịp hắn, chúng ta có thể truy một người khác. Thánh Thiên Sứ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nơi đó, Lâu Ngạo Thiên nhìn thấy hai người ngừng thân hình, vội vàng dừng bước lại. Sau một khắc, hắn dường như cảm giác bị hai đầu độc xà tập trung vào một dạng không chút do dự, xoay người chạy. Truy, Thánh Thiên Sứ hét giận dữ một tiếng, 16 dương cánh động, hóa thành một đạo thần hồng, lao thẳng tới Lâu Ngạo Thiên đi. Hắn thấy, người này thế nhưng là cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ. Tiêu Phàm dĩ nhiên đuổi không kịp, nhưng là chỉ cần lưu lại Lâu Ngạo Thiên, không sợ Tiêu Phàm không đến. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, Tiêu Phàm nhìn thấy Thánh Thiên Sứ cùng Thiên Phi không có đuổi theo, không khỏi nhíu mày. Hắn quay người nhìn tới, lại là nhìn thấy, Thánh Thiên Sứ cùng Thiên Phi vậy mà từ bỏ đuổi giết hắn, ngược lại thẳng hướng Lâu Ngạo Thiên. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hai lão quái này vật. Quả nhiên không phải người, vì giết chết bản thân, không từ thủ đoạn. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm quay người hướng về Lâu Ngạo Thiên vị trí đuổi theo. Việc đã đến nước này, hơn phân nửa là chạy không thoát. Lâu Ngạo Thiên vì giúp hắn mà đến, hắn cũng không thể đem Lâu Ngạo Thiên đơn độc lưu lại, như thế hắn sẽ áy náy cả một đời. Chỉ chốc lát sau, Thánh Thiên Sứ cùng Thiên Phi hai người đuổi kịp Lâu Ngạo Thiên. Lâu Ngạo Thiên cầm kiếm điên cuồng xuất thủ. Đầy trời đều là kiếm ảnh. Hắn thực lực rất mạnh, nhưng so với tiên vương cảnh, vẫn như cũ kém xa tít tắp. Có thể kiên trì đến bây giờ mà không ngã xuống, đã 10 điểm khó được. Thánh Thiên Sứ, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, lấy một chọi hai, có gì tài ba. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, vọt thẳng vào chiến trường. Hóa thân tu la thân thể hắn, thân cao hơn một trượng, toàn thân hắc kim sắc, lưu quang bốn phía. Sau lưng một đôi cốt xí càng là sắc bén lăng lệ, dường như có thể chảm phá thiên địa.
Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, khuôn mặt dữ tợn, mỏ nhọn răng nanh, trong tay Tu La kiếm bộc phát ra nhức mắt tím huyết sắc quang mang, hung hăng chém xuống. Oanh, Thánh Thiên Sứ cầm kiếm chống đối, hai kiếm chạm vào nhau, thanh âm chấn động vùng tinh không vũ trụ này. Bốn phía hàng trăm hàng ngàn vạn dặm, toàn bộ đều hóa thành hỗn độn hải. Thánh Thiên Sứ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, lộ ra không thể tin được. Mặc dù hắn không có thi triển toàn lực, nhưng cũng là hắn 8 phần 10 lực lượng A, vậy mà không có đánh bay Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm chấn động hổ khẩu tê dại một hồi. Cái này là như thế nào sức mạnh thân thể? Hắn nha, cái này thật chỉ là một cái chân vương cảnh. Chết, Thánh Thiên Sứ gầm thét, Tiêu Phàm kinh khủng trong nháy mắt lực bộc phát, để Thánh Thiên Sứ giết hắn chi tâm càng tăng lên. Chỉ một thoáng, Thánh Thiên Sứ giở ra một cái tay khác trưởng, hung hăng vỗ xuống Tiêu Phàm đầu, muốn triệt để đánh giết, xóa bỏ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù có được 3.9 lần lực bộc phát, không kém gì tiên vương cảnh, nhưng cuối cùng chỉ là trong nháy mắt lực lượng mà thôi. Chỗ nào chống đỡ được Thánh Thiên Sứ công kích, bang, Thánh Thiên Sứ một bàn tay hung hăng đập vào Tiêu Phàm trên đầu, dường như đã thấy Tiêu Phàm đầu nổ lên bộ dáng. Nhưng mà một khắc sau, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ thấy bàn tay của hắn dường như đập cùng một chỗ kim loại trên bảng, phát ra một tiếng to rõ âm vang thanh âm. Tiêu Phàm đầu chỗ nào nổ lên, căn bản chỉ là hơi hơi chấn động một cái mà thôi. Đây là cái gì nhục thân? Cho dù là tiên thể, cũng chưa chắc trải qua được bản thân khoảng cách gần như vậy khủng bố một trường A. Nhưng là, Tiêu Phàm chặn lại, nếu không phải rõ ràng cảm nhận được bàn tay lực phản chấn, Thánh Thiên Sứ đều tưởng rằng chỉ là mộng ảo một trận mà thôi. Không chỉ là hắn, xa xa lâu Ngạo Thiên cùng Thiên Phi cũng là trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, người nhục thân như thế nào cường đại như thế. Thánh Thiên Sứ kinh hô mà ra, trợn to hai mắt, kinh khủng vô cùng, chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Tiên Thể. Vĩnh Hằng Tiên Thể, Tiêu Phàm nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không thể hiện ra. Vừa rồi Thánh Thiên Sứ một bàn tay đập xuống lúc, hắn đã làm xong người bị thương nặng chuẩn bị. Trong nháy mắt đó, hoàn toàn là theo bản năng, hắn trực tiếp bốc cháy lên vô tận chiến huyết, vận chuyển vô tận chiến điển, khiến cho nhục thân lực lượng đạt tới đỉnh phong nhất. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, chính mình nhục thân trong nháy mắt chiếm được kinh khủng tăng lên, mạnh mẽ chống đỡ tiên vương cảnh một đòn mà không có nửa điểm tổn thương. Cũng không phải là không có bất cứ thương tổn gì, trong mắt của hắn nổ đom đóm, đầu ong ong gọi, hiển nhiên có chút não chấn động. Nhưng là, Tiêu Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bị một cái tiên vương cảnh vỗ trúng đầu, còn vẻn vẹn chỉ là có chút não chấn động, cái này đã giải thích chính mình nhục thân cực kỳ khủng bố a. Mười rèn vô thượng kim thân, Tu La cửu biến, vô tận chiến huyết, tiên tri lực tẩy lễ, vẫn còn có như thế hiệu quả ngoài ý muốn. Tiêu Phàm nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Từ khi đột phá nghịch thiên chi cảnh về sau, hắn liền đã rất ít thi triển Tu La cửu biến. Dù sao, hắn nhục thể sớm đã lột xác thành bán tiên chi thể, đột phá tổ vương cảnh về sau, càng là lột xác thành chân chính tiên thể, cường đại là không cho phép hoài nghi. Thi triển cùng không thi triển Tu La cửu biến, đều không có quá nhiều khác nhau. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm rốt cục ý thức được Tu La cửu biến biến thái. Hiển nhiên, cho dù đột phá tổ vương cảnh lột xác thành tiên thể, cũng là có phân chia mạnh yếu. Tiêu Phàm đủ loại luyện thể chi thuật muốn tu luyện đến viên mãn, nhục thân tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Cái gì Vĩnh Hằng Tiên Thể, hắn chưa nghe nói qua. Nhưng là, mạnh không mạnh là được rồi. Ha ha, lại đến. Tiêu Phàm rất có tiểu nhân đắc chí ý tứ, cũng luân động lấy to lớn bàn tay, hung hăng hướng về Thánh Thiên Sứ trên mặt rút ra. Ba, một tiếng vang giòn vang vọng thiên khung, mặc dù Thánh Thiên Sứ đầu không có bị Tiêu Phàm đập nát, nhưng là giờ phút này, hắn tình nguyện bị Tiêu Phàm đập nát. Hắn nha, bản thân lại bị một cái chân vương cảnh vỗ một cái. Hơn nữa, trên mặt còn để lại một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay, đây quả thực là đem hắn đè xuống đất nhục nhã a. Xa xa Thiên Phi cùng Lâu Ngạo Thiên cũng trợn tròn mắt. Tiêu Phàm rút Thánh Thiên Sứ một bàn tay, bản thân chẳng lẽ nhìn lầm, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thánh Thiên Sứ triệt để nổi điên, một cái tát kia, phảng phất đem hắn tất cả tôn nghiêm đều cho đánh tan nát. Chỉ một thoáng, Thánh Thiên Sứ phía sau 16 cánh chán phóng nhức mắt bạch quang, ở sau lưng hắn, càng là hiện lên một tôn to lớn thiên nhân tộc hư ảnh. Quỷ dị chính là,
hư ảnh kia lại có 18 cánh, đây là Tiêu Phàm thấy qua, cho đến tận này nhiều nhất cánh thiên nhân tộc. Phải biết, bình thường tổ vương cảnh đều chỉ có 14 rực. Tiên vương cảnh cũng liền 16 cánh, mà trước mắt hư ảnh lại là vượt qua tiên vương cảnh, nhưng hắn làm sao không sợ hãi. Chỉ thấy hư ảnh giơ lên một thanh trường kiếm, hung mãnh chém xuống. Cẩn thận, Lâu Ngạo Thiên kêu to. Cách xa nhau xa khoảng cách, hắn đều cảm nhận được một loại uy hiếp, huống chi thân ở dưới kiếm Tiêu Phàm. Không dùng Lâu Ngạo Thiên nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng ngửi được khí tức tử vong. Thân làm tiên vương cảnh, cái nào không có một chút thủ đoạn cuối cùng đây? Tiêu Phàm cũng không cho rằng mình là đối thủ, nhưng là, mình có thể tránh a. Không chần chờ, Tiêu Phàm cốt xí mở ra, trong nháy mắt hướng về nơi xa bỏ chạy. Trốn được sao? Thánh thiên sứ cười lạnh liên tục, khí tức trên thân đạt đến cực hạn, sắc mặt có chút ửng hồng. Hiển nhiên, một kích này đối với hắn mà nói, đều có chút cố hết sức. Liền tiên vương cảnh đều khó khăn một đòn, có thể nghĩ uy lực của nó. Tiên vẫn, một tiếng hét lên, thánh thiên sứ liều mạng chém ra kiếm trong tay. Sau lưng hắn thiên nhân tộc hư ảnh giống như một vầng mặt trời chói lóa, đâm đến người con mắt có chút không mở ra được. Sau một khắc, tất cả bạch mang ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một chuôi diệt thiên thần kiếm, tiên khí tuôn ra, giống như tiên nhân chém ra một kích này. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn, hắn hoành độ hư không, một bước mấy chục vạn dặm, vẫn như trước cảm giác không cách nào né tránh, dường như bị tập trung một dạng. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này, muốn trốn vào bản nguyên thế giới, hiển nhiên có chút không còn kịp rồi. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, tất nhiên chạy không thoát, vậy liền không chạy. Chỉ thấy hắn toàn lực thôi động tu la chi thể, vô tận chiến huyết điên cuồng thiêu đốt, tiên chi lực bị hắn điều động đến cực hạn, hai mắt đều trở nên đỏ bừng. Trong chớp mắt, ở sau lưng hắn, đột nhiên hiện lên một đạo một tôn hoàng kim hư ảnh. Cái kia còn hắn thể nội dị tượng, hoàng kim hư ảnh cũng đồng dạng tay cầm thần kiếm, thần sắc đạm mạc, dường như không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, mắt thấy đạo kia bạch sắc kiếm hoa chém xuống thời khắc, hắn sở hữu tiên chi lực toàn bộ tràn vào tu la kiếm. Một đạo tối giải lụa màu vàng óng nối liền bầu trời, Tiêu Phàm giống như một tôn chiến tiên, quỷ dị cùng cái kia hoàng kim hư ảnh hòa làm một thể. Phá, Tiêu Phàm cuồng hống, đồng dạng dùng hết lực lượng toàn thân chém ra một kiếm. Nghịch loạn thương minh, trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thể nội tất cả lực lượng đều bị hút hết. Thân thể lung lay sắp đổ. Một kiếm này uy lực, thậm chí vượt qua hắn điều động vạn linh chi lực, đạt đến tiên vương cảnh cấp độ, để thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Oanh, hai kiếm chạm vào nhau, kinh thế khí tức nở rộ, vỡ nát thiên địa, sát phạt vạn vật, quét sạch chư thiên vạn giới, dường như muốn lật đổ càn khôn. Năng lượng ba động khủng bố, đem vô tận tinh không yên diệt. Tiêu Phàm cùng thánh thiên sứ hai người đồng thời bị hất bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Nơi xa, Lâu Ngạo Thiên cùng Thiên Phi hai người không ngừng lùi lại, đều vô cùng kinh hãi nhìn xem phương xa, không tự chủ được đình chỉ chiến đấu. Bọn họ mặc dù không có gặp Tiêu Phàm phía sau cái kia hoàng kim hư ảnh, nhưng là, bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm khẳng định xuất thủ ngăn cản. Bằng không mà nói, thánh thiên sứ kiếm khí không có khả năng nổ tung. Nhưng mà, uy lực kinh khủng như thế, thật chỉ là một cái chân vương cảnh có thể bộc phát ra. Gia hỏa này, giấu thật sâu, Lâu Ngạo Thiên trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, thậm chí có chút chờ mong, cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm căn bản không có tàng, thậm chí hắn đều không biết, bản thân còn có thể dung hợp thể chất dị tượng bên trong hoàng kim hư ảnh chiến đấu. Cái này cũng không trách Tiêu Phàm, chỉ từ đột phá tổ vương cảnh, hắn liền rất ít thôi động tu la chi thể chiến đấu. Dù sao, tổ vương cảnh cũng có tiên thể. Tu la chi thể đã sẽ không cho nhục thân mang đến quá nhiều tăng phúc. Nhưng là một lần này, Tiêu Phàm thật kinh hãi. Nhất là hắn nhìn thấy bản thân vậy mà dung hợp thể chất dị tượng bùng nổ uy lực về sau, hắn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Là vậy, thể chất của mình dị tượng, thế nhưng là để những cái kia thiên vương cảnh đều sợ hãi tồn tại, lại làm sao có thể đơn giản đây? Bản thân còn chỉ là chân vương cảnh mà thôi, nếu như đột phá thiên vương cảnh, dung hợp thể chất dị tượng, còn đến mức nào? Bất quá, cái này tiêu hao cũng không phải bình thường khủng bố. Như không phải có tiên linh đưa cho chính mình bổ sung tiên chi lực, bản thân đoán chừng đã hư thoát,
hoàn toàn liền đứng cũng không vững. Kinh hỉ sau khi, Tiêu Phàm lại có chút may mắn. Bản thân chung quy là sống tiếp. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục ửng hồng, bản nguyên phân thân điên cuồng dưới vào trong cơ thể hắn tiên chi lực, nhục thân lần nữa trở nên cường đại lên. Hắc động một đầu khác, Thánh Thiên Sứ sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, cười lạnh hướng về Bạo Loạn Tinh Không. Đã chết rồi sao? Thánh Thiên Sứ thấp giọng tự nói, một kích này, dù cho đối mặt lão nhân coi mộ, hắn cũng tự tin có thể làm bị thương đối phương. Phải biết, đây chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Cái kia 10 bát dược thiên sứ, thế nhưng là thiên nhân tộc lão tổ giao phó hắn một đạo lực lượng. Trong thiên hạ, có thể ngăn trở người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Phàm chỉ là một cái nho nhỏ chân vương cảnh mà thôi, lại còn có thể còn sống sót. Nhưng mà, theo hắc động chậm rãi biến mất, Bạo Loạn Tinh Không dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Thánh Thiên Sứ nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết. Chỉ thấy tinh không một đầu khác, một đạo áo đen thân ảnh cầm kiếm mà đứng, tóc đen phiêu đãng, giống như một tôn cái thế chiến tiên. Ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Sau một khắc, Thánh Thiên Sứ con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên cầm kiếm tại chỗ biến mất, bộc phát ra kinh khủng khí tức, hướng về hắn đánh tới. Làm sao có thể? Thiên Phi con người giúp thành một cái điểm, kinh hãi tới cực điểm. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, Tiêu Phàm không chỉ có chặn lại Thánh Thiên Sứ công kích, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí thực lực còn ở đỉnh phong. Điểm này, cho dù nàng cũng làm không được a. A Lâu Ngạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Cấm thần, một tiếng quát nhẹ, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên cầm kiếm nhào về phía Thiên Phi. Giờ phút này, Thánh Thiên Sứ rõ ràng không còn chút sức lực nào, Tiêu Phàm lại tại đỉnh phong, đây chính là ứng phó Thánh Thiên Sứ cơ hội tốt nhất, hắn đương nhiên sẽ không để Thiên Phi nhúng tay. Mặc dù Tiêu Phàm nghĩ muốn chém giết Thánh Thiên Sứ là chuyện không thể nào, nhưng là, đã kích hắn một cái tự tin, dẫm đạp một lần hắn tôn nghiêm có vẻ như cũng không tệ. Dù sao, Thánh Thiên Sứ thế nhưng là đường đường tiên vương cảnh. A Thánh Thiên Sứ thét dài, thanh âm chấn động vũ trụ tinh không. Hư nhược hắn, lại bị Tiêu Phàm trực tiếp bắn ra ngoài, hơn nữa ngực còn để lại một đạo vết máu. Bản thân đường đường tiên vương, lại bị một cái chân vương cảnh cho thương tổn tới. Đây là biết bao sỉ nhục, hắn nghĩ phản kích, có thể tiên chi lực thiếu thốn hắn, căn bản vô dụng. Tiêu Phàm từng kiếm một giết ra, hắn không nghĩ tới muốn nại Thánh Thiên Sứ làm sao, nhưng nhìn thấy trên người lưu lại từng đạo vết kiếm, hắn nội tâm liền thoải mái hết sức. Hắn nha! Ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải nhiều lần muốn giết ta sao? Lần này, giết không chết ngươi, ta cũng bị nhục nhã chết ngươi. Hỗn trướng, Thánh Thiên Sứ đừng nói có bao nhiêu biệt khuất, buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Dù cho hắn biết rõ Tiêu Phàm không làm gì được chính mình, đạt tới hắn như vậy cấp độ, cơ hồ đã không cần lo lắng sinh tử sự tình. Thế nhưng là, loại sỉ nhục này, có thể còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn nhưng là cao cao tại Thượng Thánh Thiên Sứ A, trừ bỏ lão tổ bên ngoài, hắn chính là thiên nhân tộc quyền hành lớn nhất hai người một trong. Đừng chu lên, hôm nay lão tử muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Tiêu Phàm nhe răng cười. Rốt cục có thể ở Thánh Thiên Sứ trên người chiếm được một lần tiện nghi, loại này cảm giác quá sung sướng. Lão nhân coi mộ cứu mình hai lần, có thể quá tam ba bận, bản thân cũng không thể mỗi lần đều muốn lão nhân coi mộ tới cứu mình. Lần này, giết tới Thánh Thiên Sứ sợ hãi, về sau gặp lại hắn, đoán chừng nhìn thấy chính mình cũng sẽ có chút bóng tối. Tiểu tạp chủng, bản vương phát thệ, người sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Thánh Thiên Sứ gân xanh trên trán bạo khởi. Ta biết người tại khôi phục tiên chi lực, nhưng là trước đó, phanh thây xé xác, một đao bao nhiêu không được. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, tiếp tục xuất thủ. Download đang lúc Tiêu Phàm điên cuồng tàn phá bừa bãi Thánh Thiên Sứ thời khắc, Cực Lạc Thiên Giới chiến trường đã sắp đến hồi kết thúc. Tọa trấn Cực Lạc Thiên Giới Thiên Vương cảnh cường giả Thiên Tinh, trọng thương mà chạy. Mấy cái khác tổ vương cảnh thấy vậy, nơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu, nhao nhao bỏ chạy, ngay cả này sơ giai tu vi thiên nhân tộc cũng bất chấp. Theo tổ vương cảnh thoát đi, sáu đại thế lực liền bắt đầu điên cuồng đổ sát. Đối với thiên nhân tộc, tất cả mọi người không có hảo cảm. Không sai biệt lắm nửa cái đến thời điểm, Cực Lạc Thiên Phong bị sáu đại thế lực huyết tẩy một lần, tất cả mọi người đều đang lâm Cực Lạc Thiên Phong đỉnh cao. Sáu đại thế lực chia làm ba đợt,
lẫn nhau đề phòng. Các vị, trận chiến này đã kết thúc, chúng ta cáo từ. Kiếm Hồng Trần trước tiên mở miệng. Cũng không đợi đám người trả lời, trực tiếp mang theo Vô Tận Thần Phủ tất cả mọi người rời đi. Nói đùa, không bao lâu, bốn đại thế lực tin tức thì sẽ chuyển đến nơi đây. Tiếp tục lưu lại nơi này, đến lúc đó bốn đại thế lực tất nhiên sẽ đối phó bọn hắn, thậm chí ngay cả Chư Ma Tổ Địa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ngược lại là hiện tại đi, Chư Ma Tổ Địa cùng bốn đại thế lực chẳng những sẽ không ngăn cản, sẽ còn vui vẻ đưa tiễn. Dù sao, Vô Tận Thần Phủ hoàn toàn thay bọn hắn đánh vô ích công việc, diệt Cực Lạc Thiên Giới, lại cái gì cũng không cần. Dạng người này, quả thực quá tốt rồi. Sơ Diệu Vương cùng Vũ Đan Thanh đám người đưa mắt nhìn Kiếm Hồng Trần bọn họ rời đi, bọn họ luôn cảm giác Kiếm Hồng Trần biểu hiện quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, bọn họ lại không phát hiện cái gì chỗ không đúng. Đợi Vô Tận Thần Phủ người rời đi, bốn đại thế lực cùng Chư Ma Tổ Địa người trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, vẻ mặt phòng bị nhìn đối phương. Các vị, các ngươi cũng có thể đi. Sơ Diệu Vương mở miệng. Dựa theo ước định, diệt đi Cực Lạc Thiên Giới, Cực Lạc Thiên Giới ngũ giới chi địa, liền về Chư Ma Tổ Địa tất cả. Vũ Đan Thanh đám người ai cũng không có mở miệng, mấy người nhìn nhau, cũng không có muốn ý rời đi. Làm sao, các ngươi muốn đổi ý? Thánh Cổ Vương không có hảo ý nhìn xem bốn đại thế lực chi chủ. Hắn vung cánh tay lên một cái, sau lưng tất cả Chư Ma Tổ Địa cường giả tất cả đều lấy ra vũ khí. Lại một trận đại chiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Các hạ nói đùa, chúng ta chưa bao giờ đáp ứng đem ngũ giới chi địa tặng cho các ngươi, từ đâu tới hối hận. Trước tiên mở miệng chính là đệ nhất thánh giới chi chủ Thái Ương. Thật vất vả diệt Cực Lạc Thiên Giới, hơn nữa cùng đệ nhất thánh giới Cương Thổ liền nhau, là kẻ ngu mới có thể chắp tay muốn cho. Bọn họ chỉ là lợi dụng Chư Ma Tổ Địa mà thôi. Ha ha, Thánh Cổ Vương không những không giận mà còn cười, ngưng tiếng nói, các ngươi cho rằng, Cực Lạc Thiên Giới có thể tiêu diệt các ngươi, ta Chư Ma Tổ Địa liền không làm được sao. Nói xong, hắn trên người cổ động mạnh mẽ khí tức, phô thiên cái địa cuốn về phía bốn đại thế lực người. Thiên Vương cảnh vị trí, cực kỳ khủng bố, người bình thường làm sao có thể chịu được. Thái Ương cùng Vũ Đan Thanh đám người trước tiên tiến lên, ngăn trở cỗ kia uy áp. Hô, cũng nhưng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ cửu tiêu phía trên giáng lâm, người chưa đến, mạnh mẽ khí tức đã cuốn tới. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, nhao nhao lộ ra kiêng dè. Bọn họ nghĩ không hiểu, liền Vô Tận Thần Phủ cũng không dám nhúng tay giữa bọn họ sự tình, chẳng lẽ còn không có sợ chết sao? Chỉ là, làm bốn đại thế lực người thấy rõ ràng đạo kia thân ảnh lúc, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ân Hạ lão tổ, sao ngươi lại tới đây? Một cái âm linh tộc nam tử tiến lên, ngạc nhiên nhìn xem người tới. Người đến là một cái hoàng kim cốt khung sinh linh, toàn thân thiêu đốt lấy kim sắc khí diễm, cường hoành hết sức. Hừ, hoàng kim cốt khung thiên vương cảnh cường giả Ân Hạ lạnh rên một tiếng, các ngươi đều bị lừa gạt, ta nếu không đến, ta âm linh tộc lại không nơi sống yên ổn, cái gì? Đám người không hiểu, nhưng nội tâm đã có loại dự cảm bất an. Các ngươi còn ở lại chỗ này sát sinh sát tử, hàng ổ đều bị người cho bưng. Ân Hạ hết sức tức giận nói. Bốn đại thế lực cường giả nghe vậy, toàn thân chấn động, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Phụ vương, cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm lo lắng vang lên, chỉ thấy có một cỗ mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Thái Hoàng, sao ngươi lại tới đây, không phải nhường ngươi trấn thủ sao? Thái Ương lông mày vặn thành chữ xuyên. Ân Hạ tới đây. Hắn liền cảm giác có chút không đúng. Thái Hoàng lần nữa xuất hiện, ai cũng biết, khẳng định đã xảy ra đại sự. Vô Tận Thần Phủ hèn hạ vô sỉ, đánh lén ta đệ nhất thánh giới. Thái Hoàng phẫn nộ tới cực điểm, hai mắt đỏ bừng. Nhìn quanh tứ phương, lại là không có gặp Vô Tận Thần Phủ người, không khỏi tức giận nói, Vô Tận Thần Phủ người đâu. Hắn rời đi đệ nhất thánh giới, liền trước tiên chạy tới nơi đây. Nhưng mà nửa đường lại bị người đánh lén, làm trễ nải không ít thời gian. Mặc dù hắn biết rõ Vô Tận Thần Phủ là cố ý kéo dài thời gian, nhưng hắn lại không thể làm gì. Mấu chốt là, rõ ràng không nguyện ý đánh với hắn một trận tà vũ, lại dẫn mấy cái tổ vương cảnh đuổi theo, bằng không, hắn đã sớm chạy đến chỗ này. Nếu như không phải tà vũ bọn họ đột nhiên rời đi, hắn hiện tại cũng chưa chắc có thể đuổi tới nơi đây. Chỉ là suy nghĩ một chút. Thái Hoàng liền buồn bực muốn thổ huyết.
hắn chỗ nào còn không biết, Tà Vũ là lừa gạt hắn rời đi đệ nhất thánh thành mà thôi. Chỉ cần hắn vừa đi, đệ nhất thánh giới những người khác nơi nào còn dám cùng vô tận thần phủ giao thủ. Hiện tại hắn hối hận hết sức, nhưng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ đi, Thái Ương sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh giọng nói, ngươi xác định, vô tận thần phủ đánh lén ta đệ nhất thánh giới. Nếu không, ta làm sao sẽ rời đi? Thái Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Không chỉ đệ nhất thánh giới, ta thiên âm cốt giới, cũng bị vô tận thần phủ hạ thủ. Ân Hạ dày đặc khí lạnh nói. Cái kia cửu thiên giới đây, Vũ Đan Thanh sắc mặt đại biến. Ta Thái Sơ thánh giới đây, Thái Sơ thánh giới chi chủ Thái Sơ dày đặc khí lạnh mà hỏi, nắm đấm nắm chặt, gân xanh trên trán bạo khởi. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, nơi xa lại bay tới hai đạo bóng người. Tộc trưởng, vô tận thần phủ hèn hạ vô sỉ, tập kích ta cửu thiên tộc. Thánh chủ, ta Thái Sơ thánh giới, cũng bị vô tận thần phủ độc thủ. Vũ Đan Thanh cùng Thái Sơ nghe vậy, hai mắt tối đen, toàn thân run lên, lui về phía sau mấy bước, kém chút chưa ngã xuống. Không chỉ là bọn hắn, Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương nghe được cái này tin tức, cũng hoàn toàn sợ ngây người. Hắn nha, chúng ta ở nơi này sát sinh sát tử, vậy mà hoàn toàn bị vô tận thần phủ lừa gạt. Khó trách Tiêu Phàm sảng khoái như vậy chắp tay nhường ra cực lạc thiên giới ngũ giới chi địa, nguyên lai hắn mục đích là bốn đại thế lực tứ giới chi địa. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm thật vẫn làm được. Bây giờ vô tận thần phủ, chẳng phải là tương đương với có cửu giới địa phương. Toàn bộ tiên ma giới, cũng mới 19 giới cương thổ A. Vô tận thần phủ vậy mà đã chiếm cứ gần như nửa giang sơn. Thái Tôn Vương cùng chiến thiên ma không phải đi đánh lén vô tận thần sơn sao? Sơ Diệu Vương trong bóng tối cho Thánh Cổ Vương truyền âm, thần sắc có chút chờ mong. Vô tận thần phủ đại bộ phận lực lượng đều rời đi, diệt đi vô tận thần phủ đại bản doanh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hoang ma còn tỏa trấn vô tận thần phủ, Thánh Cổ Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sơ Diệu Vương thần sắc cứng đờ, hắn làm sao không biết, nhóm người mình, toàn bộ bị Tiêu Phàm đùa bỡn. Tiểu tử này, thật to gan, sẽ không sợ vô tận thần phủ vạn kiếp bất phục sao? Sơ Diệu Vương lộ ra kinh hãi. Mọi người ở đây thật lâu không cách nào bình tĩnh, ai cũng không nguyện ý tin tưởng, vô tận thần phủ đã chiếm cứ tiên ma giới nửa giang sơn. Thật sự là tin tức này quá rung động. Nhưng bọn họ lại không thể không tin tưởng, không có gặp bốn đại thế lực trấn thủ người, tất cả đều chạy đến chỗ này sao? Đám người phẫn nộ sau, lại không thể không bội phục Tiêu Phàm tính toán. Đây quả thực đem tất cả mọi người coi là quân cờ. Buồn cười chính là, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm là người tốt, miễn phí thay bọn hắn làm công, diệt cực lạc thiên giới, cuối cùng cái gì đều không mò được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thật nói cho bọn hắn, Tiêu Phàm mới là lớn nhất người thắng. Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương hai người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bọn họ biết rõ, cái này bốn đại thế lực bây giờ là càng thêm không có khả năng chắp tay nhường ra cực lạc thiên giới cương thổ. Dù sao, một khi nhường ra cực lạc thiên giới cương thổ, bọn họ coi như cái gì cũng bị mất. Chí ít, bốn đại thế lực quân chủ lực đều ở nơi này, hoàn toàn có thực lực cùng bọn hắn một trận chiến. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có mở miệng. Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương không dám bức bách thật chặt, sợ đám người này nổi điên. Mà bốn đại thế lực chi chủ, cũng trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt cùng do dự. Bản thân hẳn là dẫn người giết trở về đây, hay là cùng chư ma tổ địa làm một vố lớn. Giết trở về, chưa chắc có thể đoạt lại địa bàn của mình. Tiêu Phàm dám can đảm làm như thế, khẳng định có chỗ ỷ lại, đến lúc đó bọn họ 89 phần 10 liền cực lạc thiên giới cương thổ cũng không chiếm được. Nhưng không giết trở về, một hơi này, bọn họ làm sao nuốt trôi đi. Các vị, Tiêu Phàm đoạt các ngươi cương thổ, chúng ta rất cảm thấy tiếc hận. Cuối cùng, vẫn là Sơ Diệu Vương trước tiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Ta chư ma tổ địa, nguyện ý hiệp trợ các ngươi, đoạt lại cương thổ. Để chư ma tổ địa từ bỏ ngũ giới chi địa, đó là không có khả năng. Cương thổ chúng ta tự nhiên sẽ đoạt lại. Thái Ương thần sắc lạnh lùng, bất quá, chúng ta đã không nhà để về, nghĩ đến hai vị có thể lý giải tâm tình của chúng ta. Cực lạc thiên giới ngũ giới chi địa, chúng ta nơi này vừa lúc có năm đại thế lực, mọi người các lấy một giới, làm sao? Làm sao? Đương nhiên không thế nào. Cái này ngũ giới chi địa, thế nhưng là các ngươi bốn đại thế lực cùng vô tận thần phủ hứa hẹn cho chúng ta.
Nghĩ đến Vô Tận Thần Phủ, Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương lại vô cùng phẫn nộ. Khó trách Tiêu Phàm không muốn Cực Lạc Thiên Giới cương thổ, biểu hiện cực kỳ hào phóng. Nguyên lai, hắn sớm nhìn chằm chằm bốn đại thế lực cương thổ. Hắn ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng bọn hắn đây. Đây là các ngươi lúc trước hứa hẹn qua, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý sao? Thánh Cổ Vương thái độ rất cường thế. Đến mép thịt mỡ, hắn lại thế nào nguyện ý ném ra bên ngoài đây? Chúng ta đổi ý, lại như thế nào? Ân Hạ lạnh như băng mở miệng, mạnh mẽ khí tức bay thẳng Chư Ma Tổ Địa tu sĩ đi. Thân làm Thiên Vương cảnh, hắn tự nhiên không sợ Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương. Huống hồ, chúng ta chưa bao giờ đáp ứng đem Cực Lạc Thiên Giới cương thổ tặng cho các ngươi, là các ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Ân Hạ lại bổ sung một câu. Bất kể như thế nào, bọn họ là không thể nào như thế hào phóng. Chính mình cũng nghèo kiệt xác, giả bộ hào phóng, kia liền là đại ngu ngốc. Hừ, các ngươi muốn chiến, chúng ta phụng bồi. Thánh Cổ Vương lạnh rên một tiếng, ta đã thông biết Long Tiêu Vương cùng Thái Tôn Vương, chính các ngươi hảo hảo cân nhắc một chút. Chư Ma Tổ Địa bên ngoài mặc dù chỉ có tứ đại thiên vương cảnh, nhưng là người ở chỗ này đều biết, chân chính thiên vương cảnh khẳng định không chỉ bốn người. Thật muốn khai chiến, bốn đại thế lực tuyệt đối không địch lại. Ở Thánh Cổ Vương xem ra, bốn đại thế lực nếu là có thế lực này cùng lá gan, cũng sẽ không bị Cực Lạc Thiên Giới giết kém chút hủy diệt. Vậy cũng phải bọn họ chạy đến lại nói. Ân Hạ không nói hai lời, đi từng bước một hướng Sơ Diệu Vương. Bên cạnh Thái Ương cũng tới trước một bước, khóa chặt Thánh Cổ Vương, thản nhiên nói, vực ngoại tinh không một trận chiến A, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bọn họ cũng muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao, tạm thời mà nói, bọn họ cũng giống vậy có hai cái thiên vương cảnh, hơn nữa chân vương cảnh số lượng so Chư Ma Tổ Địa muốn bao nhiêu. Chỉ cần trước chiếm cứ tứ giới, bọn họ bốn đại thế lực chi chủ liền có thể điều động vạn linh chi lực. Đến lúc đó, hoàn toàn không sợ Chư Ma Tổ Địa. Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương hai người sắc mặt khó xử đến cực hạn, như cùng ăn chuột chết một dạng khó chịu. Cướp đi các ngươi cương thổ, là Vô Tận Thần Phủ, chúng ta nguyện ý giúp các ngươi đoạt lại, đã là nhân tận nghĩa gây nên, các ngươi sẽ không sợ, ta Chư Ma Tổ Địa cùng Vô Tận Thần Phủ liên thủ. Thánh Cổ Vương không lùi nửa phần, cười lạnh liên tục. Nói như vậy, lần này cũng là các ngươi dở trò quỷ. Ân Hạ sát khí càng ngày càng lăng lệ. Bốn đại thế lực người nghe nói như thế, cũng nhao nhao bất thiện. Đúng vậy a, lần này liên minh, thế nhưng là Vô Tận Thần Phủ dựng dây. Chư Ma Tổ Địa khẳng định sớm đã rõ ràng, cố ý liên thủ Vô Tận Thần Phủ, đối phó bọn hắn. Thánh Cổ Vương kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, hắn nha, ta cũng là người bị hại, bị Tiêu Phàm lừa gạt tốt a. Không cần nói nhảm, trước làm qua một trận lại nói. Không đợi Thánh Cổ Vương mở miệng. Thái Ương trên người trực tiếp phồng lên lấy cường đại khí tức, hướng về Thánh Cổ Vương đánh tới. Hắn làm sao không biết, Thánh Cổ Vương đang kéo dài thời gian. Một khi Chư Ma Tổ Địa cường viện đến, bọn họ những người này có thể chưa chắc là đối thủ. Thánh Cổ Vương không nghĩ tới Thái Ương như thế quyết đoán, bỗng nhiên hướng về không trung lao đi. Tất nhiên muốn chiến, đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền chiến một trận. Nhưng là... Thánh Cổ Vương cũng không muốn hủy đi Cực Lạc Thiên Giới, trong mắt hắn, đây chính là Chư Ma Tổ Địa tương lai địa bàn. Cùng lúc đó, Ân Hạ cùng Sơ Diệu Vương cũng hướng về không trung bay đi. Mặt khác Tổ Vương cảnh nhao nhao bắt đầu động thủ, chỉ chốc lát sau, tiên ma giới vực ngoại tinh không truyền đến từng tiếng kinh thiên nổ vang. Bốn đại thế lực cùng Chư Ma Tổ Địa chiến đấu, chính thức khai hỏa. Mà lúc này... Kiếm Hồng Trần mang theo Vô Tận Thần Phủ đám người đến cực điểm mở ra truyền tống trận, xuất hiện ở một chỗ địa phương xa lạ. Nơi này là, Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn tứ phương. Vô Tận Thần Phủ cùng Chư Ma Tổ Địa biên giới. Kiếm Hồng Trần cười nhạt một cái nói. Chúng ta không phải về Vô Tận Thần Phủ sao, tới nơi này làm gì? Diệp Khuynh Thành cũng có chút không hiểu, chiến đấu đã kết thúc, đoàn người mình không nên hỗ trợ triệt để khống chế bốn đại thế lực địa bàn sao? Các ngươi cảm thấy, bốn đại thế lực có thể là Chư Ma Tổ Địa đối thủ. Kiếm Hồng Trần ý vị thâm trường nói. Đám người không chút do dự lắc đầu. Nói đùa cái gì, Chư Ma Tổ Địa xuất động một nửa lực lượng, cũng đủ để trấn áp bốn đại thế lực. Nếu như điều động toàn quân, bốn đại thế lực tất diệt không thể nghi ngờ. Không chỉ có bốn đại thế lực không phải Chư Ma Tổ Địa đối thủ,
chân chính giao phong, bây giờ Vô Tận Thần Phủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Kiếm Hồng Trần thở dài, cho nên, chúng ta phải cho bốn đại thế lực giúp đỡ chút. Giúp đỡ chút, giúp cái gì? Đám người đầu tiên là không hiểu, bất quá rất nhanh liền hiểu Kiếm Hồng Trần ý tứ, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão Tam, ngươi làm như thế, ta cảm giác chư ma tổ địa cái kia mấy đại thiên vương cảnh sẽ tức hộc máu. Nam Cung Tiêu Tiêu cất tiếng cười to. Làm như vậy, bốn đại thế lực mặc dù tức giận, nhưng sẽ không căm thù ta Vô Tận Thần Phủ, càng thêm không sẽ cùng chư ma tổ địa liên thủ. Diệp Khuynh Thành ánh mắt tỏa sáng, bội phục nhìn xem Kiếm Hồng Trần. Nói còn sớm, nhưng có một số việc, không thể không làm. Kiếm Hồng Trần gật gật đầu. Lấy tay vung lên, bốn chi thần ma vệ lần nữa xuất hiện, tất cả đều bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, hướng về chư ma tổ địa tiến lên. Sâu trong vũ trụ, lại nói Tiêu Phàm điên cuồng trà đạp Thánh Thiên Sứ, đánh Thánh Thiên Sứ không thấy một điểm tính tình. Mặc dù Tiêu Phàm công kích tổn thương có hạn, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh, loại kia đem hắn đè xuống đất ma sát sỉ nhục. Nhưng hắn khó chịu đến cực điểm. Hắn nhiều lần muốn cứ vậy rời đi, nhưng nội tâm cực kỳ không cam. Nội tâm âm thầm phát thệ, chỉ cần khôi phục tiên chi lực, nhất định phải để tiểu tử này sống không bằng chết. Một vạn đao, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Thánh Thiên Sứ, ở trên người hắn lần nữa lưu lại một đạo vết kiếm, sau đó cấp tốc lui lại. Thánh Thiên Sứ, hôm nay chỉ là cho ngươi chút giáo huấn, lần sau, nhưng là không có vận tốt như vậy. Lâu huynh, chúng ta đi. Nói xong, Tiêu Phàm cười lớn một tiếng, cấp tốc hướng về tiên ma giới phương hướng lao đi. Lâu Ngạo Thiên một kiếm đẩy lui Thiên Phi, nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Phàm bước chân. Không nên để cho hắn đi. Thánh Thiên Sứ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện để Tiêu Phàm rời đi đây. Hôm nay sỉ nhục, nếu như không báo, mình còn có mặt mũi nào. Mấu chốt là, hắn đối với mình không có bất kỳ cái gì lòng tin. Lần sau gặp lại Tiêu Phàm, bản thân chưa chắc là đối thủ. Tiểu tử này, lớn lên quá nhanh. Thiên Phi nghe vậy, thân hình lóe lên, giống như vượt qua thời không, xuất hiện ở Tiêu Phàm phía sau bọn họ. Lão yêu bà, người nếu còn dám đuổi theo, tin hay không đem người trước xiên sau giết. Tiêu Phàm hung hăng trừng Thiên Phi một cái. Thiên Phi toàn thân giật mình, thân thể mềm mại khẽ run lên, lại bị dọa đến đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thánh Thiên Sứ tao ngộ. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Cao quý như nàng, nếu là thật sự bị Tiêu Phàm cái kia, bản thân nơi nào còn có mặt mũi sống sót. Khi nàng lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đã không thấy bóng dáng. Nếu như bình thường, nàng đã sớm tức giận. Nhưng lúc này đây, quỷ dị chính là nàng vậy mà không có phẫn nộ, ngược lại sắc mặt có chút ửng hồng. Vô số tuế nguyệt đến nay, còn chưa bao giờ có người dám cùng với nàng nói như vậy. Tiêu Phàm là cái thứ nhất. Thiên Phi, người đang làm cái gì, làm sao để cái kia danh con trốn thoát? Thánh Thiên Sứ đuổi theo, vô cùng phẫn nộ nói. Thiên Phi hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói, người đỉnh phong một đòn, đều giết không chết hắn, chúng ta đuổi theo, thì có ích lợi gì? Ngươi, Thánh Thiên Sứ trong lúc nhất thời không biết nói gì. Hắn không thể không thừa nhận, tiểu tử kia yêu nghiệt. Phải biết, hắn vẫn chỉ là chân vương cảnh A. Nếu như đột phá thiên vương cảnh, còn đến mức nào? Bất đắc dĩ Thánh Thiên Sứ vừa vặn đổi chủ đề, hỏi Thiên Phi, ngươi làm sao ở nơi này, hơn nữa còn cùng tiểu tử kia giao thủ? Không phải ngươi nói bị một cái chân vương cảnh khi dễ, cho nên ta vừa muốn lấy cho ngươi lấy lại danh dự. Thiên Phi tức giận nói, không nghĩ tới tiểu tử kia thực lực cường đại như thế. Hơn nữa còn có một cái biến thái cấp bậc giúp đỡ, ta kém chút bị thiệt lớn, thủ hạ đều bị hắn giết không ít. Làm sao có thể, Thánh Thiên Sứ vẻ mặt không thể tin. Hắn làm sao không biết, Thiên Phi nắm giữ lấy thần thánh quân đoàn, bản thân lực lượng có cường đại như thế, dù cho đặt ở tiên cổ thời đại, đó cũng là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nhưng hiện tại, Thiên Phi lại nói bị hai cái chân vương cảnh giết không thể không tới tìm mình hỗ trợ. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng, Thiên Phi đem giao thủ qua nói đơn giản một lần, Thánh Thiên Sứ nghe trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải những lời này là từ Thiên Phi trong miệng nói ra được, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nếu thật là dạng này, vậy mình muốn tìm tiểu tử kia báo thù, chẳng phải là xa xa khó vời. Chúng ta xuất hiện ở đây đã có một đoạn thời gian, cần phải đi. Thiên Phi xa nhìn về phía chân trời, sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng. Tiến về tiên ma giới,
nàng đã mạo hiểm. Nhưng kết quả là chẳng những không có chiếm được chỗ tốt, còn chịu thiệt hại lớn, dòng suy nghĩ của nàng đến bây giờ đều cực kỳ không bình tĩnh. Lấy tay vung lên, Thiên Võ Vương chờ 10 cái tổ vương cảnh xuất hiện, nhìn xem bốn phía không có Tiêu Phàm thân ảnh, trên mặt tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ, tiểu tử kia chết? Thiên Võ, các ngươi mau chóng đi xử lý tiên ma giới sự tình, cần phải tận lực cầm xuống tiên ma giới càng nhiều cương thổ. Thiên Phi trầm giọng nói, ngay sau đó lấy tay xé ra không gian. Bước vào hư không chi môn phía trước, nàng lại bổ sung một câu, đúng rồi, người kia không chết, ở khai chiến trước đó, các ngươi tận lực không muốn cùng hắn động thủ. Dứt lời, cũng không đợi Thiên Võ Vương đám người hỏi thăm, một bước vào không gian chi môn bên trong. Thánh Thiên Sứ nhìn qua tiên ma giới phương hướng, cắn răng, cuối cùng cũng đi theo. Trong lúc nhất thời, tinh không chỉ còn lại có Thiên Võ Vương mười mấy người. Thiên Võ Vương đại nhân, chúng ta đây là ở đâu, muốn như thế nào mới có thể trở lại Cực Lạc thiên giới? Trong đó một cái tổ vương cảnh yếu ớt hỏi. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao. Thiên Phi đại nhân liền đem chúng ta ném phía dưới, hơn nữa còn nhét vào không biết sâu trong vũ trụ. Chờ bọn hắn trở lại Cực Lạc thiên giới, trời mới biết phải bao lâu. Đi, Thiên Võ Vương thở sâu, cẩn thận cảm ứng một hồi, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Vực ngoại tinh không. Chư ma tổ địa cùng bốn đại thế lực tổ vương cảnh cường giả kịch liệt giao chiến, đám người đánh mãi không xong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương hai người vừa bắt đầu cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn đã thông chi Long Tiêu Vương cùng Thái Tôn Vương. Không muốn hai người tự mình trình diện, chỉ cần hai người điều động hai ba cái thiên vương cảnh tới đây, liền có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Nghĩ đến chư ma tổ địa sắp gia tăng ngũ giới chi địa, bọn họ nội tâm liền kích động không thôi. Coi như vô tận thần phủ chiếm cứ cửu giới địa phương lại như thế nào. Chư ma tổ địa rất nhanh liền có được thập giới địa phương, đến lúc đó, vô tận thần phủ còn gì phải sợ. Tương phản, Vũ Đan Thanh đám người lại là càng đánh càng sốt ruột. Bọn họ biết rõ, nếu như trong thời gian ngắn không cách nào giết lùi Sơ Diệu Vương bọn họ, chờ chư ma tổ địa tổ vương cảnh dám đến, bọn họ coi như kết thúc. Mặc dù bây giờ Cực Lạc thiên giới đã bị tiêu diệt, cũng không cương thổ, liền không cách nào điều động vạn linh chi lực. Bọn họ lại như thế nào ở vô tận thần phủ cùng chư ma tổ địa trong khe hẹp sinh tồn? Đừng vùng vẫy giấy chết, vô dụng, cái này ngũ giới chi địa, ta chư ma tổ địa thu nhận. Sơ Diệu Vương cất tiếng cười to, đẩy lui đối diện Thái Ương. Thái Ương sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, hắn vừa mới đột phá thiên vương cảnh không lâu, căn bản không phải Sơ Diệu Vương đối thủ. Một khi tới một cái nữa thiên vương cảnh, vậy thì phiền toái. Đều do cái kia đáng chết Tiêu Phàm. Đáng chết vô tận thần phủ. Thái Ương, người cũng cùng là ma tộc, ứng vì ta ma tộc hiệu lực, người nếu nguyện ý gia nhập chư ma tổ địa, bản vương tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi, không thể so ngươi chính mình trưởng khống một giới địa phương kém, làm sao? Sơ Diệu Vương mặt nở nụ cười, hắn đã hết sức kìm nén, nhưng chính là không nín được. Thập giới địa phương A, toàn bộ thuộc về chư ma tổ địa. Không hổ chư ma tổ địa bày bố vô số tuế nguyệt, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. Thái Ương nghe vậy, dường như nhận lấy kích thích rất lớn, chiến càng điên cuồng lên. Vô dụng, tất nhiên ngươi muốn chơi, bản vương bồi ngươi chơi. Sơ Diệu Vương cười không ngậm mồm vào được. Đi qua thời gian dài như vậy, chư ma tổ địa viện quân, hẳn là cũng kém không nhiều nên đến rồi a. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sơ Diệu Vương nụ cười trên mặt rốt cục chậm rãi biến mất. Bọn họ đã chiến mấy canh giờ, có thể chư ma tổ địa viện quân lại còn không đạt tới. Lấy thiên vương cảnh tốc độ, vượt qua tiên ma đại lục cũng không muốn thời gian lâu như vậy a. Rốt cục, Sơ Diệu Vương cảm giác có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra, Sơ Diệu Vương nội tâm càng ngày càng lo lắng. Tới tay ngũ giới chi địa, chẳng lẽ muốn bay? Không có khả năng, nhất định sẽ không xuất hiện bất ngờ. Sơ Diệu Vương nói nhỏ, nổi giận mắng, đáng chết. Long Tiêu, Quá Tôn, các ngươi làm sao chả không phái người? Không đúng, Quá Tôn tiến về vô tận thần phủ, chẳng lẽ bọn họ tiêu diệt vô tận thần phủ, đang thu hoạch vô tận thần phủ cương thổ? Nghĩ vậy,
Sơ Diệu Vương trong lòng cảm giác nặng nề. Vô Tận Thần Phủ thế nhưng là có tứ giới chi địa a, nếu là bị Long Tiêu Vương cùng Thái Tôn Vương cho độc thôn, bọn họ tứ đại thiên vương cảnh ở giữa cân bằng liền đánh phá. Vạn nhất Thái Tôn Vương cùng Long Tiêu Vương lại là một cái khác thái tuế đây. Oanh, Sơ Diệu Vương toàn lực nhất kích, đánh bay Thái Ương, tiếp tục hướng về nơi xa Thánh Cổ Vương chiến trường tới gần, liên thủ thẳng hướng Ân Hạ. Ân Hạ thấy thế, nào dám lấy một chọi hai, vội vàng lui lại. Nhưng mà, Sơ Diệu Vương căn bản không có truy kích hắn, mà là nhìn về phía Thánh Cổ Vương nói, Long Tiêu cùng Quá Tôn, vì sao thật lâu không có trợ giúp? Thánh Cổ Vương cũng là không hiểu. Dựa theo lẽ thường mà nói, Thái Tôn Vương tiến về Thái Cổ Thần Giới, không đến rất bình thường. Long Tiêu Vương cũng phải trấn thủ Chư Ma Tổ Địa, không có khả năng tự mình đến. Nhưng là, Chư Ma Tổ Địa còn có mặt khác cường giả a. Bọn họ đợi lâu như vậy, thậm chí ngay cả một hình bóng cũng không thấy. Sơ Diệu Vương Đại Nhân, Thánh Cổ Vương Đại Nhân, nhanh lên trở về. Cũng đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng nổ vang, người vừa tới không phải là người khác, chính là Chiến Thiên Ma. Chiến Thiên Ma cùng Thái Tôn Vương cùng một chỗ đánh lén Vô Tận Thần Phủ, cuối cùng bị Hoang Ma cùng Diệp Thi Vũ bọn họ bức lui. Chiến Thiên Ma, sao ngươi lại tới đây? Nhanh, cùng bọn ta liên thủ diệt bọn hắn. Sơ Diệu Vương trên mặt vui vẻ, hoàn toàn không nghe được lời nói của Chiến Thiên Ma. Thái Ương cùng Ân Hạ đám người thần sắc siết chặt, hết sức phòng bị hướng về Sơ Diệu Vương bọn họ. Vô Tận Thần Phủ xuất lĩnh đại quân đã sát nhập vào ta Chư Ma Tổ Địa. Long Tiêu Vương cùng Thái Tổ Vương phân biệt trấn thủ hai giới chi địa, còn có một giới địa phương thủ không được. Chiến Thiên Ma không để ý đến Sơ Diệu Vương, hết sức lo lắng nói. Cái gì? Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương hai người lên tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Thật là lớn gan chó, hắn là muốn chết sao? Sơ Diệu Vương phẫn nộ tới cực điểm, con vịt đã đun sôi thật muốn bay, cái này khiến hắn làm sao cam tâm? Mấu chốt là... Vô Tận Thần Phủ vừa mới cầm xuống bốn đại thế lực địa bàn, không hảo hảo chỉnh lý, lại còn dám chủ động xuất kích Chư Ma Tổ Địa. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ Chư Ma Tổ Địa cùng bốn đại thế lực liên thủ sao? Bất quá Sơ Diệu Vương rất nhanh liền lấy lại tinh thần, có vẻ như Vô Tận Thần Phủ thật đúng là không sợ. Cực lạc thiên giới ngũ giới chi địa, bọn họ chính đánh sống đánh chết đây. Bốn đại thế lực ước gì bọn họ rút đi, đến lúc đó liền có thể độc chiếm ngũ giới chi địa. Bọn họ lại làm sao có thể cùng Chư Ma Tổ Địa liên thủ đây? Coi như muốn liên thủ, cũng phải đem địa bàn đem tới tay lại nói. Các ngươi nhiều người như vậy, cũng ngăn không được, Thánh Cổ Vương coi như tỉnh táo. Hắn biết rõ, Chư Ma Tổ Địa cũng không chỉ có bọn họ tứ đại thiên vương cảnh, bao quát Chiến Thiên Ma ở bên trong, nhưng còn có mấy người đâu. Nhiều người như vậy, vậy mà thủ không được Chư Ma Tổ Địa cương thổ. Nói đùa cái gì? Chúng ta cũng chỉ có thể chống đối Vô Tận Thần Phủ những cái kia chân vương cảnh, mấu chốt là, những cái kia chân vương cảnh từng cái đều rất biến thái, mặc dù không phải thiên vương cảnh đối thủ. Nhưng là trong thời gian ngắn lại có thể cuốn lấy thiên vương cảnh, hơn nữa, bọn họ còn có một chi thánh tổ đại quân, như vào chỗ không người. Chiến Thiên Ma vội vàng nói. Nói thật ra, hắn cũng bị Vô Tận Thần Phủ thực lực cho khiếp sợ đến. Một đám chân vương cảnh. Vậy mà cùng thiên vương cảnh đánh bất phân cao thấp. Nếu chỉ có một hai cái cũng còn tốt, có thể Vô Tận Thần Phủ chân vương cảnh cơ hồ từng cái đều có kinh khủng như vậy chiến lực, cái này cũng có chút biến thái. Nếu như là những người khác tới đây báo tin, Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương tuyệt đối không tin, thậm chí sẽ cho rằng có người cố ý lừa bọn họ rời đi. Nhưng là, Chiến Thiên Ma thế nhưng là thiên vương cảnh, hẳn là không người có thể giả mạo hắn. Mặt khác, để một ngày vương cảnh tự mình đến báo tin, cái này đủ để chứng minh chuyện không đơn giản. Sự tình xác thực không đơn giản. Vô Tận Thần Phủ trừ bỏ Diệp Thi Vũ tọa trấn Vô Tận Thần Phủ bên ngoài, mặt khác tổ vương cảnh cơ hồ toàn bộ điều động, đánh tới Chư Ma Tổ Địa. Mặc dù chỉ có Hoang Ma một người là thiên vương cảnh, những người khác chỉ là chân vương cảnh mà thôi. Nhưng là, Tà Vũ, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành đám người, cái nào không phải nhất đẳng tuyệt thế thiên tài. Cho dù đánh không lại thiên vương cảnh, có thể ngăn chặn thiên vương cảnh hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Sơ Diệu Vương sắc mặt âm trầm như nước, nhưng hắn cứ thế mà đi, hắn làm sao cam tâm. Thế nhưng là, sẽ không đi cứu viện, vạn nhất bị Vô Tận Thần Phủ lại đoạt đi một giới đây. Nếu là nơi này ngũ giới chi địa, có thể toàn bộ lấy được,
vậy hắn liền không cần suy nghĩ nhiều. Dùng ngũ giới chi địa, đổi một giới địa phương, còn có cái gì có thể nghĩ đây? Thế nhưng là, bốn đại thế lực chắc chắn sẽ không để bọn hắn lấy được ngũ giới chi địa. Cho dù chiếm được, nếu như Cực Lạc Thiên Giới Tổ Vương cảnh trở về đây. Nghĩ vậy, Sơ Diệu Vương bỗng nhiên giật mình. Đúng vậy a, thiên nhân tộc mặc dù đều đi truy sát Tiêu Phàm, tất nhiên là phải trở về. Đây chính là 500 Tổ Vương cảnh, trong thiên hạ lại có ai là đối thủ? Trong lúc nhất thời, Sơ Diệu Vương cảm thấy Cực Lạc Thiên Giới cương thổ là một cái khoai lang bỏng tay. Hắn nhãn châu chuyển động mấy lần, đột nhiên linh quang lóe lên, nhìn về phía Ân Hạ cùng Thái Ương nói, cuộc chiến hôm nay, đến đây là kết thúc, làm sao? Ân Hạ cùng Thái Ương hai người nhìn nhau, cười lạnh không thôi. Trước đó cùng các ngươi chia đều ngũ giới chi địa, ngươi không đáp ứng, mà bây giờ, các ngươi bị Vô Tận Thần Phủ vây công, đằng không xuất thủ đến, ngươi liền muốn ngừng chiến. Trên đời này, nơi nào có chuyện tốt như vậy, cái này ngũ giới chi địa, chúng ta đều muốn. Ân Hạ cực kỳ bá đạo, căn bản không nhượng bộ. Sơ Diệu Vương nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, đừng cho các ngươi mặt không biết xấu hổ, Vô Tận Thần Phủ vây công chư ma tổ địa không giả, nhưng chúng ta nếu như đợi ở chỗ này, các ngươi cũng đừng hòng lấy được một tấc địa phương. Chờ Cực Lạc Thiên Giới người trở về, đến lúc đó đừng trách ta chư ma tổ địa trở mặt không quen biết. Lời này vừa nói ra, Ân Hạ cùng Thái Ương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hiển nhiên, bọn họ không kịp chờ đợi vì lấy được Cực Lạc Thiên Giới cương thổ, lại là quên thiên nhân tộc. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hai người trở nên khó nhìn lên. Nếu như thiên nhân tộc trở về, bọn họ cũng không phải là đối thủ a. Trừ phi cùng chư ma tổ địa liên thủ, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Ân Hạ gật đầu một cái, không thể không thỏa hiệp, đem chư ma tổ địa kéo lên chiến xa. Thái Ương cũng không có phản đối, đừng nhìn thiếu một giới địa phương, chỉ ít bọn họ đến lúc đó có thể cùng chư ma tổ địa cùng một chỗ đối mặt thiên nhân tộc. Mặt khác, nhiều hơn một giới, bọn họ cũng không biết như thế xử lý, dễ dàng cho bốn đại thế lực tạo thành nội bộ mâu thuẫn. Hơn nữa, bọn họ cũng cần hảo hảo chỉnh lý lấy được một giới địa phương, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đối mặt thiên nhân tộc lửa giận. Vậy liền quyết định, Sơ Diệu Vương gật gật đầu, Thánh Cổ Vương, ngươi thu lấy một giới, ta dẫn người về trước đi. Tốt, Thánh Cổ Vương gật gật đầu, đưa mắt nhìn Sơ Diệu Vương mang theo một đám tổ vương cảnh rời đi. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chư ma tổ địa chiến trường. Kiếm Hồng Trần tay cầm đại kiếm, tung hoành vô địch, những nơi đi qua, khắp nơi đều là ma tộc cường giả thi thể. Nếu không phải Thái Tôn Vương ngăn giết hắn, không biết còn có bao nhiêu ma tộc cường giả muốn chết ở trong tay hắn. Ngươi cho rằng nắm giữ ngũ giới chi địa, liền tự cho là. Dám chủ động giết đi lên. Đối diện, Thái Tôn Vương sắc mặt băng hàn, quanh thân sát phạt chi khí quay cuồng. Một cái thiên vương cảnh, mang theo một đám chân vương cảnh, liền dám công kích chư ma tổ địa, thực sự là thật là lớn gan chó. Hắn hồn nhiên quên. Bản thân mang theo chiến thiên ma hai cái thiên vương cảnh giết đến tận Vô Tận Thần Phủ, cuối cùng lại bị dọa lùi sự tình. Vô Tận Thần Phủ thực lực hôm nay, sớm đã xưa đâu bằng nay. Dĩ nhiên, cường giả đỉnh cao cùng chư ma tổ địa có chênh lệch nhất định. Nhưng là, thiên vương cảnh muốn giết chết một cái chân vương cảnh, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Không, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là đến báo thù mà thôi. Kiếm Hồng Trần cười nhạt một tiếng. Xuất thủ lại là cực kỳ quyết đoán, lăng lệ. Hắn mặc dù chỉ là chân vương cảnh tu vi, nhưng chiến lực hoàn toàn địch nổi thiên vương cảnh. Cho dù không bằng Tiêu Phàm, cũng không yếu bao nhiêu. Nhất là hắn tốc độ tu luyện, cho dù không có khí vận thần long gia trì, cũng không chậm Tiêu Phàm mảy may, đủ để có thể thấy được hắn thiên phú cường đại. Đây cũng là Tiêu Phàm muốn hồn thể 2/1 trong những nguyên nhân, bản thể tốc độ tu luyện, chỉ có thể chậm trễ linh hồn phân thân. Báo thù, Thái Tôn Vương nhíu mày. Đường đường thiên vương cảnh, còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Kiếm Hồng Trần một kiếm đánh lui Thái Tôn Vương, làm sao, chỉ cho phép ngươi giết đến ta Vô Tận Thần Phủ trước cửa, liền không cho phép chúng ta tới này động động tay. Tốt, động cũng không xê xích gì nhiều, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Kiếm Hồng Trần kiếm trong tay hóa thành một đạo quang mang biến mất, dưới chân dẫm mạnh, cấp tốc hướng về tiên ma giới bay đi. Cùng lúc đó,
Vô tận thần phủ tu sĩ nhao nhao thối lui ra khỏi chư ma tổ địa, giống như nước thủy triều tuôn hướng vô tận thần phủ. Không cần truy, Thái Tôn Vương xuất hiện ở không trung, lạnh lùng hướng về vô tận thần phủ tu sĩ thối lui phương hướng. Trong lúc nhất thời, hắn còn có chút không hiểu rõ. Hắn có thể không tin, vô tận thần phủ chỉ là vì cái gọi là báo thù, liền gióng trống khua chiêng giết vào chư ma tổ địa. Trừ phi vô tận thần phủ người đều nhàn nhức cả trứng. Khẳng định còn có nguyên nhân khác, Thái Tôn Vương thầm nghĩ, hắn cũng không rời đi, liền ở đây lẳng lặng nhìn chằm chằm rời đi vô tận thần phủ tu sĩ. Hắn lờ mờ nhìn thấy, không chỉ cái này vô tận thần phủ tu sĩ rời đi, mặt khác mấy giới vô tận thần phủ tu sĩ cũng nhao nhao rút đi. Nếu không phải vừa rồi tự mình cùng Kiếm Hồng Trần giao thủ, hắn cũng không tin vô tận thần phủ người đến qua. Đến cùng là vì cái gì? Thái Tôn Vương hơi hơi nhíu mày. Một lúc lâu sau, vô tận thần phủ tất cả mọi người rời khỏi chư ma tổ địa khu vực, Thái Tôn Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ vô tận thần phủ người ngóc đầu trở lại, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Về thành, Thái Tôn Vương áo bào hất lên, quát khẽ nói. Hô, đột nhiên, mấy đạo hồng quang từ phía chân trời bay vụt mà tới, trong nháy mắt đi tới Thái Tôn Vương phụ cận. Lại là từ Cực Lạc Thiên Giới chạy về Sơ Diệu Vương cùng Chiến Ma Thiên, còn có mấy cái tổ vương cảnh cường giả. Như thế nào, Sơ Diệu Vương dày đặc khí lạnh nói, hắn đã làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Nhưng mà, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại là liền một cái vô tận thần phủ tu sĩ hình bóng cũng không thấy. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chiến Thiên Ma. Bọn họ không biết vì sao đột nhiên đi, Thái Tôn Vương hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Đi, Sơ Diệu Vương thanh âm đột nhiên đề cao hơn mấy chục decibel, vô cùng phẫn nộ nói, đáng chết Tiêu Phàm, hắn khẳng định là cố ý. Thế nào, Thái Tôn Vương trong lúc nhất thời còn không có quay người trở lại. Sơ Diệu Vương sát khí nặng nề nói, Cực Lạc Thiên Giới đã hủy diệt, nguyên bản ta chư ma tổ địa có thể nhất cử cầm xuống ngũ giới chi địa, có thể vô tận thần phủ lại thừa cơ cướp lấy bốn đại thế lực cương thổ, cái gì? Thái Tôn Vương trợn to hai mắt. Trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Bên cạnh Chiến Thiên Ma mấy người cũng trợn mắt hốc mồm, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nói như vậy, vô tận thần phủ bây giờ có được cửu giới cương thổ. Thái Tôn Vương nuốt nước miếng một cái, hắn phát hiện sự tình vượt xa hắn nhận thức. Không chỉ có như thế, Sơ Diệu Vương khuôn mặt trở nên dữ tợn, các ngươi nếu như gấp rút tiếp viện, Cực Lạc Thiên Giới ngũ giới chi địa, nhất định rơi vào ta chư ma tổ địa. Nhưng hắn lại cố ý đánh tới, để cho các ngươi không cách nào gấp rút tiếp viện thì cũng thôi đi, còn để cho chúng ta phản hồi cứu viện, chính là không muốn để cho chúng ta độc chiếm ngũ giới chi địa. Hỗn trướng, nghe được con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, Thái Tôn Vương giận không kềm được. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao vô tận thần phủ người đột nhiên đánh tới, lại đột nhiên rời đi. Thì ra, bọn họ đã biết rõ Sơ Diệu Vương đám người trở lại, một trận chiến này mục đích đã đạt tới. Bây giờ còn có thể hay không giết trở lại Cực Lạc Thiên Giới. Quá Tôn Vương cực hắn không cam. Ngũ giới chi địa A, nếu như chư ma tổ địa có thể có được, nhưng chính là thập giới địa phương. Đến lúc đó, trong thiên hạ, còn có ai là chư ma tổ địa đối thủ? Vạn nhất bọn họ lại giết trở về đây. Sơ Diệu Vương lắc đầu. Thái Tôn Vương cũng thở dài, vô tận thần phủ bây giờ đã không thể xem thường. Kỳ thật, ta cảm thấy cũng không phải là chuyện xấu. Sơ Diệu Vương đột nhiên ý vị thâm trường cười một tiếng, các ngươi đừng quên, vô tận thần phủ chi chủ, bây giờ còn bị thiên nhân tộc mấy trăm tổ vương cảnh truy sát. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Tôn Vương ánh mắt sáng lên. Dừng một chút lại nói, cái kia mấy trăm tổ vương cảnh hẳn là đặc biệt vì giết Tiêu Phàm mà đến lúc đó sẽ thừa cơ diệt vô tận thần phủ cũng không nhất định. Vô tận thần phủ hủy diệt, Cực Lạc Thiên Giới người liền sẽ đối bốn đại thế lực động thủ, đoạt lại địa bàn của bọn hắn. Chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội, thừa dịp bọn họ đại chiến, chiếm lấy tứ phương cương thổ. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên cùng bốn đại thế lực chia cắt Cực Lạc Thiên Giới ngũ giới chi địa. Sơ Diệu Vương hít sâu một cái nói, vô tận thần phủ lần này tính toán cho ta dẫn dắt. Lần sau đại chiến, chúng ta mới là người thắng sau cùng. Nhưng nếu là Tiêu Phàm không chết đây, một bên Chiến Ma Thiên đột nhiên mở miệng nói. Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương hai người thần sắc cứng đờ. Đúng vậy à, Tiêu Phàm nếu như không chết đây, không có khả năng, một cái chân vương cảnh,
làm sao có thể từ mấy trăm tổ vương cảnh trong tay sống sót. Thái Tôn Vương hiển nhiên không tin, bất quá, nếu như Tiêu Phàm chưa chết, vậy đã nói rõ thiên nhân tộc 500 tổ vương cảnh đã rời đi. Kể từ đó, chúng ta liền nhất cử diệt bốn đại thế lực. Nói đến đây, Thái Tôn Vương lộ ra vẻ dữ tợn. Sơ Diệu Vương cũng âm thầm gật đầu, theo bọn hắn nghĩ, đây là chư ma tổ địa một cơ hội. Chỉ là, có một chút là bọn hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ. Kia liền là, Tiêu Phàm không chỉ có còn sống trở về, hơn nữa cái kia còn sống mấy trăm thiên nhân tộc tổ vương cảnh cũng đã bị thiên phi mang đi. Tiên ma giới bên ngoài. Tinh không, lơ lửng một cái đỉnh nhỏ bên trong ngồi một đen một trắng hai đạo bóng người. Hai người một bên đối ẩm, một bên ngắm nhìn phía dưới mênh mông tiên ma giới, trầm mặc không nói. Không vào, thật lâu, Tiêu Phàm đánh vỡ bình tĩnh, một ngụm buồn bực chén rượu tiếp theo, cười hỏi. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Thời gian không chờ ta, Lâu Ngạo Thiên khẽ nhấp một cái rượu, ánh mắt thâm thúy, giống như cuồn cuộn tinh thần, khó có thể bắt. Dừng một chút, hắn lại nói, ta chuẩn bị tiến về chỗ đó. Tiên cấm kiếp địa, Tiêu Phàm thử hỏi, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, cũng không giấu giếm, đạo của ta, cùng ngươi khác biệt, chỉ có nơi đó, mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Ngươi biết làm sao tiến về tiên cấm kiếp địa, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Lâu Ngạo Thiên. Theo hắn biết, muốn tiến về tiên cấm kiếp địa, cơ hồ đều là thông qua tiên cảnh chi môn. Còn chưa bao giờ có người có thể chủ động tiến về tiên cấm kiếp địa. Chí ít, hắn Tiêu Phàm không biết. Đương nhiên, có chút ẩn thế đại tộc, có lẽ biết rõ tiến về tiên cấm kiếp địa phương pháp. Thậm chí, hoang ma cũng có thể rõ ràng. Ngươi không biết, lần này đến phiên Lâu Ngạo Thiên kinh ngạc, nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt, hắn vừa tiếp tục nói, tiên cấm kiếp địa có một cái người giữ cửa, chỉ cần tìm được cái kia người giữ cửa, liền có thể tiến vào. Người giữ cửa. Tiêu Phàm càng thêm buồn bực, ai là tiên cấm kiếp địa người giữ cửa? Ngươi hẳn là nhận biết, Lâu Ngạo Thiên híp híp hai mắt, trịnh trọng phun ra hai chữ tà thần. Tà thần, Tiêu Phàm kém chút kinh hãi ngồi lên. Tà thần, Tà Vũ Sư Tôn, hắn. Bản nguyên thế giới, Tiêu Phàm nhìn mình dưới chân đến gần vô hạn 100 mét bản nguyên đại đạo, vẻ mặt nghiêm túc. 3 năm qua, hắn thi triển tuế nguyệt chi giới, 1000 lần tốc độ tu luyện. Hơn nữa khí vận thần long kinh hô gấp 10 vạn lần gia trì, hắn đã tương đương với tu luyện dòng dã 3 ức năm. 3 ức năm, kinh khủng dường nào con số. Nhưng mà, nguyên bản khoảng cách thiên vương cảnh chỉ có cách xa một bước Tiêu Phàm, quả thực là không có bước qua một đạo khảm này. Hắn bản nguyên đại đạo sớm tại 2 năm trước tựu đình chỉ tăng trưởng, khoảng cách thiên vương cảnh chỉ kém một đạo màng mỏng không thể xuyên phá, nhưng chính là đạo này màng mỏng, bất kể như thế nào đều không thể vượt qua. Vì thế, Tiêu Phàm nghĩ tới vô số biện pháp. Một trong số đó, chính là kéo dài bản nguyên đại đạo độ rộng. Qua 1 năm cố gắng, hắn bản nguyên đại đạo độ rộng lần nữa mở ra 1000 mét, đạt đến 3000 mét, đến cũng không còn cách nào gia tăng cấp độ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bản nguyên đại đạo cường độ tăng lên không ít. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không cách nào làm cho bản nguyên đại đạo chiều dài đột phá 100 mét. Về sau Tiêu Phàm hỏi thăm qua tiên linh lại là lắc đầu, mỗi người bản nguyên đại đạo đều không giống nhau, phương pháp đột phá cũng khác biệt. Có người tùy tiện bước qua khảm này. Mà có người, bởi vì thất bại, bản nguyên đại đạo vỡ nát, vậy mà rơi vào nghịch thiên chi cảnh. Thậm chí còn có người, bỏ mình bản nguyên thế giới. Về phần nguyên nhân, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. Bất quá tiên linh nhắc nhở hắn, hắn nghĩ muốn đột phá thiên vương cảnh. Nhất định sẽ có to lớn nguy hiểm, thậm chí bỏ mình khả năng Tiêu Phàm truy vấn về sau, tiên linh lại là không nói cho hắn, nhưng hắn bản thân cẩn thận đề phòng, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Hắn không biết cái này nguy hiểm là cái gì, nhưng là, để tiên linh đều trịnh trọng như vậy, khẳng định không đơn giản. Thiên vương cảnh, thật khó khăn như thế sao? Tiêu Phàm khẽ nói. Hắn cũng không phải sợ nguy hiểm, mấu chốt là, cái kia nguy hiểm thật lâu không xuất hiện. Há không phải mình vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá thiên vương cảnh. Thời gian có thể không bình thường người, hắn biết rõ bản thân tiếp xuống đối mặt là cái gì. Đây chính là thiên nhân tộc, thiên vương cảnh cường giả đều có mấy cái, bằng vào hắn một cái chân vương cảnh, căn bản không thể nào là đối thủ.
Lần trước từ thánh thiên sứ trong tay sống sót, chỉ là may mắn mà thôi. Lần sau có thể chưa chắc có dạng này may mắn. Oanh Long, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm dưới chân bản nguyên đại đạo đột nhiên hơi hơi rung rung. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bản nguyên thế giới chỗ sâu. Nơi đó, có một đạo huyết kim sắc quang mang lấp lóe, cấp tốc hướng về nơi đây tới gần. Một cỗ hết sức nguy hiểm giáng lâm, Tiêu Phàm toàn thân ra đầu nổ tung. Cẩn thận một chút, hắn đến, tiên linh thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn. Ai, Tiêu Phàm lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Ta cũng không biết, nhưng là ngươi loại tình huống này ta lại rõ ràng một chút, đối phương cũng là lĩnh ngộ cùng ngươi đồng nguyên bản nguyên đại đạo người. Tiên linh ngữ khí ngưng trọng. Đồng nguyên bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm hoảng hốt minh bạch cái gì? Bình thường mà nói, cùng một loại bản nguyên đại đạo chỉ có một người có thể tu luyện tới cực hạn. Chẳng lẽ đột phá thiên vương cảnh, hai cái tu luyện cùng một loại bản nguyên đại đạo người, chỉ có thể sống một cái. Rất nhanh, tiên linh lời nói liền đã xác định hắn trong lòng ý nghĩ. Giữa các ngươi, chỉ có một người có thể sống sót, đây là bản nguyên thế giới một loại đặc thù quy tắc. Tiên linh thanh âm tiếp tục vang lên. Dừng một chút, hắn lại trịnh trọng nói, loại này quy tắc, xưng là kiếp, ngươi là hắn kiếp, hắn là ngươi kiếp. Kiếp, Tiêu Phàm hoảng hốt. Mệnh kiếp. Hắn ngược lại là nghe nói qua. Chẳng lẽ thiên vương cảnh cũng có mệnh kiếp? Cùng ngươi nghĩ mệnh kiếp không sai biệt lắm. Tiên linh dường như xem thấu Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, nói, ngươi không chết, chính là ta vong, bất quá giữa các ngươi kiếp, là bản nguyên thế giới đặc thù quy tắc quyết định. Cố lên nha, tiểu tử. Để lại một câu nói, tiên linh triệt để trở nên yên lặng. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm nơi xa đến gần điểm sáng, rất nhanh, một đầu mênh mông bản nguyên đại đạo hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn nhìn không được trợn to hai mắt. Chỉ thấy một đầu rộng 2.000 mét, lớn lên 8, 900 mét bản nguyên đại đạo, lơ lửng ở bản nguyên thế giới bên trong, mang cho hắn một loại áp lực lớn lao. Ngoại trừ hắn tự thân bản nguyên đại đạo bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế độ rộng bản nguyên đại đạo. Sở dĩ như thế phán định, bởi vì Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, đối phương không phải thiên vương cảnh, mà là thiên vương cảnh. Chỉ là so với thiên vương cảnh, người này sợ cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhìn về phía cái kia bản nguyên đại đạo ngồi xếp bằng một đạo huyết bào thân ảnh. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Tiêu Phàm từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ chí mạng khí tức. Ta kiếp, huyết bào thân ảnh đột nhiên lung la lung lay đứng dậy, thanh âm có chút khàn khàn cùng tang thương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Chỉ một thoáng, dưới chân hắn huyết kim sắc quang mang văng khắp nơi, thần quang bùng lên. Cực kỳ chói lọi, đem tứ phương không gian đều chiếu yêu diễm vàng óng. Nhưng hắn ánh mắt lại không hề rời đi qua Tiêu Phàm, dường như tập trung vào con mồi mỹ vị. Ngươi là ai? Tiêu Phàm đánh giá cẩn thận huyết bào thân ảnh. Đối phương khí tức trên thân 10 điểm quỷ dị, mặc dù là một bộ bản nguyên phân thân, nhưng lại tản ra một cỗ hỗn độn khí tức. Loại này cảm giác, Tiêu Phàm chỉ ở huyền hoàng trên người cảm thụ qua, nhưng lại có chút khác biệt. Hỗn độn tiên linh. Nhìn thấy đối phương không nói, Tiêu Phàm lại lạnh như băng phun ra một chữ. Dù sao ngươi cũng sắp trở thành Ngô bản nguyên đại đạo chất dinh dưỡng, nói cho ngươi cũng không sao, Ngô tên khư. Huyết bào nhân nhàn nhạt mở miệng, lộ ra một ngụm dữ tợn răng. Đầy miệng tiêm nha, nhìn Tiêu Phàm tê cả da đầu. Nhất là cái kia huyết bào bên trong một đôi đỏ thắm con ngươi, giống như máu tươi ngưng tụ. Ngươi là ta kiếp, ta cũng là ngươi kiếp, hưu chết vào tay ai. Còn chưa biết được. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Bất luận cái gì quy tắc, đều là một loại cân bằng. Điểm này, Tiêu Phàm lòng dạ biết rõ. Nếu là mình quá yếu, căn bản không có thể trở thành một cái đỉnh cấp thiên vương cảnh kiếp. Nghĩ đến, bản thân tất nhiên có chiến thắng nó hy vọng. Tử tế quan sát, Tiêu Phàm lờ mờ phát hiện, đối phương dưới chân bản nguyên đại đạo mặc dù hiện lên một tầng khiếp người huyết kim sắc quang mang. Nhưng là... Lại không cách nào ẩn tàng những cái kia tỉ mỉ đường vân, như cùng người thể huyết mạch đồng dạng, bò đầy hắn bản nguyên đại đạo. Đó là vết rách, Tiêu Phàm trong lòng hơi vui, người trước mắt, bản nguyên đại đạo không biết nhận lấy cái gì công kích, hiển nhiên từng bị trọng thương. Chỉ là, trong thời gian ngắn bị hắn lấy vô thượng thủ đoạn cưỡng ép phong cấm, sẽ không phá toái. Nếu là đối phương giết mình, dung hợp bản thân bản nguyên đại đạo, tất nhiên có thể chữa trị hắn bản nguyên đại đạo. Khó trách đối phương nhìn về phía mình ánh mắt vội vàng như vậy,
tràn đầy tham lam. Hy vọng ngươi chờ chút còn có thể tự tin như vậy. Khư nhếch miệng cười một tiếng, vậy mà đi thẳng bản nguyên đại đạo, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm giết tới đây. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đánh tay một điểm, một đạo u tối lưu quang bắn ra, nhanh chóng biến lớn, dường như tự thành một giới, muốn vây khốn Khư. Nhưng mà, Khư lại không tránh không lùi, vọt thẳng vào tuế nguyệt chi giới bên trong. Tiêu Phàm đầu tiên là cười một tiếng, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền đọng lại. Chỉ thấy Khư hoàn toàn không nhìn tuế nguyệt chi giới tồn tại, trực tiếp xuyên thấu tới. Ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Khư ngữ khí vô cùng âm lãnh, cười ta nói, chớ nóng vội, ngoài ý muốn còn ở phía sau đây. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể không nhìn hắn tuế nguyệt chi giới, cho dù thiên phi cùng thánh thiên sứ hai cái này tiên vương cảnh cũng làm không được, chỉ bất quá quấn không được hai người bao lâu mà thôi. Nhưng trước mắt Khư khác biệt, hắn hoàn toàn không nhìn tuế nguyệt chi giới tồn tại. Thật giống như, cái này tuế nguyệt chi giới là chính hắn thi triển ra. Mắt thấy Khư tốc độ không giảm, cách mình càng ngày càng gần, Tiêu Phàm cũng không dám suy nghĩ nhiều. Trong tay bản nguyên chi kiếm lăng không chém một cái, kinh khủng kiếm khí bộc phát, bay thẳng Khư đi. Khư thần sắc hờ hững, khóe miệng ôm lấy một vòng cười tà cùng hí ngược. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần hướng về, nhưng mà, nhưng hắn kinh hãi là, Khư cũng đồng dạng không nhìn nghịch loạn thương minh công kích. Đây chính là hắn áp đáy hòm hai đại cấm kỵ chiến pháp A. Đối phương vậy mà hoàn toàn không nhìn, cái kia còn đánh như thế nào? Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, Khư đi tới gần, hung hăng một chưởng vỗ ở Tiêu Phàm dưới chân bản nguyên đại đạo bên trên, chí tôn chi khí khuếch tán. Trong nháy mắt đó, Khư khí tức ẩn ẩn đạt đến tiên vương cảnh. Tiêu Phàm ánh mắt nổ bắn ra, thao túng bản nguyên đại đạo cấp tốc lui lại. Mới vừa rồi bị Khư công kích, hắn bản nguyên đại đạo run rẩy kịch liệt, dường như có chút bất ổn. Phải biết, hắn đột phá tổ vương cảnh đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể dung chuyển hắn bản nguyên đại đạo, có thể Khư lại làm được, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không sợ hãi. Tiên linh, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Lão già này, hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Hắn bản nguyên đại đạo cùng ngươi đồng nguyên, thậm chí cơ hồ giống như đúc, ngươi sử dụng cấm kỵ chiến pháp, thúc giục tiên chi lực cùng hắn tiên chi lực không có gì khác nhau. Tiên linh ngữ khí cũng cực kỳ ngưng trọng. Nói cách khác, lĩnh ngộ đồng dạng tiên chi lực người, không cách nào làm bị thương đối phương. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Không nhất định, tiên linh hủy bỏ Tiêu Phàm phỏng đoán, trước ngươi không phải cũng giết qua một cái cùng ngươi lĩnh ngộ đồng nguyên bản nguyên chi lực người sao? Hắn sở dĩ không nhìn ngươi công kích, chủ yếu vẫn là hắn bản nguyên đại đạo so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi sẽ đổ vật, hắn cũng có. Thời không bản nguyên, kiếm đạo bản nguyên, hắn đều có chỗ xem qua, hơn nữa hắn bản nguyên đại đạo cùng ngươi rất giống nhau, hắn tự nhiên có thể điều khiển hai loại bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm giật mình, trầm giọng nói như vậy, thôi động bản nguyên đại đạo cùng tiên chi lực, ta căn bản không đả thương được hắn. Không sai biệt làm ý tứ này. Nhưng là không tuyệt đối. Tiên linh nghĩ nghĩ, giải thích nói, tuy nhiên các người bản nguyên đại đạo đồng nguyên, nhưng chưa hẳn đều là ba loại bản nguyên chi lực dung hợp mà thành. Hơn nữa, cũng có phân chia mạnh yếu. Vừa rồi hắn có thể không nhìn ngươi tuế nguyệt chi giới cùng nghịch loạn thương minh, giải thích hắn đối thời không bản nguyên cùng kiếm đạo bản nguyên lĩnh ngộ, ở trên ngươi. Về phần sát lục bản nguyên, ngươi có thể thử một lần. Hơn nữa, muốn đánh bại hắn, chỉ có đánh bất ngờ. Dùng hắn đồ không có mới được. Khư không có đồ vật, Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn vẫn cho là, bản thân lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực, đã đầy đủ biến thái. Không nghĩ tới còn có so với hắn càng biến thái. Khư đối thời không bản nguyên cùng kiếm đạo bản nguyên lĩnh ngộ, vậy mà đều vượt qua bản thân. Cái kia sát lục bản nguyên đây, không đúng, huyết sắc thạch môn nói qua, ta là từ xưa đến nay duy nhất dung hợp ba loại bản nguyên chi lực. Mở ra bản nguyên đại đạo người. Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tiêu Phàm tự nhiên tin tưởng huyết sắc thạch môn linh không có lửa hắn, tất nhiên hắn là duy nhất một cái kia Khư khẳng định không có khả năng cùng hắn giống như đúc. Về phần cái gọi là đồng nguyên bản nguyên đại đạo, cũng không phải là nhất định là giống như đúc. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quanh thân khí tức bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mới vừa rồi còn vẻ mặt dáng vẻ ôn hòa, có thể trong chớp mắt, quanh thân hung lệ chi khí bộc phát,
dưới chân một mảnh đại dương màu đỏ ngòm mãnh liệt cuộn trào ra. Ba loại bản nguyên chi lực mặc dù dung hợp, nhưng cũng không phải nói hắn không cách nào làm cho ba loại bản nguyên chi lực tách ra sử dụng. Chỉ là, uy lực của nó không bằng ba loại bản nguyên chi lực dung hợp mà thôi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm bản nguyên phân thân hình thái cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn thi triển Tu La cửu biến, biến thành Tu La bộ dáng, phía sau một đôi cốt xí dương ra, lộ ra tuyệt thế lăng lệ phong mang, lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một trận đao khí phong bạo. Đệ tam bản nguyên, đối diện đánh tới khư nhìn thấy một màn này, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó lại lộ ra khinh thường. Hắn buông tay một chảo, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kiếm trong tay trong nháy mắt biến thành một chuôi ma đao, hắn thúc dục tiên chi lực, khí tức quanh người hết sức cuồng bạo. Nghịch loạn bát ma đao, Tiêu Phàm trực tiếp chém ra đao thứ 8, thiên địa ma khí quay cuồng, ước vạn quang hoa nở rộ, bản nguyên thế giới đều dường như bị lấp đầy. Oanh long, đao chảo chạm vào nhau, bộc phát ra nhất năng lượng đáng sợ phong bạo, toàn bộ bản nguyên tinh không đều đang run rẩy. Tiêu Phàm cùng Khư hai người đồng thời bị hất bay ra ngoài, bản nguyên phân thân hơi hơi rung động, trở nên hư ảo rất nhiều. Đại vô thiên ma tuyệt chiêu, ngươi là đại vô thiên ma người nào? Khư lần thứ nhất biến sắc, toàn thân đều đang hơi hơi rung động. Vừa rồi kinh khủng trùng kích, hiển nhiên đối với hắn tạo thành thương không nhẹ. Tiêu Phàm lại là nhẹ nhàng thở ra, Khư quả nhiên cũng không phải vô địch. Vậy mà hai người tương hỗ là đối phương kiếp, quy tắc này chính là thăng bằng. Khư bản nguyên đại đạo đi muốn xa một chút, nhưng Tiêu Phàm lại nhiều lĩnh ngộ một loại bản nguyên chi lực. Đại vô thiên ma, Tiêu Phàm híp mắt trầm ngâm, cười lạnh nói, tính là sư phụ của ta. Tu La tổ ma chính là đại vô thiên ma nhục thân, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đại vô thiên ma đúng là hắn sư tôn. Lão sư của ngươi, đã như vậy, vậy càng không tha được ngươi. Khư bỗng nhiên xốc lên huyết bào vành nón, lộ ra một trương cực kỳ xấu xí khuôn mặt. Huyết sắc kia răng nanh, nhìn qua vô cùng dữ tợn, để người không tự chủ được cảm nhận được thấy lạnh cả người. Cảm nhận được Khư khắc cốt minh tâm cừu hận, Tiêu Phàm sững sờ, chẳng lẽ quái vật này, vẫn là đại vô thiên ma cừu nhân. Bất quá cái này đã không trọng yếu là, bản thân nhất định phải giết hắn. Bằng không mà nói, hắn đột phá thiên vương cảnh vô vọng. Người bản nguyên đại đạo gần như phá toái, chẳng lẽ là đại vô thiên ma làm? Tiêu Phàm hỏi dò. Đi chết đi, Tiêu Phàm lời nói, dường như xúc động Khư nào đó dây thần kinh, vô tận sát phạt chi khí từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp đánh tới. Mặc dù Khư không trả lời thẳng, nhưng Tiêu Phàm đã khẳng định vấn đề này đáp án. Quả là thế, lão gia hỏa này nhất định là bị đại vô thiên ma trọng thương. Bằng không mà nói, đoán chừng vô tận 5 tháng trôi qua, hắn 89 phần 10 đã đột phá tiên vương cảnh. Tiêu Phàm không có chính diện va chạm, mà là thao túng bản nguyên đại đạo cấp tốc bay về phía Khư bản nguyên đại đạo. Ngươi dám, Khư thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỗn độn phun trào, tiên quang lấp lóe, chiếu sáng bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm thấy thế, chỗ nào còn không biết, Khư bản nguyên đại đạo mới là hắn chân chính nhược điểm. Dù sao, một đầu tràn đầy vết rách bản nguyên đại đạo, mặc dù có 2000 mét rộng, có mạnh hơn lại có thể cường đại đến đi đâu đây. Chỉ là, Khư tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của hắn, hết sức điên cuồng quấn giết hắn. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, không thể không cùng Khư chính diện tranh đấu. Hai người điên cuồng chém giết cùng một chỗ, bản nguyên thế giới rung chuyển, nhấc lên kinh khủng gợn sóng. Giết, Tiêu Phàm gầm thét, triệt để giết tới điên cuồng, quanh thân tràn ngập kinh khủng sát lục huyết khí. Mặc dù Khư lĩnh ngộ thời không bản nguyên cùng kiếm đạo bản nguyên so với hắn mạnh hơn, nhưng hắn cũng không lĩnh ngộ sát lục bản nguyên, Tiêu Phàm dùng sát lục bản nguyên cùng hắn giao thủ, trong lúc nhất thời vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hai người trên người vết thương càng ngày càng nhiều, có thể bùng nổ khí thế lại là càng ngày càng lăng lệ cùng khủng bố. Oanh, giao thủ chốc lát, hai người vừa chạm vào tức mở, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Như thế chiến đấu tiếp, hai người cuối cùng tất nhiên là người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có nửa điểm buông lỏng, hắn chỉ là bản nguyên phân thân, cùng ta không cách nào phát huy ra bản tôn toàn bộ thực lực, rất nhiều thủ đoạn không phát huy ra được. Nhưng là, vừa rồi giao chiến bên trong, Tiêu Phàm phát hiện, Khư mặc dù trở nên vô cùng phẫn nộ,
nhưng từ chưa lộ ra nửa điểm vội vàng. Chỉ có cái kia phẫn nộ là thật mà thôi, như lời ngươi nói bất ngờ đây. Tiêu Phàm nhe răng cười nhìn xem Khư, cố ý khích tướng nói, hỗn độn tiên linh đều thích khoác lác sao. Ngươi cho rằng nhiều trưởng khống một loại bản nguyên, có thể cùng Ngô rằng có chốc lát, liền bất tử sao. Khư giữ tợn cười. Nói xong, Khư lấy tay một chiêu, mấy đạo huyết quang từ hắn bản nguyên đại đạo kích xạ mà lên, hóa thành bốn khối thiên bi, phong tỏa tứ phương. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể chân thiết nhìn thấy, cái này bốn khối thiên bi chính là thực thể. Nhưng hắn đã từng thử qua, căn bản là không có cách đem là vật thật đưa vào bản nguyên thế giới. Bằng không mà nói, nắm lấy Tu La kiếm, hắn thực lực có thể tăng cường không ít. Bất hủ thiên địa bi, Tiêu Phàm mặt âm trầm, từ cái kia tứ phía thiên bi bên trên cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Tất nhiên ngươi nhận biết, vậy thì càng tốt hơn. Khư nhếch miệng cười một tiếng, răng nanh cực kỳ khiếp người. Tiêu Phàm đâu chỉ nhận biết, quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Bất hủ thiên địa bi, cũng nói là tế thiên chi môn, chính là thiên địa đản sinh tuyệt thế thần vật, ẩn chứa bất hủ phong thiên đồ. Truyền văn, tế thiên chi môn cùng sở hữu 72 khối, biến mất ở tiên cổ thời đại. Về sau Tiêu Phàm mới biết được, tế thiên chi môn đã từng đối kháng qua tiên, truyền văn bị tiên đánh tan, hóa thành năm đại nghịch thiên thần kim tản mát ở giữa thiên địa. Thân làm thái sơ thạch hoàng tộc tế thiên chính là một khối bất hủ thiên địa bi, hơn nữa còn là số ít hoàn chỉnh sống tiếp bất hủ thiên địa bi, hắn lấy sinh mệnh làm đại giá để Tiêu Phàm lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ. Về sau Tiêu Phàm thấy huyết sắc thạch môn, 89 phần 10 cũng là một khối bất hủ thiên địa bi. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trừ bỏ tế thiên cùng huyết sắc thạch môn bên ngoài, còn có hoàn chỉnh bất hủ thiên địa bi tồn tại ở thế gian. Hơn nữa, Khư vậy mà có được bốn khối bất hủ thiên địa bi, hơn nữa còn đưa vào bản nguyên thế giới. Khư có thể không đợi Tiêu Phàm sợ hãi thán phục, hai tay kết ấn, bốn khối bất hủ thiên địa bi đồng thời chán phóng nhức mắt quang hoa, hóa thành một đạo kinh khủng kết giới, đem Tiêu Phàm bao phủ ở trung ương. Tiêu Phàm dường như cảm giác mình cõng vác lấy một cái vũ trụ, lưng chậm rãi cong xuống dưới. Thật sự là nặng nề. Phải biết, truyền văn 72 khối bất hủ thiên địa bi, thế nhưng là có thể trấn phong thiên địa, đủ để có thể thấy được hắn đáng sợ. Bây giờ Khư thôi động bốn khối, muốn trấn áp một cái chân vương cảnh, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, bản vương phải cảm tạ ngươi, vốn cho rằng kiếp này tiên vương cảnh vô vọng. Khư lớn tiếng nở nụ cười, nhưng là bây giờ, chỉ cần giết ngươi, dung hợp ngươi bản nguyên đại đạo, liền có thể triệt để chữa trị bản vương bản nguyên đại đạo. Có lẽ không bao lâu, bản vương liền có thể lần nữa trùng kích tiên vương cảnh, hồi đầu lại hảo hảo tìm đại vô thiên ma báo thù. Ta xác thực xem thường ngươi, nhưng là, ngươi không khỏi cũng cao hứng quá sớm. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán giống như tiểu trùng đồng dạng nhúc nhích, tựa như tùy thời muốn nổ tung. Bốn khối bất hủ thiên địa bi trấn phong chi lực, là quá kinh khủng. Uy lực này, có thể so sánh Diệp Thi Vũ tứ cấm phong thiên bia hiếu thắng quá nhiều. Trong đầu hắn đang nghĩ ngợi, nếu như tiểu ma nữ có thể có được cái này bốn khối bất hủ thiên địa bi, lấy nàng chân vương cảnh thực lực, dù cho trấn phong một cái thiên vương cảnh cũng không phải khó khăn sự tình. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không tự chủ được nở nụ cười. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được, Khư cười lạnh không thôi. Ta đương nhiên cười được, ngươi chẳng qua là đại vô thiên ma bại tướng dưới tay mà thôi, đại vô thiên ma có thể bại ngươi, ta đồng dạng có thể. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực, chậm rãi đứng thẳng lên sống lưng. Cùng lúc đó, hắn đưa hai tay ra nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp phù văn nở rộ. Khư thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngươi làm sao biết dấu tay này? Ngươi không biết còn nhiều nữa, ta còn phải cảm tạ ngươi, đưa tới cho ta bốn khối bất hủ thiên địa bi. Tiêu Phàm gầm thét, hai tay đẩy, những cái kia phù văn bỗng nhiên xuất vào bên trong bốn khối bất hủ thiên địa bi. Sau một khắc, bốn khối bất hủ thiên địa bi rung động kịch liệt lên, chậm rãi thu hồi trấn áp chi lực. Hỗn trướng, Khư giống to, toàn thân phát sáng, bộc phát ra một loại kinh khủng khí tức, chấn động bản nguyên thế giới. Hắn cực lực thao túng bốn khối bất hủ thiên địa bi, nhưng hắn lại phát hiện, bốn khối bất hủ thiên địa bi chậm rãi thoát ly hắn khống chế. Rằng co hơi thở thời gian, bốn khối bất hủ thiên địa bi đột nhiên đình chỉ rung động. Tiêu Phàm lấy tay một chiêu,
bốn khối bất hủ thiên địa bi bỗng nhiên xuất hiện ở quanh người hắn, chấn thủ tứ phương. Ta muốn giết ngươi, Khư Lại Không phía trước phong thái, trở nên hết sức điên cuồng. Bất hủ thiên địa bi, nhưng là hắn ở bản nguyên thế giới chỗ dựa lớn nhất một trong, cho dù đối mặt tiên vương cảnh bản nguyên phân thân, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng là, hiện tại bốn khối bất hủ thiên địa bi, lại bị Tiêu Phàm cướp đi, cái này khiến hắn làm sao không giận. Ngươi quá tự cho là đúng, cho là ta biết, ngươi cũng đã biết, nhưng là... Tiêu Phàm cười lạnh, giống như là nhìn người chết nhìn xem Khư, nói, nhưng ngươi quên, ngươi biết, ta cũng biết. Ken két, cũng đúng lúc này, Khư bản nguyên đại đạo đột nhiên truyền ra từng đạo thủy tinh vỡ nát tiếng vang. Chỉ thấy những cái kia huyết mạch một dạng đường vân, đột nhiên không ngừng biến lớn, giống như mạng nhện một dạng bò đầy hắn bản nguyên đại đạo. Khư toàn thân run rẩy dữ dội, bản nguyên đại đạo bị thương, nhưng hắn bản nguyên phân thân trở nên ảm đạm rất nhiều. Tất cả mọi người là đối phương kiếp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cao hơn ta rất nhiều, đều chẳng qua là đối phương bản nguyên đại đạo chất dinh dưỡng mà thôi. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, tiếp tục đả kích Khư. Bây giờ xem ra, là ngươi trở thành ta bản nguyên đại đạo chất dinh dưỡng. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Khư giữ tợn khuôn mặt, như một đầu khát máu quái vật. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra a, cũng đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm lại cảnh giác đến cực địa. Hắn cũng không cho rằng, Khư chỉ có thủ đoạn như vậy. Dù sao, hắn đều còn có thủ đoạn không thi triển ra đấy. Nếu như Khư chỉ có loại tầng thứ này, có tư cách gì trở thành bản thân kiếp? Ngươi không nên chọc giận bản vương, khiến cho ngươi bản thân đạp vào một con đường không có lối về. Khư chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Lúc này, phía sau hắn bản nguyên đại đạo bỗng trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân hắn. Ngay sau đó ở Tiêu Phàm kinh dị ánh mắt, Khư bản nguyên đại đạo đột nhiên bắt đầu hòa tan, còn như nước chảy, sáp nhập vào hắn bản nguyên phân thân. Cùng lúc đó, Khư thực lực không ngừng kéo lên. Còn có thể chơi như vậy, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hắn có thể chưa từng nghe nói qua, bản nguyên đại đạo có thể dung nhập bản thân bản nguyên phân thân. Dung hợp bản nguyên đại đạo Khư, khí thế nhảy lên tới cực hạn, hoàn toàn không thua tiên vương cảnh. Không sai, chính là tiên vương cảnh. Tiêu Phàm dù sao cũng là cùng tiên vương cảnh đã giao thủ người, đối loại này khí thế không thể quen thuộc hơn nữa. Khư quanh thân tiên quang xen lẫn, bản nguyên thế giới vậy mà bắt đầu không ngừng sụp đổ, một cỗ lớn khí tức hủy diệt quét sạch tứ phương. Tiêu Phàm, chạy mau, tiên linh kinh hãi thanh âm vang lên, hắn là tiên vương cảnh. Cái gì, Tiêu Phàm con người kịch liệt co rụt lại. Tiên vương cảnh, Khư vậy mà là chân chính tiên vương cảnh, điều này sao có thể, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm không thể nào tiếp thu được. Ta không có lừa ngươi, chỉ có tiên vương cảnh mới có thể dung hợp bản nguyên đại đạo. Tiên linh vội vàng giải thích nói. Tiêu Phàm không chần chờ, xoay người chạy. Hắn chỉ là bản nguyên phân thân mà thôi, căn bản là không có cách thi triển bản thể rất nhiều thủ đoạn, nơi nào có thực lực cùng tiên vương cảnh một trận chiến. Chỉ là, Tiêu Phàm có một chút nghĩ mãi mà không rõ, hắn nếu như tiên vương cảnh, vì sao trước đó chỉ là thiên vương cảnh. Hơn nữa, hắn bản nguyên đại đạo chiều dài cũng không có vượt qua 1.000 mét. Điểm này, Tiêu Phàm vững tin mình là sẽ không phán đoán sai. Khư bản nguyên đại đạo, tuyệt đối là 2.000 mét rộng, mà không phải 2.000 mét dài. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Tiêu Phàm liền nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ hắn là từ tiên vương cảnh rơi vào thiên vương cảnh, đến mức bản nguyên đại đạo héo rút, cảnh giới ngã xuống. Không sai, tiên linh khẳng định Tiêu Phàm phỏng đoán. Tuy nhiên hắn cảnh giới ngã xuống, bản nguyên đại đạo yếu bớt, nhưng là, đã từng có thể dung hợp bản nguyên đại đạo hắn, hiện tại cũng có thể giống vậy dung hợp. Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, dưới chân tốc độ lần nữa tăng tốc. Thế nhưng là, lại nhanh làm sao có thể nhanh qua tiên vương cảnh đây? Tiên linh, giúp ta một chút sức lực. Tiêu Phàm một tiếng quát khẽ, sau lưng cốt xí bỗng điên cuồng dương ra, tốc độ tăng vọt không chỉ một lần. Chỉ là... Hắn thể nội tiên chi lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không chống đỡ được hắn. Cũng may có tiên linh ở, Tiêu Phàm căn bản không cần lo lắng tiên chi lực tiêu hao hầu như không còn. Bằng không mà nói, hôm nay hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Trốn chỗ nào, Khư gầm thét, thân hình giống như thiểm điện, xuyên qua bản nguyên thế giới, cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, liền đã bắt đầu xuất thủ.
dung hợp bản nguyên đại đạo, nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là sau cùng át chủ bài. Loại này trạng thái nếu như đều không thể giết chết Tiêu Phàm, tất nhiên là hắn tận thế. Nhưng mà nhường hắn mắt trợn tròn chính là, Tiêu Phàm một lần lại một lần hiểm mà hiểm tránh đi hắn công kích, hơn nữa tốc độ không giảm mảy may. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản liền đuổi không kịp Tiêu Phàm. Nhưng mà, hắn tiên tri lực thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang sói mòn, căn bản không kiên trì được bao lâu. Giết không chết Tiêu Phàm, chính là hắn tử kỳ. Tiêu Phàm cũng không cùng hắn ngạnh bính, có được vô hạn tiên tri lực hắn, đánh không lại Khư, chẳng lẽ còn hao không qua sao? Hắn chỉ là chân vương cảnh mà thôi, bị đường đường tiên vương cảnh hù dọa chạy trốn, cũng không mất mặt. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như hai tia chớp xẹt qua thương khung. Người bình thường căn bản bắt không đến hai người thân ảnh. Trôi qua rất nhanh nửa canh giờ, Khư khí tức trên thân rõ ràng yếu đi. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có cùng ngạnh bính, mà là chậm rãi treo hắn. Lại qua một nén nhang, Khư đột nhiên từ bỏ truy sát Tiêu Phàm, quay người liền trốn. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân bỗng nhiên rơi vào thiên vương cảnh. Hiện tại muốn trốn, đã đến phiên ta tới giết ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh, hắn không có lập tức đuổi theo chém giết Khư, sợ Khư giở trò lừa bịp. Hắn đi theo Khư sau lưng, duy trì khoảng cách nhất định. Quả nhiên, liền khi Tiêu Phàm làm ra quyết định kỹ càng, chuẩn bị động thủ thời khắc. Trốn chạy Khư, đột nhiên quay đầu đánh tới. Thiên cấm, Khư một tiếng hét lớn, hai tay khắp nơi từng đạo thủ ấn. Chỉ một thoáng, thiên địa tứ phương, bỗng bộc phát ra từng đạo kinh khủng tiên quang, xen lẫn thành một tấm võng lớn, phong tỏa tứ phương. Lão già này, quả nhiên âm hiểm, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Thừa dịp cái kia lưới lớn còn chưa triệt để khép kín thời khắc, chân hắn dẫm thời không na di thiểm, từ lưới lớn trung ương xuyên qua. Khư con người hơi co lại, hiển nhiên, Tiêu Phàm lực phản ứng vượt qua dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng cố ý kỳ địch lấy yếu, để Tiêu Phàm truy sát bản thân, trong bóng tối cho hắn tất sát nhất kích. Tiêu Phàm cuối cùng chỉ là một cái chân vương cảnh mà thôi, chỗ nào chống đỡ được hắn liều mạng đồng dạng công kích. Chỉ cần diệt Tiêu Phàm, đoạt hắn bản nguyên đại đạo, hắn bản nguyên đại đạo liền có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, thậm chí còn có cực lớn hy vọng khôi phục tiên vương cảnh tu vi. Nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ nhanh chóng, vượt quá hắn tưởng tượng. Vậy mà mạnh mẽ từ thiên cấm lưới lớn bên trong đào thoát ra ngoài. Lão gia hỏa, quả nhiên âm hiểm, may mà ta không mắc lừa. Tiêu Phàm đứng ở cái kia lưới lớn bên ngoài, cười lạnh nhìn xem Khư, loại này trò vặt, chẳng qua là ta đã từng chơi dư mà thôi. Khư sắc mặt tái xanh, thân hình đều trở nên mờ đi. Mỗi một cái hô hấp, hắn tiên tri lực tiêu hao đều là một cái số lượng kinh khủng. Căn bản là không có cách kiên trì bao lâu. Tiểu tạp trùng, có bản lĩnh đừng chạy. Khư nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể giết Tiêu Phàm. Yên tâm, ta cam đoan không chạy. Tiêu Phàm vỗ vỗ lồng ngực nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, bốn khối cổ lão thạch bi hiện lên, phong cấm tứ phương hư không, tính cả cái kia to lớn bản nguyên chi võng ở bên trong. Khư tức bể phổi. Bốn khối bất hủ thiên địa bi, thế nhưng là hắn đồ vật, bây giờ lại bị Tiêu Phàm dùng để đối phó bản thân. Nhắc tới cũng là buồn cười, Tiêu Phàm điều khiển bốn khối bất hủ thiên địa bi, so với hắn còn muốn quen thuộc. Hắn còn chưa động thủ, một cỗ vô thượng uy áp cuốn tới, Khư chỉ cảm giác bản thân thân thể đều trở nên cứng ngắc. Hắn phong cấm thời không thất bại, không nghĩ tới Tiêu Phàm lại thành công. Phong thủy luân chuyển, hiện tại giờ đến phiên ta. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn chạy trốn ròng rã hơn một canh giờ, quá oan uổng. Bây giờ rốt cục chờ đến cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nói xong, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim sắc quang hoa, quanh thân hỗn độn khí bành trướng. Khí vận thần long phụ thể, Tiêu Phàm chờ giờ khắc này, chờ thời gian rất lâu. Khư dĩ nhiên tu luyện cùng hắn đồng nguyên bản nguyên đại đạo, nhưng là, có nhiều thứ. Hắn cái này chân vương cảnh có, nhưng thiên vương cảnh, thậm chí tiên vương cảnh cũng chưa chắc có. Liền tựa như khí vận thần long. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, Tiêu Phàm còn không có gặp qua cái thứ hai có được khí vận thần long người. Những vật khác không cách nào từ thế giới khác đưa vào bản nguyên thế giới, nhưng khí vận thần long lại có thể. Lão già, chết đi,
coi như ta trước thu chút lợi tức. Tiêu Phàm bạo hống, hỗn độn khí dâng lên, kinh khủng sát phạt chi khí cuồn cuộn, chấn nhiếp nhân tâm. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm liền giơ lên trong tay bản nguyên đao, hung hăng chém ra. Nghịch loạn bát ma đao, Khư nhìn thấy một màn này, toàn thân khẽ run lên. Hắn liền là bị đại vô thiên ma gây thương tích, sinh sinh rơi vào thiên vương cảnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà thực sự là đại vô thiên ma đồ đệ, hơn nữa hắn tu luyện nghịch loạn bát ma đao hoàn toàn không thua đại vô thiên ma. Khư ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Thế nhưng là, Tiêu Phàm thao túng bốn khối bất hủ thiên địa bi, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Khư tự biết không cách nào thoát đi, biểu tình điên cuồng, trên người thiêu đốt lấy huyết sắc khí diễm, đem toàn bộ thiên khung đều nhuộm thành đỏ tươi. Xòe bàn tay ra, bản nguyên chi lực hóa thành một thanh kiếm sắc nắm trong tay. Hắn không chần chờ, hút hết toàn bộ tiên chi lực, đối kháng Tiêu Phàm một đao. Oanh, kinh khủng nổ vang quét sạch thiên địa, bản nguyên thế giới đều bỗng nhiên run một cái. Hai người vị trí, bản nguyên chi lực bạo động, hóa thành một cỗ gió mạnh mẽ bạo, quét sạch mà ra sao. Bốn khối bất hủ thiên địa bị xung kích hơi hơi rung động, ẩn ẩn có phá vỡ xu thế. Nhưng mà, hắn phía trên bỗng chán phóng vô tận phù văn, mạnh mẽ đối phó công kích. Thật lâu, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, hai đạo bóng người hiển lộ ra. Tiêu Phàm bản nguyên phân thân tóc tai bù xù, toàn thân chật vật, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đối diện, Khư bản nguyên phân thân đã phá thành mảnh nhỏ, ảm đạm tới cực điểm. Hắn trợn to hai mắt, hết sức giữ tợn hướng về Tiêu Phàm. Bản vương nhớ kỹ ngươi, Khư cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, hắn thân ảnh chậm rãi quang hoa, một đầu huyết kim sắc bản nguyên đại đạo lần nữa hiện lên. Phốc, Tiêu Phàm một chỉ điểm ra, nguyên bản sắp biến mất Khư, trong nháy mắt bị chém thành cho bụi. Một đời sa sút tiên vương, như vậy vẫn lạc. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, lấy tay một chiêu, hắn bản nguyên đại đạo bỗng nhiên vọt tới Khư bản nguyên đại đạo. Khư bản nguyên đại đạo sớm đã phá thành mảnh nhỏ, chỗ nào còn có thể tiếp nhận Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo va chạm, bỗng nhiên hóa thành đầy trời bản nguyên chi lực. Sau đó, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo điên cuồng thôn phệ, không ngừng lớn mạnh. Oanh, một cỗ hết sức cường hoành lực lượng từ Tiêu Phàm bản nguyên phân thân nở rộ mà ra, khí tức không ngừng kéo lên, sau đó nước chảy thành sông bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Thiên vương cảnh, Tiêu Phàm không có mừng thầm, hắn hao tốn vô số tinh lực cùng thời gian, lúc này mới đột phá thiên vương cảnh, lại có gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Chân hắn dẫm bản nguyên đại đạo, nhàn nhạt nhìn xem bản nguyên đại đạo không ngừng lớn mạnh. 100m, 200m, 300m, dạng này tốc độ tăng trưởng, cực kỳ khủng bố, nhưng là Tiêu Phàm lại cho rằng đương nhiên. Phải biết, hắn thôn phệ, thế nhưng là đồng nguyên bản nguyên đại đạo, hơn nữa còn là cũng đỉnh cấp thiên vương cảnh. Hơn nữa, Khư còn có thể là từ tiên vương cảnh ngã xuống. Hắn bản nguyên đại đạo cường độ, xa không phải bình thường thiên vương cảnh có thể so sánh. Cuối cùng, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo, dừng lại ở 800m. Khư bản nguyên chi lực, có bất hủ thiên địa bi chấn áp, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì lãng phí. Hơn nữa hắn gần 3 ức năm tích lũy, đạt tới 800m, cũng không tính là gì kinh hãi sự tình. Đương nhiên, nếu như khiến người khác nhìn thấy, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Một ngày mở ra gần 700m chiều dài bản nguyên đại đạo, đây chính là cả thế gian hiếm thấy sự tình. Từ xưa đến nay, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, khí tức trên thân chậm rãi thu liếm, trong mắt tinh quang lập lòe. Đối mặt thiên nhân tộc, rốt cục có lực đánh một trận. Tiêu Phàm thở sâu, hài lòng cười một tiếng. Lấy hắn thực lực, cho dù không thôi động thế giới chi lực, vạn linh chi lực, cũng có thể cùng phổ thông tiên vương cảnh đánh một trận. Dù sao, 3000m rộng bản nguyên đại đạo, thì có gấp 3 tăng phúc. Mặt khác, 800m chiều dài, cũng có được gấp 2.8 tăng phúc. Hai người cộng lại, đạt đến kinh khủng cấp độ. Gần như gấp 6 lần tăng phúc. Dù cho tiên vương cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, sợ cũng chỉ đến như thế. Ở ngoại giới, hắn có lẽ sẽ còn lo lắng tiên chi lực hao hết, không cách nào cùng tiên vương cảnh đánh lâu. Nhưng là ở bản nguyên thế giới, dù cho tiên vương cảnh, cũng chỉ có bị hắn chà đạp phần. Ngươi chớ cao hứng quá sớm, ngươi đã bị cái kia Khư ghi nhớ. Tiên linh thanh âm đột nhiên nghĩ tới.
hắn còn chưa có chết. Tiêu Phàm nhíu mày. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền lấy lại tinh thần. Khư chỉ là bản nguyên đại đạo vỡ nát mà thôi, tối đa cũng chính là rơi xuống cảnh giới mà thôi. Bất quá, rơi vào nghịch thiên chi cảnh khư, đối với mình hoàn toàn mất hết sức uy hiếp, hắn cũng không cần quan tâm. Đương nhiên không chết, tiên linh trầm giọng nói, hơn nữa, người này thực lực hơn phân nửa sẽ không yếu bớt. Làm sao có thể, Tiêu Phàm vẻ mặt không thể tin. Bản nguyên đại đạo đều vỡ nát, tu vi rơi xuống, thực lực chẳng lẽ còn có thể bảo trì đỉnh phong. Hắn rất đặc thù, tiên linh ngữ khí có chút ngưng trọng, người vỡ nát bản nguyên đại đạo, hẳn không phải là thuộc về cái kia khư, hoặc có lẽ là, cái kia khư, căn bản không có bản nguyên đại đạo. Không có bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm thật kinh hãi, cái này cũng nghe nói quá kinh người. Tổ vương cảnh làm sao có thể không có bản nguyên đại đạo? Đây hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Không sai, tiên linh xuất hiện, vô cùng trịnh trọng nói, người gặp qua tiên bản nguyên đại đạo sao? Đây chẳng qua là tiên phân thân mà thôi, không có bản nguyên đại đạo không bình thường sao? Tiêu Phàm hồ nghi, hoàn toàn không cách nào lý giải. Không, cho dù là phân thân, cũng giống vậy là dùng chung một đầu bản nguyên đại đạo. Tiên linh thở sâu, giải thích nói, nhưng là, tiên khác biệt, hắn không có bản nguyên đại đạo. Không chỉ là hắn, hắn tộc nhân. Cũng tất cả cũng không có bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm ngạc nhiên, dường như nghe được hết sức bí mật. Tiên chủng tộc, không phải liền là tiên tộc sao? Tiên tộc phương pháp tu luyện, chẳng lẽ cùng tiên ma giới vạn linh khác biệt? Bằng không mà nói, bọn họ làm sao có thể không có bản nguyên đại đạo đây? Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm cái gì, tiên linh lại không cho hắn cơ hội, về sau nhìn thấy hắn, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi thế nhưng là hủy hắn một bộ cường đại khôi lỗi. Dứt lời, tiên linh trực tiếp biến mất. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, thật lâu thất thần. Hắn còn đang tiêu hóa tiên linh trong lời nói rung động tin tức. Tiên vương cảnh, cũng chỉ là khư một bộ khôi lỗi. Vậy hắn thực lực bản thân, lại đạt đến như thế nào kinh khủng cấp độ? Khư thật sự có mạnh như vậy, nếu như liền tiên vương cảnh đều có thể chế phục, cái kia đều sắp tới tiên rồi a. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Sau đó, hắn lại bỏ ý nghĩ này. Khư có lẽ thực lực không tệ, nhưng là, tuyệt đối khả năng so tiên mạnh. Bằng không mà nói, tiên ma giới vạn tộc sớm đã bị hủy diệt, lại làm sao có thể trường tồn đến nay đây? Tiên linh khẳng định còn có cái gì không nói, chí ít, tiên tộc rất không tầm thường. Tiêu Phàm tập trung ý chí, âm thầm khuyên bảo bản thân, lần tiếp theo gặp gỡ khư, tuyệt đối không thể khinh thị. Dù sao, tiên linh hoàn toàn không cần thiết lừa gạt mình. Chỉ là có chút tin tức. Vẫn chưa tới hắn nên biết thời điểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần thối lui ra khỏi bản nguyên thế giới. Ngoại giới, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ vô tận thần phủ cửu giới địa phương tất cả đều in vào trong đầu hắn, hoàn toàn không chỗ che thân. Hắn ý niệm đột nhiên rơi vào chư ma tổ địa cùng vô tận thần phủ biên giới, hai phương vô số tu sĩ chính đang chiến đấu kịch liệt. Từ khi Tiêu Phàm chiếm lấy bốn đại thế lực cương thổ về sau, chư ma tổ địa liền từ chưa dừng lại công kích vô tận thần phủ. Ở chư ma tổ địa xem ra, chỉ cần để vô tận thần phủ mệt mỏi, trong thời gian ngắn liền không cách nào nhanh chóng trưởng thành. Đáng tiếc, bọn họ không biết là, có được phong tiên sách Tiêu Phàm, nhất định chính là gian lận một dạng tồn tại. Trước hết cầm chư ma tổ địa khai đao a, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Mấy ngày sau, vô tận thần phủ cao tầng toàn bộ đều tụ tập ở vô tận thần điện bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, đều tràn đầy sùng bái. Nhất là nghe được Hoang Ma lời nói về sau, đám người càng là kích động không kềm chế được. Tiêu Phàm, người đột phá thiên vương cảnh, Hoang Ma cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân, trợn to hai mắt, tràn đầy không thể tin hỏi. Thiên vương cảnh a, lúc này mới bao lâu? Hoang Ma thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm đột phá tổ vương cảnh, khoảng cách hiện tại cũng mới 4 năm tả hữu thời gian mà thôi. Không biết, còn tưởng rằng đi qua 40 vạn năm, thậm chí 400 vạn năm đây. Hoang Ma nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn mặc dù biết Tiêu Phàm rất yêu nghiệt, nhưng cái này đâu chỉ yêu nghiệt, quả thực là muốn nghịch thiên a. Đi theo Tiêu Phàm bính sát đoạn này thời gian, hắn mặc dù cũng có thu hoạch, có khí vận gia trì. Hắn bản nguyên đại đạo đã đến gần vô hạn 1000 mét chiều dài. Nếu là bình thường,
cái này cũng đáng kiêu ngạo cùng lấy le sự tình, nhưng là hắn bây giờ lại hoàn toàn cao hứng không nổi, bởi vì cùng Tiêu Phàm so ra, hắn điểm ấy đột phá, hoàn toàn có thể không đáng kể. Thậm chí, đều không có ý tứ nói ra. Nói ra đều có chút mất mặt, may mắn mà thôi, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Đám người mặt sạm lại, nha, mỗi lần ngươi đột phá đều nói câu nói này. Tốt a, đột phá thánh tôn cảnh thời điểm, ngươi nói may mắn, chúng ta tin. Đột phá thánh tổ cảnh thời điểm, ngươi cũng nói may mắn, chúng ta cũng miễn cưỡng tin tưởng. Dù cho đột phá tổ vương cảnh, ngươi nói may mắn, chúng ta cũng ép buộc bản thân tin ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi nhà đột phá thiên vương cảnh, còn nói may mắn. Có quỷ mới tin ngươi. Diệp Thi Vũ che mặt cười khẽ, giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, để vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Nhìn xem một bên hơi có vẻ gầy gò nam tử, nàng rất kiêu ngạo, bởi vì đó là nàng nam nhân. Khụ khụ, Tiêu Phàm vội ho một tiếng, thu hồi ánh mắt, mấy năm này, tất cả mọi người có thu hoạch, tin tưởng các ngươi, không bao lâu cũng có thể làm tốt. Thí thần, Diệp Khuynh Thành, Tà Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong đám người tất cả đều lộ ra vẻ kiên nghị. Bọn họ mặc dù không thể không bội phục Tiêu Phàm thiên phú, nhưng là, bọn họ cũng đồng dạng không cam yếu thế. Tiêu Phàm có thể đột phá thiên vương cảnh, bọn họ tự tin cũng có thể làm đến. Nhược Hoan, tiên ma giới thế cục làm sao? Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Lời này vừa nói ra, có người thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt nhao nhao rơi vào Quân Nhược Hoan trên người. Quân Nhược Hoan bây giờ cũng đột phá đến tổ vương cảnh, ở trong vô tận thần phủ có lẽ không đáng chú ý. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, vô tận thần phủ có được hôm nay thành tựu, cùng hắn có không thể xóa nhòa công lao. Đúng là hắn cần cù chăm chỉ quản lý, vô tận thần phủ mới có thể nhanh chóng khuếch trương cương thổ. Phủ chủ, Quân Nhược Hoan tiến lên một bước, nói chư ma tổ địa cùng ta vô tận thần phủ ma sát không ngừng, bất quá, thiên vương cảnh cường giả mấy năm này đều không làm sao lộ diện. Theo chúng ta người dò xét tin tức. Chư ma tổ địa vô cùng có khả năng nội bộ đã xảy ra mâu thuẫn. Mặt khác, đoạn thời gian trước, sâu trong vũ trụ đã xảy ra một trận chiến đấu, Tà Vũ cùng thí thần chạy đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Ta thời gian sử dụng ở giữa lưu ngân từng điều tra, không có điều tra được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Tà Vũ chen lời nói, ta cảm thấy, chư ma tổ địa nội bộ tranh đấu khả năng không nhỏ, nhưng cũng không tuyệt đối. A, Tiêu Phàm bất ngờ. Hắn thấy. Chư ma tổ địa có bốn cái chủ nhân, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sơ Diệu Vương, Thánh Cổ Vương, Thái Tôn Vương cùng Long Tiêu Vương bốn người, tất nhiên sẽ phân ra một cái cao điểm. Chỉ có dạng này, chư ma tổ địa mới có cùng vô tận thần phủ chống lại vốn liếng. Nếu chư ma tổ địa là nội bộ tranh đấu, hoàn toàn không cần thiết biến mất dấu vết chiến đấu. Tà Vũ giải thích nói. Tiêu Phàm ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lại nói, bốn đại thế lực đây. Bốn đại thế lực cướp lấy thiên nhân tộc địa bàn, thiên nhân tộc không cam tâm, mấy năm này một mực quấy rối bốn đại thế lực, để bốn đại thế lực sứt đầu mẻ chán. Hiện tại bốn đại thế lực, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Quân Nhược Hoan nói ra. Trong giọng nói của hắn, biểu hiện ra đối bốn đại thế lực cực lớn khinh thường. Lấy vô tận thần phủ thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể tùy tiện cầm xuống. Bất quá nhắc tới cũng quỷ dị, Quân Nhược Hoan dường như lại nghĩ tới điều gì, chư ma tổ địa cũng chiếm cứ cực lạc thiên giới một giới địa phương, nhưng thiên nhân tộc lại chưa bao giờ cùng chư ma tổ địa chính diện va chạm qua. Đoán chừng thiên nhân tộc tự biết không phải bốn đại thế lực cùng chư ma tổ địa liên thủ địch, dứt khoát từ bỏ một giới, bỏ qua một bên chư ma tổ địa đối thủ này. Tà Vũ lơ đễnh cười nói, khả năng này rất lớn, Quân Nhược Hoan gật gật đầu, nhưng là, có một chút tương đối quỷ dị. Chư ma tổ địa căn bản không phái người chấn thủ giới kia, thiên nhân tộc hoàn toàn có thể lấy xét đánh chi thế đoạt lại giới kia. Ngươi là nói, chư ma tổ địa lấy được giới kia, cứ như vậy bày ở đâu? Tiêu Phàm hơi có chút kinh ngạc. Cái này cũng không giống như chư ma tổ địa tác phong a. Lúc trước hắn để hoang ma đoạt chư ma tổ địa một giới, chư ma tổ địa rất nhanh liền giết tới. Điều này nói rõ, bọn họ đối cương thổ của mình là 10 điểm quan tâm. Nhưng hiện tại, cách làm của bọn hắn lại hoàn toàn khác biệt, quả thật có chút quỷ dị. Chẳng lẽ là chư ma tổ địa nội bộ xuất hiện vấn đề? Không sai, Quân Nhược Hoan chỉnh trọng gật đầu, đáng tiếc, chúng ta thu thập tin tức có hạn, không biết chư ma tổ địa mục đích thực sự.
Tiêu Phàm hơi nhíu mày, trầm tư chốc lát, hít sâu một cái nói, mặc kệ bọn hắn là cái mục đích gì, trừ ma tổ địa đều không tất yếu tiếp tục tồn tại đi xuống. Lời này vừa nói ra, toàn trường giật mình. Tiêu Phàm đây là chuẩn bị đối trừ ma tổ địa động thủ. Phủ chủ, là muốn đối trừ ma tổ địa xuất binh. Quân Nhược Hoan rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trước không ứng phó bốn đại thế lực sao. Bốn đại thế lực so với trừ ma tổ địa mà nói, thực sự yếu đáng thương. Vô tận thần phủ nếu như xuất binh, có rất lớn hy vọng có thể nhất cử cầm xuống. Nhưng Tiêu Phàm ý tứ, dĩ nhiên là muốn trước đối trừ ma tổ địa động thủ. Bốn đại thế lực bị thiên nhân tộc ghi nhớ, Tiêu Phàm lắc đầu, nói ra ý nghĩ của mình, chúng ta nếu như đối bốn đại thế lực động thủ, không thể nghi ngờ cũng là cùng thiên nhân tộc khai chiến. Đám người nghe vậy, sáng tỏ thông suốt, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Nếu như bây giờ đối phó bốn đại thế lực cùng thiên nhân tộc ở giữa chiến đấu sẽ dừng lại, thậm chí vô cùng có khả năng đạt thành đồng minh, liên thủ ứng phó vô tận thần phủ. Cho dù là trừ ma tổ địa, đều vô cùng có khả năng thò một chân vào. Nhưng đối trừ ma tổ địa xuất thủ, thiên nhân tộc chắc chắn sẽ không quan tâm, hơn nữa còn sẽ giúp tay ngăn chặn bốn đại thế lực. Vô tận thần phủ đối thủ, liền chỉ có trừ ma tổ địa. Hoang ma, Tiêu Phàm đột nhiên một tiếng quát khẽ. Đại điện bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lộ ra vẻ kích động, bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm muốn điểm tướng. Lấy ngươi làm đạo thứ nhất đại quân thống soái, thí thần, Tà Vũ làm phó soái, xuất lĩnh bốn chi thần ma vệ, từ phương Tây tiến công trừ ma tổ địa. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Là, mấy người trịnh trọng kêu to, về sau liền hưng phấn. Lăng Phong, lấy ngươi làm đệ nhị đường đại quân thống soái, Nam Cung Tiêu Tiêu, Diệp Khuynh Thành làm phó soái, xuất lĩnh bốn chi thần ma vệ, từ đông phương biên giới tiến công trừ ma tổ địa. Quân Nhược Hoan, sau khi làm xong mọi thứ cần cùng tiếp tế, phàm là bắt xuống cương thổ, mau chóng thu phục. Tiêu Phàm lần nữa nói. Tuân lệnh, Lăng Phong mấy người ra khỏi hàng, trịnh trọng nói. Xuất chinh, Tiêu Phàm vung tay lên, quát lạnh một tiếng. Thủy Ma Thành bên ngoài. Hai đạo nhân ảnh quanh thân ma khí quay cuồng, không chút kiêng kỵ đi tới cửa thành. Cửa thành thủ vệ cũng không dám điều tra, tự động cho đi. Cha, ngươi để hoang ma tiền bối cùng Lăng Phong bá bá bọn họ xuất quân giết vào trừ ma tổ địa, tại sao lại dẫn ta tới nơi này? Mới vừa vào Thủy Ma Thành, một người trong đó liền không nhịn được truyền âm hỏi. Người nói chuyện, không phải người khác, chính là Tiêu Lâm Trần. Mà đổi thành một người dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Tiêu Lâm Trần một đường đi tới, nhiều lần muốn hỏi ra trong lòng nghi ngờ, cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên là mang theo hắn đến Thủy Ma Thành. Trừ ma tổ địa có chút không thích hợp, Tiêu Phàm một lần này không có giấu giếm, nói ta đối trừ ma tổ địa rất không yên lòng, cho nên ta mang ngươi đến điều tra một lần. Chỗ nào không thích hợp, Tiêu Lâm Trần không hiểu. Một loại trực giác, Tiêu Phàm không có giải thích nhiều. Theo Quân Nhược Hoan hồi báo tin tức, Tiêu Phàm luôn cảm giác bọn họ không để ý đến cái gì. Cho tới nay, hắn đối trực giác của mình đều rất tín nhiệm. Tiêu Lâm Trần bĩu môi, hắn tự nhiên không tin Tiêu Phàm cái gọi là trực giác, nhưng là lại không dám bác cha mình mặt mũi. Ngươi không nên cảm thấy ta là buồn lo vô cớ. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng trịnh trọng, nói, lấy vô tận thần phủ bây giờ lực lượng, xác thực không dùng e ngại trừ ma tổ địa. Nhưng là, tuyệt đối không nên khinh thường trừ ma tổ địa, nơi này, thế nhưng là có một cái để ma tộc ức vạn sinh linh đều kính sợ cùng sợ hãi địa phương. Ngươi là nói cấm khu. Tiêu Lâm Trần ánh mắt hơi sáng. Trừ ma tổ địa cấm khu sự tình, đối với ma tộc tu sĩ mà nói, không ai không biết, không người không hiểu. Tiêu Lâm Trần dù sao cũng là thái nhất thánh giới Tu La Vương, tự nhiên nghe nói qua cái này cấm khu. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói đến cùng, hắn vẫn là đối thái ma có chút không yên lòng. Mặc dù thái ma nói đã trấn áp tiên phân thân, nhưng vạn nhất không có trấn trụ đây. Nếu để cho tiên phân thân đào thoát, tùy tiện đoạt xá cái nào tổ vương, tuyệt đối là vô tận thần phủ ác mộng. Sau đó, Tiêu Phàm mang theo Tiêu Lâm Trần đi tới hoàn toàn tĩnh mịch địa phương, nơi xa sương mù mông lung, dù cho thân làm tổ vương cảnh chính bọn họ, cũng nhìn không rõ ràng. Cha, nơi này không phải là cấm khu A, Tiêu Lâm Trần nuốt nước miếng một cái, ngài không phải là muốn đi vào đi. Vẻn vẹn chỉ là nhìn cấm khu chỗ sâu một cái, hắn liền cảm giác toàn thân phát lạnh,
một cỗ ý lạnh bay thẳng linh hồn. Bằng không ta mang ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Phàm nhún nhún vai. Tiêu Lâm Trần mặt sạm lại, nhịn không được nói, cha, người khác đều là nhi tử hố cha, ngài đây là muốn bẫy người nhi tử sao? Tiến vào cấm khu, trừ phi hắn điên, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào. Không có gặp ma tộc vô số tuế nguyệt đến nay, phàm là xâm nhập chư ma tổ địa cấm khu người, đều chết vểnh lên sao? Nơi này, không chỉ là thánh tổ cảnh một lần tu vi cấm địa, cũng đồng dạng là tổ vương cảnh cấm khu. Bởi vì chuyện này có rất nhiều nguy hiểm, ta không thể khiến người khác đến mạo hiểm, ngươi là con trai của ta, chẳng lẽ không phải vì vô tận thần phủ bỏ ra sao? Tiêu Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói. Cha, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tiêu Lâm Trần nhún nhún vai. Quay đầu đừng để mẹ ngươi biết rõ. Tiêu Phàm nhắc nhở nói. Nếu như Diệp Thi Vũ biết rõ, Tiêu Phàm mang theo Tiêu Lâm Trần tiến vào chư ma tổ địa, đoán chừng không phải điên không thể. Bởi vì như thế, Tiêu Phàm cũng không dám đem việc này nói cho Diệp Thi Vũ. Nhanh, nhanh lên, cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận thanh âm lo lắng. Tiêu Phàm hai người vội vàng thu liếm khí tức, ý niệm quét qua, một đám người in vào trong đầu của bọn họ. Hai người nhìn nhau, nội tâm đều nghi hoặc không thôi. Ngay sau đó, ý niệm của bọn hắn quét về phía một phương hướng khác, lại đồng dạng nhìn thấy không ít thân ảnh đang bận bịu bố trí cái gì. Có trận pháp khí tức, Tiêu Phàm nhíu mày. Chẳng lẽ chư ma tổ địa tại đánh cấm khu chủ ý? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt trở nên âm trầm. Thái ma thế nhưng là trấn áp tiên một bộ phân thân, nếu như chư ma tổ địa bố trí, để thái ma ngoài ý muốn nổi lên, tiên phân thân ly thể, tất nhiên là tiên ma giới tai nạn. Tiêu Phàm âm thầm may mắn bản thân ý tưởng đột phát, cố ý tới đây điều tra một phen. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chư ma tổ địa lại dám đánh cấm khu chủ ý. Cha, ngươi nói, bọn họ không phải là muốn đối cấm khu động thủ đi. Tiêu Lâm Trần con ngươi hơi co lại. Cấm khu khủng bố, sớm đã trở thành ma tổ vô số tu sĩ nội tâm cấm kỵ. Một khi cái này cấm khu xuất hiện bất ngờ, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to. 8/9/10, Tiêu Phàm gật gật đầu, sắc mặt âm trầm đều có chút đáng sợ, may mà chúng ta đến kịp thời, nếu như cái này cấm khu thật xảy ra điều gì bất ngờ, cái kia có thể gặp phiền toái. Người khác không rõ ràng cấm khu bên trong trấn áp là cái gì, nhưng hắn vẫn lại biết rõ rành rành a. Bất kể như thế nào, cũng không thể đem tiên phân thân phóng xuất. Đi, Tiêu Phàm không nói hai lời, kéo Tiêu Lâm Trần sát mặt đất, cấp tốc xông vào cấm khu. Khi bọn hắn rời đi sau không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, lại có một đám người xuất hiện ở bọn hắn đứng địa phương. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Trong đó bốn người, chính là chư ma tổ địa tứ đại thiên vương cảnh. Sơ Diệu Vương, Thánh Cổ Vương, Thái Tôn Vương cùng Long Tiêu Vương. Ở bốn người sau lưng, còn đứng một đám tổ vương cảnh cường giả, tất cả đều lộ ra nhao nhao muốn thử bộ dáng. Hơn nữa, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy bọn họ đội hình như vậy, rõ ràng có thể nhìn ra, cho dù là Sơ Diệu Vương bọn họ tứ đại thiên vương cảnh, nhìn về phía trước nhất người kia, cũng tràn đầy kiêng kỵ. Đó là một cái bó chặt hắc bào thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng là trên người tán phát khí tức, tất nhiên để Tiêu Phàm cảm giác hết sức quen thuộc. Các vị, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, có thể hay không nhất thống tiên ma giới, mấu chốt liền ở hôm nay. Hắc bào nhân lạnh lùng thanh âm vang lên. Sơ Diệu Vương, Thánh Cổ Vương chờ tứ đại thiên vương nhìn nhau, tất cả mọi người duy trì bình tĩnh, không có mở miệng. Nhưng là, bốn người con ngươi bên trong đều tràn đầy chờ mong. Các hạ, trận này thật sự có thể vây khốn tiên vương cảnh. Thật lâu, Sơ Diệu Vương hay là hỏi ra bốn người đồng thời vấn đề lo lắng. Đánh cấm khu chủ ý, bọn họ không phải là không có nghĩ tới. Nhưng là vô tận tuế nguyệt đến nay, phàm là đánh qua cấm khu chủ ý người, không một sống sót. Nếu không phải hắc bào nhân kia lời thề son sắt cam đoan, cùng bọn họ nhất thống tiên ma giới dã tâm đang làm túy, lại cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám đối cấm khu có nửa điểm ý nghĩ. Tự nhiên. Hắc bào nhân gật gật đầu, thanh âm lạnh lẽo nói, các ngươi sẽ không sợ sệt rồi à. Sơ Diệu Vương bốn người cười khan một tiếng. Sợ hãi, bọn họ đương nhiên sợ hãi, không sợ đó là giả. Bọn họ đều rõ ràng một chút bí mật, cấm khu bên trong trấn áp là nhân vật gì. Đây chính là ma tộc thủy tổ à.
bản thân mấy người vậy mà tại đánh ma tộc thủy tổ chủ ý, cái này có thể không sợ sao? Thái ma tồn tại đến nay, tất nhiên đã cực kỳ suy yếu, các ngươi nếu là có thể lấy được hắn lực lượng, bốn người đồng thời tiến giai tiên vương cảnh cũng không thành vấn đề. Hắc bào nhân tiếp tục mê hoặc lấy bốn người, đến lúc đó, tiên ma giới còn có cái gì người là các ngươi đối thủ? Cho dù là thiên nhân tộc, cũng phải cúi đầu xưng thần. Sơ Diệu Vương bốn người nghe vậy, nội tâm hưng phấn, làm sao cũng ép không được. Tiền bối, chúng ta cần muốn làm thế nào? Thánh Cổ Vương khẽ cắn môi, trước tiên mở miệng nói. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, nghe được Sơ Diệu Vương đối Hắc Bảo Nhân xưng hô, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Sơ Diệu Vương thế nhưng là lão quái vật cấp bậc tồn tại, từ hoang cổ sống sót hóa thạch sống. Trong thiên hạ, lại có mấy người xứng đáng hắn một tiếng tiền bối đây. Khởi động trận pháp A, trận này có thể khốn phong cấm khu, trấn áp tiên vương không nói chơi. Hắc Bảo Nhân trầm giọng nói, ta biết, các ngươi lo lắng ta đang gạt các ngươi. Tiếp đó, ta sẽ tự mình tiến vào cấm khu, ứng phó ma tộc thủy tổ. Nghĩ đến các ngươi cũng đối với ta không yên lòng, cho nên ta để cho các ngươi điều khiển trận pháp, các ngươi cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Sơ Diệu Vương bốn người gật gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn họ tự nhiên không tin Hắc Bảo Nhân, nhưng là ngăn cản không nổi dụ hoặc. Hơn nữa, trận pháp này nhưng là bọn họ tứ đại thiên vương cảnh đồng thời bố trí cùng điều khiển, tự nhiên cũng không lo lắng Hắc Bảo Nhân đùa nghịch thủ đoạn. Chúng ta tự nhiên tin tưởng tiền bối. Thánh Cổ Vương nhếch miệng cười một tiếng. Không sai, Sơ Diệu Vương ba người phụ họa, nhưng nội tâm ý tưởng chân thật làm sao, lại không muốn người biết. Vừa dứt lời, Thánh Cổ Vương, Long Tiêu Vương, Thái Tôn Vương ba người đồng thời tại chỗ biến mất, xuất hiện ở cấm khu mặt khác ba phương hướng. Mấy tức về sau, bốn người bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết. Đầy trời phù văn nở rộ, hóa thành từng đầu bản nguyên trật tự thần liên, xông thẳng tới chân trời. Vô số sáng chói tiên quang từ bản nguyên trật tự thần liên bên trên nở rộ mà ra, xen lẫn thành một mảnh, hóa thành một đạo thông thiên màn sáng, phong bế cấm khu tứ phương. Cách xa nhau vô số vạn dặm, đám người đều có thể cảm nhận được trận này đáng sợ. Nếu không phải Sơ Diệu Vương bốn người hạ lệnh cấm, đoán chừng vô số ma tộc tu sĩ đều sẽ chạy tới nơi này. Các ngươi cẩn thận một chút, ta chưa trước khi đi, muôn ngàn lần không thể triệt hồi trận pháp. Hắc Bảo Nhân báo cho bốn người một tiếng, hóa thành một đạo chớp lóe, xông vào cấm khu. Đợi Hắc Bảo Nhân rời đi về sau, Sơ Diệu Vương bốn người nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là lạnh lùng và khinh thường. Các ngươi nói, người này thực sự là Thái Nhất Ma Tổ. Sơ Diệu Vương cái thứ nhất mở miệng, đối Hắc Bảo Nhân thân phận cực kỳ hoài nghi. Có phải hay không, rất trọng yếu sao? Thái Tôn Vương cười lạnh. Sơ Diệu Vương ba người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đúng vậy a, Hắc Bảo Nhân thân phận căn bản liền không trọng yếu. Trọng yếu là, chỉ cần mình bốn người có thể có được Thái Ma lực lượng, thành công trùng kích tiên vương cảnh là được rồi. Bất quá lại nói trở về, ta mặc dù chưa thấy qua tận mắt Thái Nhất Ma Tổ, nhưng là, hắn 89 phần 10 là giả. Thái Tôn Vương lại bổ sung một câu. Chỉ là, trước đó chúng ta cùng hắn giao thủ, lại không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, đủ để chứng minh người này ít nhất là ta ma tộc người. Ta hiện tại lo lắng không phải cái này. Một mực trầm mặc không nói Long Tiêu Vương mở miệng. Ngươi lo lắng cái gì? Thánh Cổ Vương hỏi. Thái Nhất Ma Tổ tuy nói là thủy ma đồ đệ. Đối thủy ma tình huống biết đến so với chúng ta nhiều, nhưng sớm đã biến mất ở vô tận 5 tháng trước đây, vì sao hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện? Long Tiêu Vương vẻ mặt nghiêm túc. Vạn nhất hắn chỉ là mượn chúng ta lực lượng, lấy được thủy ma lực lượng đây. Có cái này trận ở, hắn cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn, chỉ cần chọc giận chúng ta liền hắn cùng một chỗ làm thịt. Thái Tôn Vương lạnh rên một tiếng. Dừng một chút, hắn lại nói. Nếu hắn thực sự là Thái Nhất Ma Tổ, chúng ta đến lúc đó không phải là đối thủ, đi theo hắn lại như thế nào? Dù nói thế nào, hắn cũng không phải Thái Tuế có thể so sánh. Đám người một trận trầm mặc. Thái Nhất Ma Tổ, thế nhưng là Thái Cổ thời đại ma tộc nhất phương lão đại, phía dưới có 12 đại ma tổ, từng cái đều là nhân vật tuyệt đỉnh, thực lực siêu phàm. Mặt khác, chỉ bằng là thủy ma đồ đệ một thân phận này, cũng xứng bọn họ theo đuổi. Đương nhiên. Bốn người đều là dã tâm không nhỏ người. Nếu là có thể giết chết Thái Nhất Ma Tổ,
thuận tiện lấy được thủy ma lực lượng, đó là không thể tốt hơn nữa. Cái này cũng là bọn hắn nguyện ý phối hợp hắc bào nhân một trong những nguyên nhân, trong lòng mỗi người đều đánh lấy bản thân bản tính. Chí ít, ở không có hắc bào nhân ganh đua cao thấp trước đó, bọn họ là không thể nào tùy tiện quy phụ. Cấm khu. Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần hai người mới vừa tiến vào không lâu, liền nhìn đến chân trời từng đạo tiên quang nở rộ, sắc mặt thần sắc bỗng nhiên siết chặt. Đây là, Tiêu Lâm Trần trợn to hai mắt, thời không bị phong cấm, ta lực lượng giống như cũng bị áp chế không ít. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cười lạnh nói, quả nhiên, chư ma tổ địa đang đánh thái ma chủ ý, khó trách bọn hắn gần nhất như vậy điệu thấp, nguyên lai là chuẩn bị cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Xem ra, tiên ma giới thật muốn đại loạn, vừa dứt lời, Tiêu Phàm tốc độ lần nữa tăng tốc. Lúc trước hắn tới qua một lần, biết rõ thái ma bị trấn áp ở nơi nào. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền đã tới thái ma bị trấn áp sơn cốc. Hai người vừa mới xuất hiện, một bóng người đột nhiên ngăn cản đường đi của hai người. Tiêu đại ca, Tiêu Lâm Trần vừa mới chuẩn bị động thủ, liền bị Tiêu Phàm ngăn lại, người một nhà. Có thể ở đây ngăn cản bản thân, trừ bỏ Sở Phiền, không có người nào nữa. Tiêu đại ca, sao ngươi lại tới đây? Sở Phiền kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Lần trước Tiêu Phàm không phải cùng tiên ý niệm đánh cược, tiến nhập bản nguyên thế giới sao, làm sao có thể lần nữa tới nơi này? Sở Phiền, thông báo một chút thái ma tiền bối, ta muốn gặp hắn. Tiêu Phàm không có chào hỏi, hắn nội tâm có loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Từ lần trước các ngươi rời đi về sau, sư tôn liền bắt đầu ngủ say, đem ta đuổi ra khỏi sơn cốc, hiện tại ta cũng không đi vào. Sở Phiền đắng chát cười một tiếng. Ngươi bái thái ma tiền bối vi sư. Tiêu Phàm kinh ngạc. Tử tế quan sát, hắn mới phát hiện, Sở Phiền khí tức trên thân thập phần cường đại, vậy mà đã đột phá tổ vương cảnh. Không chỉ có như thế, hắn đã là một tôn chân vương cảnh cường giả. Hồn tộc đều biến thái như vậy sao? Lúc này mới bao lâu, Sở Phiền thì đến được dạng này độ cao. Nguyên bản hắn cho là mình đám người đột phá đã thật nhanh, nhưng là so với Sở Phiền, hoàn toàn cực kỳ yếu ớt, dù sao bọn họ đều là bật hách. Hắn quả thực là muốn thu ta làm đồ đệ, ta không thể làm gì khác hơn là cố hết sức. Sở Phiền nhếch miệng cười nói. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái. Ngươi nhà còn cố hết sức, hiện tại ngươi trở thành thái ma đồ đệ. Về sau ta theo hoang ma nhìn thấy ngươi, chẳng phải là phải gọi ngươi một tiếng sư thúc. Thật không có cách nào thông chi thái ma tiền bối. Tiêu Phàm đổi chủ đề, từ trong thâm tâm thay Sở Phiền cảm thấy khai tâm. Đáng tiếc, thái ma bị nhốt ở đây, bằng không mà nói, lấy Sở Phiền là thái ma đồ đệ thân phận, vô luận đến đâu, cơ hồ đều có thể đi ngang. Không có, Sở Phiền lắc đầu, sư tôn để cho ta ở này thủ hộ 10 năm, liền tự rời đi, vừa mới qua đi 3-4 năm mà thôi. Sở Phiền hiển nhiên đã có chút không kịp chờ đợi rời đi cái này địa phương quỷ quái, nhưng là hắn cũng là hết lòng tuân thủ cam kết người. Sở Phiền, sự tình rất nghiêm trọng, có người muốn đánh thái ma tiền bối chủ ý, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Tất nhiên không cách nào nhìn thấy thái ma, cũng chỉ có thể ba người bọn họ nghĩ biện pháp. Nghe thấy lời này, Sở Phiền nhìn thoáng qua không trung, nói yên tâm, sư tôn đã sớm đoán được. Đoán được, Tiêu Phàm kinh ngạc. Sở Phiền gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, không sai, hơn nữa chuẩn xác mà nói, không phải có người muốn đánh sư tôn chủ ý, mà là đánh tiên chủ ý. Tiên, Tiêu Phàm phụ tử nhi tử đồng thời kinh hô mà ra, biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại những người khác, đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Đây chính là tiên A, lại có người dám có ý đồ với hắn, đây quả thực là tự tìm cái chết A. Chờ. Tiêu Phàm tâm tính xem như cực kỳ bền bỉ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, híp hai mắt nói, người ý tứ là, có người muốn giải cứu tiên phân thân. Không sai, Sở Phiền trịnh trọng gật đầu, lão đầu ngủ say trước đó, là như vậy nói cho ta biết, bất quá hắn không có nói cho ta, Tiêu đại ca cũng tới, có Tiêu đại ca ở, ta liền yên tâm không ít. Nói đến đây, Sở Phiền thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, dường như đè ở trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Không đúng. Tất nhiên cha ngươi đều không cách nào tiến vào sơn cốc, những người khác khẳng định cũng vào không được. Tiêu Lâm Trần nhíu mày, nhìn qua không sơn cốc xa xa thật lâu thất thần. Sở Phiền vào không được sơn cốc, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là trận pháp đại gia a. Liền hắn đều không cách nào tiến vào,
người bình thường lại làm sao có thể tiến vào được đây? Ta cũng không biết, nhưng là giải cứu tiên người, khẳng định có phương pháp đặc thù. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Sở Phiền nói một cách vô cùng trịnh trọng, lão gia hỏa làm người nghiêm túc, sẽ không nói lung tung. Mặc dù nhưng những năm này hắn bị Thái Ma áp chế, nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng đối Thái Ma làm người, vẫn là cực kỳ kính trọng. Thái Ma tiền bối tất nhiên sẽ không nói láo, Tiêu Phàm dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Cũng không phải hắn hiểu Thái Ma bao nhiêu, mấu chốt là, việc này lớn, Thái Ma hẳn là sẽ không cầm việc này nói đùa. Các ngươi nhìn thấy trận pháp kia sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía cấm khu bên ngoài đạo kia nhức mắt trận pháp kết giới, tuy nhiên ta còn chưa từng cảm nhận được trận này dị thường, nhưng cái này hơn phân nửa là giải cứu tiên phân thân một trong thủ đoạn. Tiêu Lâm Trần cùng Sở Phiền hai người đối trận pháp chi đạo hiểu rõ không nhiều, nhưng không trở ngại bọn họ tín nhiệm Tiêu Phàm. Vậy chúng ta cần muốn làm gì? Sở Phiền hỏi. Chờ, Tiêu Phàm híp hai mắt, lạnh lùng phun ra một chữ. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng. Một tháng này, Tiêu Phàm ba người một mực cảnh giác đợi ở Sơn Cốc Tứ Phương, đề phòng có người đối Sơn Cốc động thủ. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn là, cấm khu cực kỳ bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ. Mà lúc này, ngoại giới sớm đã cực kỳ không bình tĩnh. Cấm khu bên ngoài. Báo, hét dài một tiếng từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một cái ma tộc cường giả cung kính quỳ gối Sơ Diệu Vương trước người, thần sắc hết sức sốt ruột. Chuyện gì, Sơ Diệu Vương có chút không kiên nhẫn nói. Bọn họ tại đây đợi Thái Nhất Ma Tổ một tháng thời gian, có thể lại cũng không có Thái Nhất Ma Tổ bất cứ tin tức gì, nói không lo lắng, là không thể nào. Nếu không phải là không có cảm nhận được trận pháp dị dạng, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng Thái Nhất Ma Tổ đang lừa gạt bọn họ. Khởi bẩm chủ thượng. Vô tận thần phủ hát vang tiến mạnh, chúng ta đã có hai giới chi địa mất đi, triệt để rơi vào vô tận thần phủ trong tay, cái kia ma tộc cường giả cúi đầu, không dám nhìn thẳng Sơ Diệu Vương. Sơ Diệu Vương toàn thân chấn động. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất thu đến tin tức xấu. Nhưng mà, bọn họ vẫn không có nghĩ đến, vô tận thần phủ vậy mà như thế hung mãnh, một tháng thời gian, vậy mà triệt để cướp lấy hai giới chi địa. Thậm chí... Bốn người bọn họ đều đang hoài nghi. Cái kia Thái Nhất Ma Tổ, có thể là vô tận thần phủ cho bọn hắn bày ra một cái bẫy. Bằng không mà nói, sự tình há lại sẽ trùng hợp như thế. Thế nhưng là, vì trùng kích tiên vương cảnh cơ hội, bọn họ một mực ẩn nhẫn. Nhưng mà bây giờ nghe được cái này tin tức, Sơ Diệu Vương bốn người có loại muốn bùng nổ cảm giác. Chư Ma Tổ địa, trước đó bị Tiêu Phàm cướp đi một giới, hơn nữa từ Cực Lạc Thiên Giới lấy được một giới. Cũng chỉ có lục giới địa phương. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ còn lại tứ giới, trái lại vô tận thần phủ, lại có 11 giới. Giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, mấu chốt là, vô tận thần phủ vẫn như cũ không có ngừng lại xu thế, cái này khiến bốn người làm sao bình tĩnh. Chỉ là cứ thế mà đi, bốn người lại cực kỳ không cam. Để chiến thiên ma bọn họ thề sống chết thủ hộ tứ giới chi địa. Thái Tôn Vương lạnh như băng nói, nếu như ra lại bất ngờ, chỉ riêng hắn là hỏi. Là, ma tộc cường giả cung kính đáp, ngay sau đó nhanh chóng biến mất ở chân trời. Đáng chết, Thánh Cổ Vương quanh thân sát khí bành trướng, âm thanh lạnh lùng nói, đáng chết Thái Nhất Ma Tổ, hắn thật chẳng lẽ là cố ý liên hợp vô tận thần phủ ứng phó chúng ta? Không có khả năng, một mực trầm mặc Long Tiêu Vương mở miệng nói, ta điều tra qua hắn tất cả tin tức, hắn chưa từng đi vô tận thần phủ. Mấy vị, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu như Thái Nhất Ma Tổ một mực không ra, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn xem chư Ma Tổ địa cương thổ bị vô tận thần phủ cướp đi? Sơ Diệu Vương nghe răng trợn mắt nói, gân xanh trên trán bạo khởi. Có thể như vậy có biện pháp nào? Thánh Cổ Vương thở dài, chúng ta nếu như rời đi, liền thất bại trong gang tấc. Nếu như Thái Nhất Ma Tổ lấy được Thái Ma lực lượng, chúng ta tất nhiên không phải là đối thủ. Đã kiên trì một tháng, chúng ta hẳn là chờ một chút. Chỉ cần chúng ta đều có thể trùng kích tiên vương cảnh, vô tận thần phủ đoạt chúng ta bao nhiêu, chúng ta đều có thể tăng gấp đôi cầm về. Không sai, Sơ Diệu Vương ba người gật gật đầu. Ánh mắt của bốn người lần nữa tề tụ ở cấm khu phương hướng, bọn họ hiện tại chỉ hy vọng, mau chóng lấy được Thái Nhất Ma Tổ tin tức. Oanh, cũng nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên nổ vang từ cấm khu phương hướng chuyển đến, cấm khu không trung đã nứt ra một đạo kinh khủng khe hở. Chuyện gì xảy ra? Long Tiêu Vương sắc mặt đại biến,
một loại bất an mãnh liệt quanh quẩn trong lòng. Là Thái Nhất giở trò quỷ, Sơ Diệu Vương gầm thét, chúng ta bị lợi dụng, mau lui lại. Không tốt, ta đi không được, Thái Tôn Vương đột nhiên lên tiếng kinh hô. Long Tiêu Vương mấy người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Thái Tôn Vương trên người, lại là chẳng biết lúc nào, Thái Tôn Vương quanh thân nhiều hơn một đạo cột sáng màu trắng. Cột sáng màu trắng nhìn như bình thản không có gì lạ, lại dường như ẩn chứa một loại vô thượng vĩ lực. Ta cũng không động được, Sơ Diệu Vương lộ ra hoảng sợ. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, không chỉ có Thái Tôn Vương, ba người bọn họ cũng tất cả đều bị một đạo quang trụ bao phủ. Thể nội tiên chi lực điên cuồng tuôn ra, chút vào trận pháp màn sáng. Cứ tiếp như thế, bọn họ tiên chi lực, không phải bị rút sạch không thể. Thái Nhất Ma Tổ, cút ra đây. Sơ Diệu Vương gào thét, cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn bộc phát. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, khí thế của mình kéo lên, thể nội tiên chi lực tiêu hao tốc độ vậy mà nhanh hơn. Sơ Diệu Vương dọa cho phát sợ, vội vàng thu liếm khí tức. Không muốn giãy giụa, chúng ta bị gài bẫy. Trầm ổn Long Tiêu Vương vội vàng gọi lại ba người, sắc mặt âm trầm muốn gạt ra nước đến, giữ lại thực lực, Thái Nhất muốn giết chúng ta khẳng định làm không được. Sơ Diệu Vương ba người gật gật đầu, cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên ở bốn người tầm mắt, chính là biến mất một tháng Thái Nhất Ma Tổ. Thái Nhất, người đối với chúng ta làm cái gì? Sơ Diệu Vương giống to. Trận này là chúng ta tự tay bố trí, người làm sao có thể động tay chân? Thái Tôn Vương sắc mặt dữ tợn, sát khí nặng nề hướng về Thái Nhất Ma Tổ. Hắc bào nhân lăng không mà đứng. Đứng ở cái kia to lớn đen kịt dưới cái khe, đối Sơ Diệu Vương bọn họ chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ. Sơ Diệu Vương mấy người phẫn nộ tới cực điểm. Thái Nhất Ma Tổ thái độ, hoàn toàn đã xảy ra 180 độ chuyển biến, liền nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một cái. Ngươi không phải Thái Nhất Ma Tổ, ngươi là ai? Long Tiêu Vương híp hai mắt, nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân. Lời này vừa nói ra, Hắc Bảo Nhân đột nhiên khẽ run lên, quay người nhìn về phía Long Tiêu Vương. Ánh mắt hai người xa xa tương đối. Ngươi cứ nói đi, một đạo ngoạn vị lời nói từ Hắc Bảo Nhân trong miệng phun ra. Long Tiêu Vương cau mày, Hắc Bảo Nhân nói, xác định hắn phỏng đoán, chỉ là hắn trong lúc nhất thời căn bản không đoán ra được thân phận của người này. Trên người ngươi đặc thù ma tộc khí tức, cũng là giả. Long Tiêu Vương thở sâu. Ngươi không ngốc, chỉ là bị ba cái vướng víu bị hắn liên lụy. Hắc Bảo Nhân nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó hai tay chậm rãi xốc lên vành nón. Sau một khắc, một trương đen nhánh khuôn mặt hiện lên ở bọn họ trước mắt. Áo bào rút bớt, hắn toàn thân da thịt đều là màu đen kịt, nam nữ không phân biệt. Mấu chốt là, hắn hình thể cùng lúc trước cũng lớn cùng nhau đỉnh kính, không còn khôi ngô cao lớn, mà là chỉ có cao đến một thước. Trên trán có một loạt mở mắt ra, lấp lóe lấy tà dị quang mang. Hỗn độn ma nhãn, ngươi là hỗn độn vương. Long Tiêu Vương buột miệng mà ra, toàn thân run lên bần bật. Hỗn Độn Vương, đây chính là tiên cổ thời đại cường giả khủng bố. Hắn thống soái hỗn độn ma tộc, hùng uy vô hạn. Khó trách trên người có được ma tộc khí tức, hỗn độn ma tộc tán phát ma khí, so với ma tộc chắc chắn mạnh hơn. Chẳng trách mình bốn người đều nhìn sai rồi, hắn biến thành Thái Nhất Ma Tổ, cùng thật Thái Nhất Ma Tổ, cơ hồ không có gì khác nhau. Hỗn Độn Vương. Sơ Diệu Vương mấy người cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nơi này chính là tiên ma giới A, hỗn độn vương làm sao có thể xuất hiện ở đây? Mục đích của ngươi không phải quá ma, mà là tiên phân thân. Long Tiêu Vương rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm hỗn độn vương. Thân làm uy tín lâu năm thiên vương cảnh, Long Tiêu Vương cũng biết không ít bí mật. Nhất là tiên khống chế hỗn độn tiên linh sự tình, đối với bọn hắn mà nói, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc. Hỗn Độn Vương lắc đầu, nói, hiện tại biết rõ, cũng đã chậm, bản vương còn phải đa tạ các ngươi thay ta bày trận, khốn phong nơi đây. Ngươi làm như thế nào? Long Tiêu Vương không cam, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Phải biết, trận pháp này, nhưng là bọn họ bốn người tự tay bố trí. Từ đầu đến cuối, Hỗn Độn Vương đều không có tham dự bọn họ bố trí trận pháp, làm sao có thể trái lại chế ước bọn họ. Khụ khụ. Cũng đúng lúc này, một bên Thánh Cổ Vương đột nhiên vội ho một tiếng. Thánh Cổ Vương đột nhiên dị dạng, để Long Tiêu Vương, Sơ Diệu Vương cùng Thái Tôn Vương ba người con ngươi co rụt lại,
trăm miệng một lời, là ngươi. Trong mắt ba người tràn đầy không thể tin. Thánh cổ vương nội tình, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn họ cùng hắn thế nhưng là tương giao vô tận tuế nguyệt, vậy mà không có nửa điểm phát giác. Sau một khắc, thánh cổ vương thân thể đột nhiên nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hắn trên người huyết nhục đột nhiên chậm rãi chóc ra, lộ ra một bộ sắc thái sặc sỡ thủy tinh khung xương. Một đoàn u hỏa ở trong đầu hắn thiêu đốt, nhìn người tê cả da đầu. Long tiêu vương ba người rốt cuộc hiểu rõ, nguyên bản bọn họ đối thái nhất ma tổ thân phận còn hơi nghi ngờ. Nhưng thánh cổ vương lại hao hết miệng lưỡi, thuyết phục ba người. Nguyên lai, thánh cổ vương đã sớm bị người này thay thế. Khô lâu tổ vương, long tiêu nghiến răng nghiến lợi, mặc dù nội tâm rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này, xem ra, vô tận thiên khư phát sinh sự tình, đều là thật. Chỉ là, các ngươi không phải là bị đại vô thiên ma truy sát sao, làm sao chả dám không chút kiêng kỵ xuất hiện ở đây. Đồng dạng nghi hoặc, cũng tràn ngập sơ diệu vương cùng thái tôn vương não hải. Thánh cổ vương đây, sơ diệu vương ánh mắt đỏ tươi, lạnh giọng chất vấn. Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là chết, khô lâu tổ vương như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem sơ diệu vương, về phần đại vô thiên ma, hắn cũng muốn giết chúng ta, thực sự là buồn cười. Ngươi chừng nào thì giết hắn, chúng ta sao không biết rõ? Sơ diệu vương vẫn như cũ không tin. Thánh cổ vương dù sao cũng là thiên vương cảnh, hỗn độn vương cùng khô lâu tổ vương hai người cũng chỉ là thiên vương cảnh, cho dù liên thủ cũng không khả năng lặng yên không tiếng động diệt thánh cổ vương. Để ngươi biết, há không phải chúng ta coi như mất toi công. Khô lâu tổ vương cười lạnh một tiếng. Là diệt cực lạc thiên giới về sau, long tiêu vương đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, sơ diệu vương cũng trong nháy mắt minh bạch. Lúc bình thường, bọn họ căn bản không có cơ hội đối thánh cổ vương động thủ. Nhưng mà, diệt đi cực lạc thiên giới về sau, bọn họ nhưng lưu lại thánh cổ vương một người phụ trách thu nạp cương thổ. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, liền cho hỗn độn vương cùng khô lâu tổ vương thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Hiển nhiên, hai người liên thủ thực lực, tuyệt đối không kém gì chuẩn tiên vương. Tốt, không muốn lãng phí miệng lưỡi. Hỗn độn vương mở miệng cắt đứt lời của mọi người, khô lâu vương, ta cũng đã khóa chặt tiên chủ thượng phong thân vị trí, ngươi thôi động trận pháp, dành thời gian bọn họ lực lượng, cưỡng ép phá mở. Yên tâm, việc đã đến nước này. Bọn họ lại không có lực phản kháng. Khô lâu tổ vương lơ đễnh nói, ngươi duy trì ngươi thông đạo, kiếm một ít người tới. Diệt đi tiên ma giới dễ dàng, nhưng nếu muốn trưởng quản giới này, cũng phải cần không ít nhân thủ. Khô lâu tổ vương trong giọng nói thật đắc ý, nghĩ đến tiên phân thân sắp phá phong mà ra, hắn liền hưng phấn không thôi. Tiên cổ thời đại không thể diệt tiên ma giới. Một thế này, nhất định có thể đủ làm đến. Phốc phốc, nhưng mà... Cũng nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đâm thủng bầu trời, hào quang chói mắt đem toàn bộ thiên khung đều chiếu thông minh như ban ngày, một cỗ chí cường khí tức, phô thiên cái địa, không ai có thể ngăn cản, hung hăng chém về phía hỗn độn vương. Ai, hỗn độn vương quát lạnh một tiếng, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, trước tiên nhanh chóng thối lui. Oanh, kiếm quang tốc độ không giảm, mặc dù không thể chém trúng hỗn độn vương, lại hung hăng rơi vào cái kia hắc sắc liệt phùng phía trên. Hoặc có lẽ là, chém ra một kiếm này người, mục đích chính là phá toái cái kia trận pháp. Hắc sắc liệt phùng sụp đổ, bị vô tình kiếm khí phá mở, hóa thành một phiến hỗn độn biển. Kinh khủng khí tức quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành bụi bặm. Nếu không phải cấm khu tứ phương có đại trận, còn có bốn vị tổ vương cảnh chủ trì, đi vào tất nhiên hóa thành bột mịn, cái gì đều không còn tồn tại. Làm tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Một đạo hắc bào thân ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Thân hình hơi có vẻ gầy gò, lại lộ ra một cỗ vô địch bá đạo chi khí, có được vô địch phong thái. Hắn xách ngược lấy tử huyết thần kiếm, tóc dài màu đen loạn vũ, giống như một tôn cái thế kiếm tiên. Tiêu Phàm, sơ diệu vương mấy người kêu lên sợ hãi, một bộ gặp quỷ sống dáng vẻ. Tiêu Phàm không phải bế quan sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một loại không rõ cảm xúc lượn lờ ở mấy người trái tim, nếu là lúc trước, bọn họ ước gì Tiêu Phàm chết không có chỗ chôn. Nhưng là lúc này, bọn họ lại là khẩn cấp hy vọng, Tiêu Phàm có thể tiêu diệt hỗn độn vương. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể báo thù rửa hận. Tiêu Phàm, tiêu diệt hắn.
Sơ Diệu Vương giống to, cho Tiêu Phàm động viên. Bên cạnh Long Tiêu Vương cùng Thái Tôn Vương vẻ mặt cổ quái, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu tử, lại là ngươi. Khô Lâu Tổ Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm, vô cùng phẫn nộ quát. Nếu không phải hắn nhất định phải điều khiển trận pháp, đoán chừng đã sớm xông đi lên giết Tiêu Phàm. Hắn còn chưa bao giờ hận qua một cái người, nhất là một cái thánh tổ cảnh run rế. Nếu không phải Đại Vô Thiên Ma che chở hắn, hắn đều không biết chết bao nhiêu lần. Khô Lâu Tổ Vương, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Khô Lâu Tổ Vương phương hướng, mỉm cười, dường như gặp được đã lâu lão bằng hữu một dạng. Khô Lâu Tổ Vương sắp tức đến bể phổi rồi, cũng may hắn chỉ là một bộ xương, căn bản nhìn không ra hỉ nộ. Hỗn Độn Vương, giết tiểu tử này, Khô Lâu Tổ Vương hét lớn. Hỗn Độn Vương hơi hơi nhíu mày, hắn làm sao không biết Tiêu Phàm đây? Lần trước cùng Đại Vô Thiên Ma giao thủ, Đại Vô Thiên Ma ngắn ngủi mượn người này thân thể, mạnh mẽ chặn lại bản thân một đòn, cuối cùng không thể không thua chạy. Giết Tiêu Phàm, hắn cũng tương tự nghĩ. Thế nhưng là, hắn lại không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Vừa rồi một kiếm kia, thế nhưng là tiểu tử này chém ra đến a. Nếu không phải là mình né tránh kịp thời, đoán chừng cũng phải bản thân bị trọng thương. Hắn nhớ kỹ, tiểu tử này lần trước vẫn chỉ là vô thượng thánh tổ cảnh a, lúc này mới mấy na. Là ngươi quá yếu, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Vừa rồi một đòn, nên tính là Hỗn Độn Vương lực lượng mạnh nhất. Hắn thực lực, so Thái Tuế còn hơi yếu một chút. Cứ như vậy thực lực, còn như thế cuồng vọng, thực sự là không biết sống chết. Hỗn Độn Vương nghe được lời nói của Tiêu Phàm, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Yếu, bản thân tuyệt đỉnh thiên vương cảnh, chỗ nào cùng yếu chứ có nửa điểm liên quan. Thế nhưng là, hắn lại không lời nào để nói, bại chính là bại. Một lần nữa, đoán chừng cũng đồng dạng không cải biến được kết quả. Nơi xa, xem cuộc chiến Khô Lâu Vương sớm đã trợn tròn mắt, trong đầu linh hồn u hỏa đều đang không ngừng lay động. Hắn là thật bị Tiêu Phàm thực lực dọa sợ. Vô tận thiên khư một trận chiến, có vẻ như không có đi qua bao lâu ha. Mình và Hỗn Độn Vương chỉ là ẩn núp mấy năm thời gian mà thôi, chẳng lẽ đã qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Sơ Diệu Vương mấy người cũng là ánh mắt phức tạp. Bọn họ mặc dù hy vọng Tiêu Phàm đánh lui Hỗn Độn Vương, như thế bọn họ liền có thể khôi phục tự do. Thế nhưng là, bọn họ cũng đồng dạng không hy vọng Tiêu Phàm quá mạnh. Trước mắt Tiêu Phàm triển lộ thực lực, rõ ràng vượt quá khống chế của bọn hắn, về sau hai đại thế lực giao chiến, còn thế nào đánh? Nếu là bọn họ bốn người đồng thời đột phá tiên vương cảnh, như thế tự nhiên không dùng kiêng kỵ Tiêu Phàm. Nhưng mấu chốt là, bọn họ đột phá tiên vương cảnh hy vọng rõ ràng rơi vào khoảng không a. Lại đến, Tiêu Phàm cầm kiếm chỉ Hỗn Độn Vương nói, ngươi trên trán con mắt còn có không ít, hẳn là còn có thể chém ra mấy kiếm a. Hỗn Độn Vương mặt sạm lại, chỉ là hắn mặt đã đủ hắc, căn bản liền nhìn không ra. Hắn Hỗn Độn ma nhãn mặc dù xác thực còn có mấy cái, nhưng là, đây chính là hắn áp đáy hòm át chủ bài a. Mỗi lần thôi động Hỗn Độn ma nhãn, con mắt này liền cần rất nhiều thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Nếu là có 8 phần 10 nắm chắc giết chết Tiêu Phàm, hắn cũng có không chút do dự thôi động. Nhưng là, đối mặt Tiêu Phàm, hắn căn bản cũng không có nửa phần thắng. Làm như vậy, Hỗn Độn Vương nội tâm vội vàng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ngươi không động thủ, Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Hỗn Độn Vương, nói, vậy ta động a. Hỗn Độn Vương nghe nói như thế, giật nảy mình. Khô Lâu Vương, mau rút đi trận pháp. Hỗn Độn Vương giống to, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà không có dũng khí cùng Tiêu Phàm tiếp tục một trận chiến. Khô Lâu Tổ Vương còn cho rằng mình nghe lầm. Triệt hồi trận pháp, ngươi là chuẩn bị trốn được sao? Ngươi thế nhưng là Hỗn Độn Vương a, biết bao ngạo khí, lại làm sao có thể hướng người khác chịu thua đây? Khô Lâu Tổ Vương ngược lại là không do dự, chuẩn bị triệt tiêu trận pháp. Nhưng mà một khắc sau, Khô Lâu Tổ Vương trợn tròn mắt, Hỗn Độn Vương, ta rút không xong. Rút không xong, Hỗn Độn Vương sắc mặt đại biến, cái này bất diệt tiên trận thế nhưng là phong cấm thời không, không cách nào vào, cũng không cách nào ra, liền tiên vương cảnh có cũng giống như thế. Hắn một cái thiên vương cảnh, lại làm sao có thể phá mở đây? Hắn nếu là có thể đủ phá mở bất diệt tiên trận, vậy cũng hoàn toàn không cần thiết e ngại Tiêu Phàm, có thể đường đường chính chính một trận chiến. Xem ra là thiên ý,
người ta tầm đó, nhất định phải phân cái sinh tử. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hỗn độn vương thật đúng là mang đá lên đập chân của mình a. Hắn nhưng là có một nén nhang, mặc dù không cách nào tiêu diệt hỗn độn vương, nhưng hủy đi cái kia chút hỗn độn ma nhãn hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tiêu Phàm quyết đoán xuất thủ, từng đao chém ra, từ bốn phương tám hướng phong tỏa hỗn độn vương đường đi. Nhưng mà, hỗn độn vương hiển nhiên cũng là kẻ khó chơi, tình nguyện mạnh mẽ chống đỡ Tiêu Phàm công kích, cũng không nguyện ý thôi động hỗn độn ma nhãn. Hắn hiển nhiên là nghĩ như vậy, cùng lắm thì bị chút tổn thương, chỉ cần không chết được là được. Hỗn độn ma nhãn, thế nhưng là dùng một cái liền thiếu đi một cái. Tiêu Phàm làm sao không biết hỗn độn vương tâm lý có chủ ý gì, hắn một chút cũng không gấp. Bản thể không cách nào tiêu diệt hỗn độn vương, nhưng nếu là tìm tới hắn bản nguyên đại đạo đây. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng chỉ đến như thế. Hỗn độn vương nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ có thể vết thương nhẹ bản thân, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ta thừa nhận, xem thường ngươi, may mắn nhường ngươi phá hủy bản vương kế hoạch. Nhưng là, lần sau đừng ở để cho ta gặp gỡ ngươi, bằng không mà nói, chắc chắn nhường ngươi sống không bằng chết. Lần sau ta cũng đã là tiên vương cảnh, Tiêu Phàm bình tĩnh cười một tiếng. Hỗn độn vương nụ cười cứng đờ. Nếu như lời này là từ trong miệng người khác nói ra, hắn nhiều nhất xem như một chuyện cười mà thôi. Nhưng là, lời này từ Tiêu Phàm tên biến thái này trong miệng nói ra, hắn lại không có chút nào hoài nghi. Mấy năm thời gian, đối với đại bộ phận tổ vương cảnh mà nói, cũng chỉ là trong thời gian nháy mắt mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm mấy năm thời gian có thể từ vô thượng chi cảnh đột phá thiên vương cảnh, nếu như lại cho hắn mấy năm thời gian, thật có thể đột phá tiên vương cảnh. Còn có, ta mặc dù giết không chết ngươi, nhưng là, ta có thể phong ấn ngươi. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nói xong, hắn dứt khoát thu hồi tu la kiếm, hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn, đầy trời phù văn nở rộ. Hóa thành từng đầu trật tự thần liên, hướng về hỗn độn vương chân áp tới. Đáng chết, hỗn độn vương sắc mặt đại biến, cái kia phù văn lực lượng, nhưng hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Chỉ một thoáng, hắn không chút do dự, lần nữa thôi động hỗn độn ma nhãn lực lượng, giơ kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, dường như âm mưu được như ý một dạng. Tu la kiếm lần nữa hóa đao, nghịch loạn bát ma đao đao thứ 8 bộc phát. Hư không đại phá diệt, khí tức hủy diệt cơ hồ đem cấm khu san thành bình địa. Hỗn độn vương há mồm thở dốc, đen nhánh làn da vậy mà hơi trắng bệch, có thể nghĩ hắn thời khắc này suy yếu. Lại đến, Tiêu Phàm làm bộ dạng như không có gì, nhưng hắn lại khôi phục nhanh chóng tiên chi lực. Nghịch loạn bát ma đao dạng này cấm kỵ chiến pháp, uy lực tuy lớn, nhưng tiêu hao tiên chi lực cũng rất khủng bố. Trừ phi có thể đột phá tiên vương cảnh, bằng không mà nói. Vẫn là không thể nhiều lần thi triển. Bất quá, hắn hiện tại cũng không cần lo lắng địa ngục đạo luân hồi ấn lực lượng biến mất sau đưa cho chính mình tạo thành di chứng. Đột phá thiên vương cảnh về sau, loại này hư nhược di chứng rõ ràng giảm nhỏ. Mấu chốt là, hắn trên người nhưng còn có một mai khác nhân đạo luân hồi ấn. Nếu không phải Tiêu Phàm cảm thấy hỗn độn vương không xứng nhường hắn sử dụng nhân đạo luân hồi ấn, hỗn độn vương hiện tại liền không chỉ là bị chút tổn thương đơn giản như vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa đi tới, hỗn độn vương trái tim đều đang chảy máu. Đây là buộc bản thân hao hết hỗn độn ma nhãn a. Khô lâu vương, bây giờ có thể có hay không? Hỗn độn vương bí mật truyền âm, nội tâm càng ngày càng lo lắng. Còn muốn một hồi, chịu đựng. Khô lâu tổ vương đang toàn lực tránh thoát trận pháp trói buộc. Phương pháp rất đơn giản, chính là hao hết tự thân tiên chi lực. Chỉ cần không có tiên chi lực điều khiển trận pháp. Trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Nhanh lên, hỗn độn vương khẽ cắn môi, lần nữa đón lấy Tiêu Phàm. Thân làm thiên vương cảnh ngạo khí, không cho phép hắn giống như chuột xuyên, kể từ đó, chỉ có cùng Tiêu Phàm ngạnh bính. Đáng tiếc, kết quả đã được quyết định từ lâu. Một nén nhang xuống tới, hỗn độn vương trên trán 9 cái hỗn độn ma nhãn, toàn bộ khép kín, hắn bản thân cũng suy yếu tới cực điểm. Lại đến, Tiêu Phàm vẫn là câu nói kia. Nhưng nghe vào hỗn độn vương trong tai, nhưng lại như là cùng đao cắt. Hỗn độn vương, đi, lúc này, nơi xa truyền đến khô lâu tổ vương hư nhược thanh âm. Nói xong, bất diệt tiên trận đình chỉ vận chuyển, trận pháp màn sáng biến mất. Hỗn độn vương không có nửa điểm chần chờ, lách mình xuất hiện ở khô lâu tổ vương trước người,
dẫn theo đầu của hắn liền hướng lấy sâu trong tinh không lao đi, nửa điểm đều không dám dừng lại. Chạy, Sơ Diệu Vương ba người trợn tròn mắt, thật lâu thất thần. Các ngươi không nên sát sinh sát tử, cùng Tiêu Phàm tới một đồng quy vu tận sao? Lại không ra sao, lưỡng bại câu thương cũng tốt a. Các ngươi chạy, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Long Tiêu Vương, Sơ Diệu Vương cùng Thái Tôn Vương nhìn nhau, ở xác nhận Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương rời đi về sau, thân hình ba người lóe lên, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiêu Phàm giờ phút này sắc mặt cũng không tốt nhìn, hơi có vẻ trắng bệch, cái này rõ ràng là hư nhược thời điểm. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, chỉ cần Tiêu Phàm cái chết, Vô Tận Thần Phủ trên cơ bản liền xong đời. Các ngươi muốn động thủ, Tiêu Phàm một chút cũng không gấp, ngược lại cười nhìn lấy ba người, xem ra, ma tộc quả nhiên đều là một đám vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn hạng người a. Sơ Diệu Vương ba người sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Phàm vừa mới đuổi đi Hỗn Độn Vương, tương đương với biến tướng cứu ba người một mạng. Ba người ngược lại tốt, không chút do dự liền chuẩn bị động thủ. Tiêu Phàm, đừng ấu trí nữa, giữ lại ngươi, ta chư ma tổ địa tương lai nửa bước khó đi, hôm nay thế nhưng là giết ngươi cơ hội tốt nhất, chúng ta sẽ không bỏ qua. Sơ Diệu Vương cười lạnh nói. Hát, nửa tháng sau, Vô Tận Thần Phủ cùng chư ma tổ địa biên giới chiến trường. Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần sớm đã trở về, chỉ có Sở Phiền tiếp tục lưu lại cấm khu. Sơ Diệu Vương đám người mặc dù tạm thời đối cấm khu mất đi lòng kính sợ, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là không dám tùy tiện xâm nhập. Chỉ cần trong vòng nửa năm cầm xuống chư ma tổ địa, cấm khu liền ở Vô Tận Thần Phủ cương thổ phạm vi bên trong, cũng sẽ không cần lo lắng những người khác đánh thái ma cùng tiên chủ ý. Tiêu Phàm, trong vòng nửa năm cầm xuống chư ma tổ địa, không khỏi quá vội vàng. Hoàng Ma Lăng không mà đứng, nhìn phía xa chiến trường, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Ngươi không phải một tháng cầm xuống một giới địa phương sao? Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoàng Ma nói, bây giờ chư ma tổ địa chỉ còn lại có tứ giới, mỗi ba tháng bắt xuống một người, không tính nhanh a. Hoàng Ma mặt sạm lại, người nhà có thể tính như vậy sao? Trong một tháng, hắn cùng với Lăng Phong bọn họ có thể cầm xuống hai giới chi địa, tuyệt đối bộ phận là vận khí gây ra. Sơ Diệu Vương bọn họ bị Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương kéo lại mà thôi. Hiện tại bọn hắn bốn cái thiên vương cảnh, thế nhưng là có thể điều động vạn linh chi lực, người người đỉnh phong chiến lực cũng không dưới so với chuẩn tiên vương, hắn có thể không phải là đối thủ. Yên tâm đi, vấn đề không lớn lắm, Tiêu Phàm vẻ mặt tự tin nói. Ngươi sẽ tự mình động thủ, Hoàng Ma ánh mắt hơi sáng. Chỉ cần Sơ Diệu Vương ba người bọn họ không động thủ, ta liền không động thủ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lại bổ sung một câu, ta liền nhìn xem các ngươi đánh. Không động thủ, vậy ngươi ở đâu ra tự tin? Có Tiêu Phàm tỏa chấn, Sơ Diệu Vương bọn họ khẳng định không dám động thủ, cùng hắn động thủ không có gì khác nhau. Tà Vũ lại là cười cười, lại nói, vương đối vương, tướng đối với tướng, Tiêu Phàm nếu như động thủ, vạn nhất chọc tới Sơ Diệu Vương bọn họ, tàn sát ta Vô Tận Thần Phủ tu sĩ, lại nên làm như thế nào? Hoàng Ma nghĩ nghĩ. Đúng là đạo lý này. Thế nhưng là, không dùng tọa trấn Vô Tận Thần Phủ sao? Hoàng Ma vẫn là có chút lo lắng nói. Vậy ngươi cảm thấy, ta trở lại Vô Tận Thần Phủ, phải cần bao nhiêu thời gian? Tiêu Phàm như giống như kẻ ngu nhìn xem Hoàng Ma. Hoàng Ma á khẩu không trả lời được, lấy Tiêu Phàm tốc độ, đoán chừng tối đa cũng liền chốc lát thời gian liền có thể trở lại Vô Tận Thần Phủ. Thông qua truyền tống trận mà nói, cơ hồ là trong lúc hô hấp sự tình mà thôi. Chỉ cần Tiêu Phàm không hề rời đi tiên ma giới, có ở đó hay không Vô Tận Thần Sơn cũng không có vấn đề gì. Tốt, thập nhị chi thần ma vệ toàn bộ điều động, nếu như này cũng không cách nào trong vòng nửa năm cầm xuống chư ma tổ địa, vậy các ngươi trình độ, cũng chỉ có như thế. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Yên tâm, nửa năm đủ, Hoàng Ma vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Chỉ cần Tiêu Phàm tọa chấn, không dùng cùng Sơ Diệu Vương bọn họ xuất thủ, hắn liền không sợ hãi. Không đúng, chỉ còn lại có 5 tháng rưỡi. Tiêu Phàm cười cười. Giết, Hoàng Ma gật gật đầu, vùng cánh tay lên một cái, Vô Tận Thần Phủ đại quân lập tức giống như cá giết sang sông, lít nha lít nhít, hướng về chư ma tổ địa dũng mãnh lao tới. 6 chi thần ma vệ mở đường, từng cái đều là vô thượng chi cảnh tu vi, thậm chí còn có không ít tổ vương cảnh. Bình thường quân đội, chỗ nào chống đỡ được, chư ma tổ địa giống như giải tán tổ kiến.
từng tòa thành trì rất nhanh bị vô tận thần phủ nắm trong tay. Duy nhất có thể cho bọn hắn tạo thành điểm áp lực, chỉ có mấy cái kia thiên vương cảnh. Điểm này, để Tiêu Phàm có chút bất ngờ, trừ bỏ Sơ Diệu Vương bọn họ bên ngoài, chư ma tổ địa vẫn còn có 6 cái thiên vương cảnh, ẩn núp không phải bình thường sâu. Mà vô tận thần phủ, trừ bỏ Tiêu Phàm cùng hoang ma bên ngoài, những người khác chỉ là chân vương cảnh mà thôi. Thí thần cùng tà vũ bọn họ mặc dù đánh không lại những cái kia thiên vương cảnh, nhưng ngăn chặn bọn họ căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Lần này, vô tận thần phủ biểu hiện càng thêm hung mãnh. Vẻn vẹn nửa tháng, hoang ma liền cầm xuống một giới địa phương. Một chỗ khác chiến trường, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng không cam tâm rớt lại phía sau, mấy ngày sau, cũng đoạt lấy một giới địa phương. Hoang ma 10 điểm không hiểu, nơi này có Tiêu Phàm tọa chấn, có thể nhanh như vậy cầm xuống một giới địa phương là hợp tình hợp lý. Nhưng Lăng Phong bọn họ làm sao có thể làm đến, Tiêu Phàm lại là cười cười, không có giải thích nhiều. Một cái khác chiến trường, thế nhưng là có Kiếm Hồng Trần tọa chấn. Kiếm Hồng Trần cũng đã đột phá đến thiên vương cảnh, xuất lĩnh Lăng Phong bọn họ những cái này biến thái cầm xuống một giới địa phương, còn không phải như chơi đùa. Hoang ma ngược lại cũng không hỏi nhiều, chỉ là có chút không phục. Hắn dù sao cũng là thiên vương cảnh, vậy mà không so mấy cái chân vương cảnh nhanh bao nhiêu. Tiếp tục xuất phát, chỉ còn lại có một giới địa phương. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Còn có hai giới chi địa, hoang ma cường điệu nói. Ta nói một giới địa phương cũng chỉ có một giới địa phương. Tiêu Phàm mỉm cười, bọn họ từ cực lạc thiên giới đoạt được một giới, sẽ đưa cho chúng ta. Đưa cho chúng ta, hoang ma như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dáng dấp đẹp trai sao? Chư ma tổ địa những người kia lại không phải người ngu, làm sao có thể vô duyên vô cớ đem một giới đưa cho bọn họ đây? Oanh, không đợi Tiêu Phàm trả lời, nơi xa đột nhiên một trận nổ vang, vô số vô tận thần phủ tu sĩ trước bay ra ngoài. Chỉ thấy mấy cỗ cường đại khí tức mãnh liệt mà tới, ở cách Tiêu Phàm bọn họ ở ngoài mấy ngàn dặm ngừng lại. Sốt cục nhịn không được, Tiêu Phàm cười cười, đạp không mà lên. Hoang ma, thí thần, tà vũ đám người nhao nhao đi theo. Ba vị, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm mở miệng. Long Tiêu Vương bọn họ khóe miệng giật một cái, hắn nha, hơn một tháng trước đều gặp ngươi, như vậy cũng tốt lâu sao? Nửa tháng lại cầm xuống chúng ta hai giới cương thổ, ngươi cái này rõ ràng là cố ý chế nhạo chúng ta a. Tiêu Phàm, Sơ Diệu Vương nghiến răng nghiến lợi hướng về Tiêu Phàm. Tùy thời đều có thể bộc phát. Nhớ ngày đó, chư ma tổ địa biết bao huy hoàng, trưởng quản ma tộc 19 giới. Tiên ma giới dung hợp về sau, bọn họ cũng có được lục giới địa phương, chính là tiên ma giới đệ nhất thế lực. Nhưng lúc này mới mấy năm thời gian mà thôi, bọn họ cương thổ bị Tiêu Phàm cướp đoạt hơn phân nửa, chỉ còn lại có điểm ấy địa bàn. Như thế thâm cừu đại hận, Sơ Diệu Vương hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối. Nguyên bản còn muốn cho các ngươi nửa năm thời gian, lại không nghĩ rằng các ngươi không chịu được như thế một đòn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Ngươi, Sơ Diệu Vương tức bể phổi, cổ đỏ lên hết sức. Tiêu Phàm, nhiều lời vô ích, Long Tiêu Vương cắt đứt Sơ Diệu Vương lời nói, vô tận thần phủ cùng chư ma tổ địa ở giữa một trận chiến tất nhiên khó mà tránh khỏi, vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày a. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem Long Tiêu Vương. Nói các ngươi sợ là cuối cùng lưỡng giới cương thổ bị ta cướp đoạt, liền vạn linh chi lực đều không thể điều động a. Long Tiêu Vương mặt sạm lại, ngươi nha, nói mò gì lời nói thật. Hiển nhiên, đây đúng là Long Tiêu Vương vấn đề bọn họ lo lắng. Thậm chí, bọn họ đều có chút hối hận, sớm biết như vậy, một tháng Tiêu Phàm trước khi rời đi, nên cùng hắn đại quyết chiến. Nhưng mà hối hận đã không kịp, bọn họ không thể không hiện tại cùng Tiêu Phàm quyết chiến. Bởi vì càng gần đến mức cuối, bọn họ phần thắng lại càng nhỏ. Như các ngươi mong muốn, hy vọng đừng để ta hối hận. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, một bước tiến lên, ba người các ngươi ai lên? Hay là cùng tiến lên?